Già thiên tập 51, thần tàm cử biến thuyết minh tại kênh youtube Di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ha ha! Ngô tử minh khiếp sợ qua đi, không kìm nổi cười to, nói. Cho dù là thần nguyên thì như thế nào, cũng chỉ bằng một nửa khối thần nguyên của tháp bạt huynh này mà thôi. Đúng vậy, các ngươi thua rồi, khối thần nguyên này và tất cả thuộc về chúng ta. Lý Trọng Thiên cũng phá lên cười điên cuồng, hắn phi thường kích động. Hắc hắc! Lý Nhất Thủy phun ra một ngụm hơi ớt nghẹn, phát ra một tràng tiếng cười lạnh. Đột nhiên, viên cầu đá này nhích động, rồi lập tức bay thẳng lên không trung, muốn bỏ chạy đi. Ầm. Um, nó đánh vào trên quần sáng, nếu không phải phong tỏa nơi đây từ trước, thật sự bị nó chạy thoát rồi. Sao lại thế này, viên cầu đá này biết bay? Trời ạ, à, bên trong thần nguyên có chứa sinh vật gì đó, vì sao nó có thể tự mình bay lên không trung? Tảng đá biết bay, điều này sao có thể? tất cả mọi người như ngây dại điều này đào ngược lẽ thường thật khó tin thần nguyên có thể treo ở không trung không chìm rơi xuống nhưng tuyệt đối không thể bay hay độn đi điều này tuyệt đối là vật quý hiếm kinh thế bên trong chỉ sợ có báu vật nào khác ầm um, ầm um. cuồng sáng thực vững chắc viên cầu đá va chạm bốn phía muốn thoát đi nhưng hoàn toàn không thể như nguyện bên trong thạch viên hiệu chữ thiên một đám lão nhân đều ra tay tuy nhiên cũng không phải công kích mà là với thần quang dịu dàng áp chế giam cầm nó rồi sau đó mới có thể phong ấn bởi vì trong thần nguyên có kỳ chân kinh thế bọn họ sợ hủy hoại không dám dùng sức quá mạnh lớp đá ngoài không thể che giấu hào quang thần nguyên bên trong có rất nhiều đạo thần quang từ trong khe hở bán ra phi thường rực rỡ nó bị dẫn dắt xuống dưới một đám lão nhân ánh mắt như lửa nóng cố định nó ở giữa không trung tất cả đều đầy kích động tiểu ca người quả nhiên rất cao thâm lại cắt ra vật quý hiếm tuyệt thế, bán nó cho chúng ta đi. Chúng ta đồng ý với giá trên trời mua nó. Người nói những lời này đều là đại biểu các thế lực lớn, đều muốn thu mua viên cầu đá này. Kiện kỳ chân này phải quý báu hơn so với khối thần nguyên lớn bằng đầu người kia. Người thủ hộ thạch viên cơ gia nói lên như vậy. Đúng vậy, phải quý báu hơn khối thần nguyên kia, có người gật đầu phụ họa theo. Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên như bị xét đánh, đường trường sắc mặt trắng bệch, vừa mới lòng tràn đầy vui mừng và kích động, không nghĩ tới trong chớp mắt tình thế nghịch chuyển, bọn họ gần như tuyệt vọng. Lý Nhất Thủy thì thần sắc tối đen, cân xanh nổi lên. Kết quả này khiến hắn chịu đà kích gấp bội, thân thể lảo đảo một trận, thiếu chút nữa té nhào trên mặt đất. Hắn cùng với Dương Côn đã nhảy lầm vào cây hố bẫy, giờ phút này còn sắp phải giao ra tiếp 8 vạn cân nguyên, như là một đòn đánh bồi thêm. Cổ phong huynh đệ, bán kỳ chân này cho chúng ta đi, đại hạ sẽ cho ngươi vừa lòng với giá trên trời đại hạ hoàng tử truyền âm nói cổ phong tiểu đệ diệu y nguyện mua kỳ chân này bất kể ngươi có điều kiện gì đều sẽ tận lực thỏa mãn an diệu y cũng cười ngọt ngào truyền âm hai vị huynh đệ khương giật phi cũng mở miệng trong lúc nhất thời diệp phàm bị các loại thần niệm bao trùm rất nhiều người âm thầm truyền âm cho hắn dụ hoặc hứa hẹn đồng ý đủ các loại ưu đãi ùn ùn kéo đến chư vị hay là lột tiếp lớp đá ngoài nhìn xem bên trong thần nguyên rốt của có cái gì đi. Diệp Phàm đáp lại, hắn cũng không muốn bán đi một cách hồ đồ. Đúng, lôi lớp đá ngoài, nhìn lại xem trong thần nguyên rốt cuộc ẩn chứa vật gì. Bên ngoài thạch viên hiệu chữ thiên, mọi người đều la lớn. Những người này không thể vào trong thạch viên, thân phận khẳng định, không thể so sánh với đại biểu của các thế lực lớn cùng với rất nhiều lão nhân kia, nhưng nhân số là nhiều nhất. Tiếng la vang rung trời. Giờ khắc này, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài có thứ gì đó còn quý báu hơn thần nguyên bị người cắt ra cả tòa thần thành lại chấn động trong thạch viên hiệu chữ thiên một đám lão nhân cũng không có ngăn cản bọn họ cũng muốn nhìn xem rốt cuộc có cái gì vẫn là xin các vị tiền bối ra tay đi diệp phàm không có tiến lên cuối cùng người thủ hộ thạch viên cơ gia đi tới nhón tay điểm ra thần quang lóng lánh thật cẩn thận lột bỏ lớp đá ngoài trong phút chốc hào quang rực rỡ như một vầng mặt trời xuất hiện nơi đây người có tù vì hơi yếu căn bản không thể mở mắt không thể quan sát chỉ có nhân vật thực lực cường đại mới có thể quan sát đây là thần nguyên hào quang rực rỡ đó là cái gì trong thần nguyên có sinh vật thật sự có vật còn sống là một con kim xà sao không giống trên đầu hình như có sừng chẳng lẽ là rồng rất trói mắt nhìn không rõ không hẳn là rồng tất cả mọi người khiếp sợ một mảnh sôi trào trong thần nguyên không ngờ lại có sinh vật còn sống sẽ không thật là rồng chứ trên long như tiên không dáng xuống thế gian sao có thể có loại này được hiện trường sôi trào rất nhiều người đều cả kinh kêu lên bên trong thần nguyên có chứa sinh vật còn sống quả thực khiến người ta giật mình kinh hãi viên cầu đá bằng nửa đầu người lớp đá ngoài mỏng bị lột đi lộ ra như một vòng mặt trời màu vàng treo giữa không trung hào quang trói mắt người tu vi yếu kém chỉ có một lựa chọn đó chính là nhắm mắt gần như không thể nhìn thẳng vào thần quang như từng đạo kim châm phóng ra phía ngoài có thể làm tổn thương mắt người tu vi cao thâm chen lấn về phía trước rất nhiều người kinh sợ há hốc miệng đều muốn thấy rõ bên trong lốt cuộc ẩn chứa sinh vật loại nào trong lòng diệp phàm khó có thể bình tĩnh các gia thần nguyên ẩn chứa vật còn sống vượt qua dự đoán của hắn thần nguyên nhảy lên như một đứa hài đồng hoảng hốt muốn chạy trốn tuy nhiên lại bị các nhân vật lớp người già dùng quần sáng áp chế chỉ có thể đứng yên tại chỗ rất nhiều người vây quanh nó thậm chí ngay cả diệp phàm đều không đi vào được thứ gì đó xuất thế so với nguyên còn quý báu hơn, thật sự rất chấn động. Ở đây không người nào có thể giữ được nỗi lòng không nổi sóng, tất cả đều kích động đến tột đỉnh, hiện trường chìm trong tiếng ồn ào huyên náo. Cổ phong tiểu ca, kiện kỳ chân này nhất định phải bán cho chúng ta. Cô tiểu đệ có không thương lượng một chút, âm dương giáo ta tính toán mua khối thần nguyên này cùng với sinh vật bên trong. Phải có thứ tự đến trước và sau chứ, là ta nói trước tiên, lão họ vương người đứng chờ phía sau đi ai trả cao giá thì được, lão phu không tiếc trả với giá trên trời. Còn chưa có xác định bên trong thần nguyên là cái gì, một đám lão nhân đã tranh giành nhau đến đỏ mặt tía tai, là hết ẩm ĩ cả lên. Bọn họ đều là nguyên lão của các đại giáo, một đám lai lịch lớn dọn người. Tranh giành cũng vô dụng, vẫn là để cổ phong tiểu ca đưa ra quyết định đi, hắn nói bán cho ai thì bán cho người đó. Cổ phong tiểu đệ Ồ, cổ phong tiểu ca, người ở đâu rồi? cả đám lão nhân mãi đến lúc này mới phát hiện chính chủ không có ở đây không biết bị chen lấn tới nơi nào rồi các vị tiền bối ta ở bên ngoài vào không được à chư vị có thể nhường cho ta một chỗ không để ta tự mình nhìn xem rốt cuộc cắt ra được cái gì diệp phàm thật sự không chen vào được các lão nhân này người nào người đó giống như gà trọi sung huyết tất cả đều sinh long hoạt hổ tinh thần phấn chấn tuy rằng người nào người nấy tay chân giả lão nhưng so với sắt thép còn cứng rắn hơn chen lấn đến mức cả thế hệ trẻ tuổi gần như toàn bộ bị đẩy ra ngoài, rất nhiều người đều nhe răng nhếch miệng. Cũng chỉ có đám người đại hạ hoàng tử, yêu nguyệt không, kim xích tiêu còn có thể ở lại bên trong, nhưng đều áo quần xốc xếch, có thể đứng thẳng thân mình ở trong này đã là không tệ rồi. Tiểu ni cô áo trắng nhăn mày nhăn mặt, núp tránh ở phía sau ca ca của mình. Mau, mau tránh đường cho cổ tiểu ca vào. Lão già kia mau tránh ra, đừng cản trở chính chủ. Mọi người đình chỉ xô đẩy, rốt cục diệp phàm đi vào trong đi tới trung tâm hiện trường không hề nghi ngờ hắn trở thành nhân vật tiêu điểm còn có ta nữa giày của lý hắc thủy đều bị đám lão nhân xô lấn mất biến quần áo sộc xịch rốt cục cũng theo được vào trong hắn không kìm nổi oán giận nói ta nói các vị tiền bối nha các người không cần kích động giống như là nhìn thấy tuyệt đại mỹ nữ vậy được không quần áo của ta đều sắp bị lột trần rồi diệp phàm cuối cùng vào tới bên trong thần nguyên đẹp mắt đám lão nhân này cãi cọ hồi lâu rõ ràng cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì các vị tiền bối trước không cần tranh giành như vậy các người xem thử rốt cuộc nó là cái gì diệp phàm cũng quan sát tuy nhiên thần quang quá mãnh liệt hắn chỉ có thể nhìn thấy đại khái không thể quan sát cẩn thận tỉ mỉ chủ yếu vẫn là bản thân sinh vật bên trong thần nguyên cũng rất đặc biệt phát ra màn hào quang mờ ảo bao bọc lấy chính mình trong mơ hồ có thể nhìn thấy đó là một thân ảnh màu vàng như là một con kim xà hoặc như là một con tiểu long màu vàng vẫn không nhúc nhích thế gian này không có khả năng có chân long hẳn là một con dao long hoặc là một con thánh xà có sừng hơn phân nửa là kim xà hoặc là loài dao ai nói không có chân long nói không chừng chính là một con ấu long thái cổ bị phong bế ở bên trong thần nguyên lớp nhân vật người già đích xác ý kiến không thống nhất quan điểm mỗi người không giống nhau thần nguyên trói mắt chiếu sáng cả hòn đảo làm cho hồ nước chung quanh đều hóa thành màu vàng trong suốt về phần cổ thụ trên đảo tất cả đều nhuộm màu vàng sáng rọi ngay cả cánh hoa đều thần thánh lên lưu quang tràn đầy màu sắc trong sáng lấp lánh diệp phàm trầm mặc không nói vận chuyển nguyên thiên thần giác cẩn thận quan sát trong đôi mắt hắn lập tức bắn ra hai luồng tử mang chìm sâu vào trong thần nguyên nó là đây là kỹ thuật trong nguyên thiên thư có thể khám phá vô căn cứ nhìn thấu căn nguyên diệp phàm nhìn thấy rõ ràng sinh vật bên trong hắn phi thường kinh ngạc một con vật nhỏ không nhúc nhích, bị phong bế ở bên trong, nhưng tuyệt đối còn có sinh mệnh, cơ năng thân thể nó đang chậm rãi sống lại, dần dần có tiếng tim đập. Đây thực giống như một con rồng. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, khó có thể ức chế kích động trong lòng, tiểu sinh linh này chỉ dài hơn nửa thước, cuộn mình ở bên trong, thân rồng màu vàng, trên đầu mọc một đôi sừng rồng. Không đúng, nó không có vảy rồng. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, phát hiện thân mình nó thực bóng loáng, bên ngoài thân màu vàng trong suốt như ngọc không có một mảnh vảy rất nhanh hắn bình tĩnh lại còn thật sự suy xét lúc này hắn lại phát hiện điểm khác thường cái gọi là sừng rồng màu vàng lại là bằng thịt nhấp nháy tỏa sáng kỳ dị tiểu long tiểu dao tiểu kim xà trong lòng hắn thật khó hiểu không phán đoán ra đây là con gì mà để cho hắn kinh ngạc chính là đôi mắt của tiểu sinh linh này phi thường lớn đang mở to giường như thực vô tội đang nhìn thẳng vào hắn mắt này so với rồng thì lớn hơn cũng quá mọng nước xinh đẹp Diệp Phàm một hồi không nói gì, tiểu sinh vật này dường như rất nhân tính hóa. ầm, um, Đúng lúc này, thần nguyên lại nhảy lên, nó không ngừng muốn chạy trốn, giống như bị một đám lão nhân dọa cho hoảng sợ. Thực hiển nhiên, nó cũng không phải cường đại lắm, gắng gượng rãi giụa cũng không nhúc nhích, không thể bỏ chạy. Thật đáng yêu nha. Tiểu ni cô áo trắng mắt to trong sáng, nhìn chằm chằm vào thần nguyên, nàng cũng không có bị thần quang làm tổn thương hai mắt, dường như có thể nhìn thấy hết thảy bên trong cổ phong tiểu đệ diệu y thật sự hy vọng ngươi có thể bán nguyên này cho ta an diệu y cũng tới bên cạnh nhẹ giọng thỏ thẻ mùi thơm của cơ thể như lan như xạ lan đến cổ phong tiểu ca ngươi dùng nguyên thuật quan sát có thể biết được nó là cái gì không một lão nhân hỏi diệp phàm lắc đầu tới hiện giờ hắn chỉ có thể xác định tiểu sinh linh này không phải hung vật dường như sẽ không đả thương người hắn vươn tay phải cầm thần nguyên vào lòng bàn tay ngay lập tức lỗ chân lông toàn thân hắn đều mở ra khí căn nguyên nhất của thiên địa rót vào thân thể, làm toàn thân hắn vô cùng thư thái. Đây là thần nguyên, vẫn chưa từng luyện hóa, cũng đã làm cho người ta cảm nhận được chỗ không tầm thường của nó. Giác Bỗng nhiên, thần nguyên nứt ra, tiểu sinh linh màu vàng dùng sức giải thoát trói buộc, muốn xông ra. Mau, bày ra cấm chế, phong tỏa nghiêm mật nơi này. Ngăn chặn nó, ngàn vạn lần đừng để nó chạy thoát. Mọi người đều bấn loạn, một đám lão nhân rất nhanh ra tay, một tầng lại một tầng quần sáng đan nhau, như cái lồng, cũng không biết phong tỏa bao nhiêu lớp. Xa xa, các tu sĩ khác lại sôi trào, có người chúi đầu chen về phía trước, tạo thành một mảng tiếng cải và la lối rầm rĩ, ai nấy đều muốn xem cho rõ ràng. Mà có người thì né tránh như rắn rết, nhanh chóng bay lui, như sợ lây dính cái gì lên mình. Đám chim non này, các người ngu ngốc chen lấn tới phía trước làm gì, sinh vật thái cổ không có loài nào lương thiện, nếu đúng thật là xuất thế, nhất định máu chảy thành sông. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Năm đó các gia sinh vật cổ đều vô cùng mạnh mẽ, đã cướp đi rất nhiều sinh mệnh người khác. Những lời nói như vậy vừa ra lập tức gây nên cảnh hỗn loạn, tất cả người ở phía trước đều kinh sợ há hốc miệng, rất nhanh bay lui về phía sau. Ở trọng địa của cơ gia vốn không cho phép phi hành, nhưng giờ phút này mọi người cũng không quản được nhiều như vậy, rất nhiều người bay lên trời, tránh đi rất xa. Đương nhiên, còn có một phần lớn người lưu lại, không có rời đi, ngược lại còn đi tới một khoảng cách bởi vì bọn họ thấy các nhân vật lớp tiền bối cũng không có lui lại. Giác! Thần nguyên vỡ ra kim quang lóe sáng một cái, tiểu sinh linh kia vọt ra không ai không khẩn trương, bởi vì sinh vật thái cổ hung uy chấn thế, lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Chỉ có Diệp Phàm coi, như còn chấn tĩnh, bởi vì với nguyên thiên thần giác hắn cảm ứng được, con tiểu sinh linh này cũng không sát ý. Xoát! Bóng vàng nhoáng lên một cái, ai cũng không ngăn lại được, ngay cả Diệp Phàm thi triển ra phong thiên tòa địa kỳ ảo trong nguyên thuật, cũng không thể giam cầm nó. Nó nhanh đến khó tin. May mà nơi đây đã bị phong ấn, nó không thể chạy trốn, treo ở giữa không trung, tản phát ra một đoàn kim quang mông lung mờ ảo. Trời ạ, à, đúng là rồng sao? Tới giờ này, mọi người đều thấy rõ, nó so với chân long cũng không sai biệt nhiều lắm chỉ khác là không có vảy rồng, cả người như là vàng ngọc, trong suốt lóng lánh. Đương nhiên, cũng có chỗ không giống nhau là mắt của nó quá lớn cực kỳ mọng nước xinh đẹp, khiến rất nhiều nữ nhân đều phải ghen tị. Giờ phút này, vẻ mặt của nó thực nhân tính hóa dường như có chút sợ hãi đồng thời thực mơ màng cũng có chút dáng vẻ vô tội bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di cap phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé soát kim quang trượt nhoáng lên một cái nó lại bay về lòng bàn tay diệp phàm rất nhiều người đều cả kinh kêu lên nó thật sự quá nhanh một ít nhân vật lớp tiền mối đều không kịp ra tay Xác! Con tiểu sinh linh này thân mình rất nhỏ, cũng chỉ dài hơn nửa thước mà thôi, nhưng lại một ngụm cán gọn một khối thần nguyên lớn bằng cỡ nắm tay như vậy. Ta! Diệp phàm tức thì biến sắc, muốn đoạt lại, nhưng con vật nhỏ này một ngụm liền nuốt xuống, căn bản không làm gì kịp. Thân thể nho nhỏ của nó cũng không có bị phồng lớn, không có một chút biến hóa nào, vẫn cứ tinh xảo như vậy, kim quang mông lung mờ ảo. Ta khóc mất, ăn một miếng đi đứt năm vạn cân nguyên lý hắc thủy há cái miệng rộng kêu lên thảm thiết diệp phàm rất nhanh vung tay muốn đánh bay con vật nhỏ này nhưng phản ứng của nó lại phi thường mau lẹ lại cắn một miếng sắc một tiếng thêm một khối thần nguyên bằng nắm tay biến mất đi đứt mười vạn cân nguyên rồi diệp phàm khóe miệng đều co giật lần này rốt cục vẫy rót con tiểu sinh linh lập tức lật tay thu cất thần nguyên không có thiên lý mà trong chớp mắt ăn luôn mười vạn cân nguyên lý hắc thủy tim đều như dỉ máu đau xót từng trận gào khan lên xa xa những người khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm con vật nhỏ này quá xa xỉ mới vừa ra tới cắn hai miếng liền ăn đứt mười vạn cân nguyên khối thần nguyên này có hai phần năm bị nó ăn mất có thể nói muốn xa xỉ bao nhiêu có xa xỉ bấy nhiêu diệp phàm vung tay lên chộp tới phía con tiểu sinh linh muốn chụp bắt nó trong tay nhưng mà vật nhỏ này thật sự quá nhanh kim quang nhoáng lên một cái lập tức tới giữa không trung ngươi đúng là tên phá gia bại tử đây chính là thần nguyên như thế nào có thể ăn như vậy Lý Hắc Thủy hướng về phía tiểu sinh linh trên bầu trời kêu lên. Xa xa, rộ lên tiếng ồn ào, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Diệp Phàm cũng là chán nổi gân đen thật sự, là quá đáng, thoáng cái bị con tiểu sinh linh này nuốt gọn nhiều thần nguyên như vậy, khiến hắn cũng đau lòng xót dạ. Nhưng, giờ khắc này, con vật nhỏ giữa không trung cũng lộ ra biểu tình cực kỳ nhân tính hóa, nó lại làm như phi thường ủy khuất, đôi mắt to nước mắt lưng tròng, bộ dáng đáng thương nhìn chằm chằm vào tay Diệp Phàm giống như đang tìm kiếm khối thần nguyên kia còn thiếu điều nói ra khối thần nguyên kia là của ta bộ dáng của nó lúc này thật sự khiến người ta không sinh ra chút sát ý nào mà chỉ nảy sinh lòng thương hại và đồng cảm nhất là đôi mắt to kia có lực sát thương thật lớn đối với nữ tính người ăn một lần mười vạn cân nguyên của ta không cần nhìn ta với cái dạng này được không diệp phàm vừa nói vừa nhón ra một khối thần nguyên bằng hạt đậu vẫy vẫy kêu gọi nó định dụ nó xuống bắt lấy nào ngờ con tiểu sinh linh này tức giận, đôi mắt to trong veo như nước trợn tròn xoe, một cái chân nhỏ nắm thành nắm tay, dùng sức dứ dứ xuống phía dưới. Mọi người trông thấy đều trợn mắt há hốc mồm, tiểu sinh linh này, quả thực nhân tính hóa, có thể hiểu lời nói của nhân loại. Diệp Phàm rất nhanh ra tay, chộp lên bầu trời, muốn bắt cho được nó. Xoát! Kim quang nhoáng lên một cái, nó bắt đầu bỏ chạy, bay đến xa xa. Cùng lúc đó, các nhân vật tiền bối cũng ra tay, chuẩn bị bắt sống nó đem xuống. Mọi người đều muốn biết đây rốt cuộc là thứ gì, mà muốn biết chỉ có bắt lấy mới có thể tìm hiểu rõ được. Nhiều người như vậy ra tay, ngay cả tốc độ của tiểu sinh linh này cực nhanh, cũng không có khả năng tránh thoát. Nó dường như rất kinh hoàng, trong đôi mắt to tràn ngập thần sắc sợ hãi, vì tránh né, nó hoảng hốt không chọn đường, vù một tiếng bay xuống dưới. Ai nha? Tiểu ni cô áo trắng kêu lên sợ hãi, vì tiểu sinh linh trong lúc bối rối, đáp xuống trên vai nàng. Đây là một cảnh rất đặc biệt, tiểu sinh linh màu vàng rừng ở trên vai tiểu ni cô áo trắng một chân trước nho nhỏ nắm lấy mái tóc của nàng dáng vẻ rất sợ hãi mà tiểu ni cô áo trắng cũng bị dọa cho hoảng sợ bộ dáng lúng túng hai đôi mắt to gần như giống nhau một đôi sáng trong suốt đầy sợ hãi một đôi chớp chớp hơi sợ đều là dáng vẻ thật đáng thương mau bắt lấy nó đừng để cho nó chạy thoát con bà nó mau mau ra tay bên cạnh rất nhiều người đều kêu lên như vậy nhưng tiểu nico áo trắng nhìn chằm chằm con vật nhỏ trên đầu vai đôi mắt to chớp chớp dần dần không còn sợ hãi cũng không có ra tay con tiểu sinh linh này dường như cũng cảm giác được không có nguy hiểm đỉ vào lá gan nhích đầu quỷ khuất nhìn mọi người chung quanh đừng ra tay con vật nhỏ này cũng không nguy hiểm không có sát ý gì không giống như sinh vật thái cổ bình thường diệp phàm vội kêu lên hắn mặc dù nói như vậy nhưng tiểu sinh linh màu vàng cũng không cảm kích ánh mắt nhìn về phía diệp phàm đầy tức giận nó giơ lên bàn chân nhỏ chỉ vào hắn lên án không tiếng động đôi mắt to nước mắt lưng trong thấy thế nào đều giống như là diệp phàm phạm phải tội lớn ngập trời khiến nó cảm thấy vô cùng hủy khuất diệp phàm thật hết biết nhìn nó trong chốc lát mới nói ngươi đừng nhìn chằm chằm ta như vậy là ta giải cứu ngươi từ trong tảng đá đi ra cổ huynh tiểu sinh linh này có duyên với tiểu muội ta huynh nhất định phải bán cho chúng ta đại hạ hoàng tử mở miệng nói đầy vẻ khẩn thiết diệp phàm không nói gì thêm hiện tại không thể đáp ứng bởi vì ngay giờ khắc này cũng không biết có bao nhiêu đạo thần niệm đang truyền âm cho hắn đều tỏ ý muốn mua con tiểu sinh linh màu vàng này mau mau quan sát tảng đá chung quanh xem khối kia xuất hiện dị thường diệp phàm truyền âm cho lý hắc thủy ngươi muốn làm gì lý hắc thủy khó hiểu ta hoài nghi thạch vương chân chính cũng không có bị tìm ra diệp phàm đáp giờ phút này mọi người đều chen lấn tới phía trước đều muốn gần gũi quan sát vật nhỏ này đều bức thiết muốn biết nó là thứ gì. Đây rốt cuộc là loại sinh vật gì? Rất nhiều người đưa ra nghi vấn. Đúng vậy, không giống như là chân long, cũng không giống dao long, ngay cả sừng đều là bằng thịt, cặp mắt to kia cũng quá mọng nước xinh đẹp. Người thù hộ thạch viên của cơ gia, lão nhân da thịt như bạch ngọc kia đi tới phía trước, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói. Đây chẳng lẽ là... Tiền bồi, người có biết nó là cái gì không? Một lão nhân bên cạnh hỏi, thần sắc vô cùng cung kính bởi vậy có thể thấy được thân phận người bảo vệ thạch viên của cơ gia cao siêu tới đâu ngay cả một số lão nhân cũng đều coi mình là vạn bối thân thể hắn cao lớn trông rất oai hùng mái tóc bạc như thác da thịt trắng như ngọc vừa nhìn đã biết là tu luyện một loại kỳ công tiểu sinh linh màu vàng này hắn nhíu mày dường như hơi phân vân tất cả mọi người đều tĩnh tâm lắng nghe nhưng khiến người ta kinh ngạc là ngay cả sinh linh màu vàng nhỏ bé kia cũng đang lắng nghe nghiêng đầu nhìn về phía này lão già đầu bạc cẩn thận quan sát gần đầu nói hẳn làm loại thần tàm thái cổ lời này vừa thốt ra liền khiến mọi người kinh động làm sao lại có thể là một con tầm chứ rõ ràng là giống một con rồng thế mà lại bị nói thành con sâu sinh linh nhỏ màu vàng này chớp đôi mắt to tròn giống như mê man cũng không tán thành lời nói của lão nhân tất cả mọi người đều khó hiểu tràn đầy nghi vấn tuy nhiên mọi người đều biết thân phận của lão nhân này rất siêu nhiên không có khả năng lại lung tung thấy thế nào cũng là một con rồng con chẳng hề quan hệ với con tằm có người khẽ lẩm bẩm lão già tóc bạc nói thật ra cũng có thể nói nó là thú tuy nhiên một vị nguyên thiên sư từng gọi loại sinh vật này là thần tàm từ đó cũng chuyển tới nay vì sao lại như vậy mọi người đều cảm thấy khó hiểu có người đặt câu hỏi dựa theo lời nói của nguyên thiên sư thì nó là hình thái đầu tiên của thần tàm sở dĩ có chữ thần ở phía trước là bởi vì nó rất phi phàm có thể coi là thần trùng lão già tóc bạc chậm rãi nói không ai ngắt lời đều cẩn thận lắng nghe sinh linh nhỏ màu vàng cùng đang cẩn thận nghe ngóng loại sinh vật này kỳ lạ phi thường có thể không ngừng tiến hóa hình thái đầu tiên quả là con tầm cả thân vàng óng trong suốt ăn nguyên mà sống tuổi thọ không rõ Từng truyền sau lần lột xác đầu tiên thì nó liền thoát khỏi phạm vi của loài tầm trở thành một con rắn nhỏ màu vàng mà trong đời nó nhiều nhất trải qua chín lần lột xác mỗi lần đều là một cuộc đời mới giống như một lần tái sinh thực lực cũng tăng vọt tuy nhiên bình thường loài sinh vật này lột xác được hai lần đã là không kém rồi bởi vì điều kiện mỗi lần biến đổi đều rất hà khắc thần tàm cử biến rốt cục biến thành dạng tồn tại gì có người hỏi lão già tóc bạc nói nó sẽ trở thành một sinh vật cường đại không thể tưởng tượng nổi ngay cả là ở thời thái cổ nó cũng có thể hoành hành trên trời dưới đất chỉ là một con thần trùng mà có thể lột xác tới cảnh giới đó sao rất nhiều người không thể tin nổi có thể thật chứ? Lão già tóc bạc gật đầu. Những chuyện ly kỳ này xuất phát từ một vị nguyên thiên sư ngày xưa. Hắn đi qua những cổ mạch trong núi sông, lấy được vô số quạng mỏ lớn, biết những sinh vật thái cổ quyền uy nhất. Tuy nhiên lão già tóc bạc cũng chỉ biết được một bộ phận mà thôi, không thể nói tỉ mỉ hơn nữa. Dù sao thì năm tháng cũng đã qua đi quá lâu rồi, bị bụi bặm lịch sử bao trùm, sự thật xa dần, rất khó tìm hiểu được. Bình thường thì loại thần trùng này chỉ có thể lột xác hai lần, nếu như chân chính hoàn thành được cử biến thật thì chẳng lẽ sẽ biến thành chân long sao nghe suy đoán này tất cả mọi người đều lộ vẻ giật mình nhìn về phía sinh linh nhỏ màu vàng trên đầu vai của tiểu ni cô áo trắng toàn thân nó vàng rực thật sự giống một con rồng con đôi mắt to tràn đầy thần sắc vô tội giống như đang nói các ngươi đừng nhìn ta vậy lão giả tóc bạc lắc đầu nói cuối cùng có thể lột xác thành cái gì thì chẳng ai nói rõ được năm đó vị nguyên thiên sư kia từng nói là tiệt thiên chỉ có cử biến căn bản không thể đoán trước được cuối cùng nó thành loại sinh vật gì thì rất khó có thể nói rõ hắn từng suy đoán rằng vương giả trong sinh vật thái cổ cá biệt có thể chính là loại sinh vật này lột xác thành đương nhiên tất cả đều không có chứng cớ chỉ là phỏng đoán mà thôi tuy nhiên nguyên thiên sư là người có quyền lên tiếng nhất về những chủng tộc thái cổ bởi lẽ bọn họ tiếp xúc rất nhiều phát hiện ra rất nhiều điều trong cổ quáng mà người thường không thể biết được sau khi hiểu được mọi chuyện những tu sĩ nơi này đều giật mình nhìn chàm chàm vào sinh linh nhỏ màu vàng kia con vật này nếu có thể hoàn thành cửu biến thì sẽ trở thành tồn tại vô thượng nó đã tiến hành mấy biến rồi rốt cục cũng có người nhắc tới vấn đề này hẳn là mới chỉ có hai lần thôi lão già tóc bạc nói mọi người vẫn cảm thấy khó hiểu bởi vì sinh linh nhỏ màu vàng này trông rất mê man dường như căn bản chẳng biết gì không tán thành lời nói của lão già nó giống như một tấm giấy trắng còn rất ngây thơ chưa biết được thân phận của bản thân đúng vậy thấy thế nào cũng là một đứa nhóc ngây nhô cái gì cũng không biết lão già tóc bạc lắc đầu nói mỗi lần lột xác là một lần tái sinh của nó không chỉ thân thể thay đổi mà trí nhớ cũng bị xóa đi lại bắt đầu lại từ đầu biến thái như vậy sao thần tàm cửu biến chẳng lẽ tương đương với trải qua chín đời à ngay cả một số lão già cũng khiếp sợ bằng không thì làm sao có thể trở thành tồn tại có thể hoành hành trên trời dưới đất chứ lão già tóc bạc nói có người trầm tư nói ta nhớ tới một bộ cổ kinh sớm đã thất truyền của Đông Hoàng rất giống với thần tàm cử biến này. Ngày xưa có bất diệt thiên công có thể hóa sinh ra thần thai trong thân thể già nua, phá rồi lại lập. Hôm nay Diệp Phàm cắt ra một sinh linh như vậy, một sinh vật thái cổ còn sống xuất hiện khiến rất nhiều người giật mình, cũng có rất nhiều người hâm mộ và ghen tị. Tuy rằng là sinh vật thái cổ, nhưng cũng chưa chắc đã quý bằng thần nguyên của tháp bạt huynh. Ngô Tử Minh đột nhiên nói. Đúng vậy, nó gần như không thể lột xác, dưới tình huống bình thường nhiều nhất chỉ tiến hóa được hai lần, làm sao so được với thần nguyên trị giá 50 vạn cân chứ? Lý Trọng Thiên phụ họa, bọn họ không muốn nhận thua, giao mấy vạn cân nguyên cho Diệp Phàm. Chưa tới tới nó có thể là thần tàm cử biến, chỉ cần nói tới chỗ thông linh đã vượt qua thần nguyên rồi. Lão giả tóc bạc nói, nó có thể thông linh. Mọi người lộ vẻ nghi ngờ lại hỏi, bởi vì nó có thể hóa ra thần nguyên. Lão giả tóc bạc giải thích, vạn năm trước, một vị nguyên thiên sư từng nói rằng hoàn toàn chưa nói tới việc nó có thể lột xác tới tồn tại vô thượng thì một con thần tàm đã có giá trị tối thiểu là 60 vạn cân nguyên loại sinh linh này ăn nguyên có thể phun ra tơ thần kết thành kén thần tàm cũng là thần nguyên tinh thuần nhất trời ạ à, không thể nào tất cả mọi người đều khiếp sợ cái sinh linh nhỏ màu vàng này lại có thể hóa ra thần nguyên thật sự khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối mà Lập tức có những lão già và vô số người khác đều đưa ánh mắt như lửa nóng nhìn về sinh linh nhỏ màu vàng giống như một con chân long kia. Nó chớp mắt to, vẫn có dáng vẻ vô tội như cũ, bộ móng vuốt màu vàng nhỏ túm chặt lấy mái tóc của tiểu ni cô áo trắng, nép chặt lên đầu vai nàng. Cổ phong tiểu huynh đệ, người ra giá đi, ta nhất định mua sinh linh nhỏ màu vàng này rồi. Ta không tiếc trả giá, nhất định mua được nó. Một đám người vây lấy diệp phàm, hắn căn bản không nói lên lời, để bị tất cả mọi người vô cùng nóng nảy nói át đi. Tiền bối, nó ăn bao nhiêu nguyên thì có thể phun ra kén thần tàm. Diệp Phạm hỏi lão già tóc bạc, đánh là sự chú ý của những tu sĩ này. Rất nhiều, mất nhiều hơn được. Nếu sinh linh nhỏ lột xác mới một lần, thì 100 vạn cân nguyên tinh thuần bị ăn mất mới có thể phun ra một cái kén thần tàm trị giá một vạn cân nguyên tinh thuần. Thế này quá phá sản rồi còn gì? Mọi người đều trợn mắt há mồm. Thần tàm lột xác lần thứ hai trở lên, thì khả năng chuyển hóa cao hơn không ít rất nhiều người liền rút lui con vật nhỏ này không nuôi nổi rõ là miệng ăn núi lở đương nhiên đó chỉ là những giáo phái bình thường mà người của các thánh địa lại đều động tâm thần nguyên có ý nghĩa và giá trị đặc thù những thế lực cao nhất vô cùng có khát vọng nếu có thể thì ở những thời điểm nhất định bọn họ nguyện ý tốn số lượng nguyên tinh thuần vô tận để chuyển hóa thành thần nguyên dù đó là việc cực kỳ lãng phí lão già đầu bạc nói vạn năm trước Giao chỉ thánh địa có một con thần tàm là do một vị nguyên thiên sư tặng cho ta sở dĩ biết đều những chuyện này đều là từ giao trì rất nhiều người đều lộ vẻ cổ quái một vạn năm trước vị kỳ nhân kia tới thánh thành đổ tới các đại thánh địa đều xanh mặt nhưng cũng không có biện pháp gì khác vạn pháp tướng thông nguyên thuật đạt tới mức tận cùng tiếp cận đại đạo cũng có khả năng thông thiên triệt địa vị kỳ nhân kia có thực lực thật bí hiểm thần tàm của giao trì cuối cùng có lộ xác được thành sinh vật vô thượng không lão già đầu bạc lắc đầu nói gần như không có khả năng mỗi lần lột xác đều cần điều kiện cực kỳ hà khắc tuy là thời thái cổ cũng rất khó thành công chứ không nói tới hiện tại bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé con vật nhỏ ngươi là do ta giải cứu ra mau lại đây ta cho người ăn nguyên diệp phàm mỉm cười lấy ra một khối nguyên tinh thuần lớn ngoác ngoác sinh linh nhỏ màu vàng kia. Tiểu tinh linh như chân long lập tức tức giận, đầu ngách về một bên, chẳng thèm nhìn chút nào. Tính tình kiêu ngạo nhỉ, vừa rồi người ăn thần nguyên của ta, giá trị 10 vạn cân nguyên đó. Diệp Phàm cười nói. Người đoạt món ăn của nó, đương nhiên nó phải bực mình rồi, đó là của nó mà. Tiểu ni cô áo trắng nhỏ giọng nói. Chỉ một lát mà nàng đã bênh vực cho sinh linh nhỏ màu vàng này, mà nó cũng dường như đã tiếp nhận lời nói của nàng, vươn móng vuốt nhỏ dơ về phía trước giống như muốn lấy khối thần nguyên kia trừng mắt nhìn diệp phàm diệp phàm dọa nó nói tiểu tử kia ngươi là do ta giải cứu ra về sau sẽ đi theo ta còn muốn thần nguyên cái gì không nghe lời nữa là ta bán ngươi đi đó tốt lắm ta muốn mua tiểu ngoan tiểu ni cô áo trắng có vẻ rất vui mừng nói sinh linh nhỏ màu vàng nắm nắm tay nhỏ vung vung về phía diệp phàm sau đó lại nhìn công chúa đại hạ ánh mắt to long lanh trong suốt Diệp Phàm cảm thấy rất đau đầu, rốt cục là phải xử lý con vật nhỏ này ra sao đây? Hắn cũng không chắc lắm, rất nhiều thế lực ở nơi này, bao gồm cả người của các đại thánh địa cùng đều truyền âm cho hắn, muốn mua sinh linh nhỏ màu vàng này. Những thế lực lớn này, hắn không đắc tội nổi sinh linh nhỏ màu vàng trước mắt này là một kẻ phá gia chi tử, một viên thần nguyên to bằng nửa đầu người cũng không đủ cho nó ăn. Chẳng lẽ thật sự phải bán sao? Nếu chẳng may tương lai nó thật sự hoàn thành thần tàm cử biến thì... Diệp Phàm lắc lắc đầu, không quyết định mà đi về phía thác Bạt Sương, thu chiến lợi phẩm. Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên đứng ở đó thấy Diệp Phàm đi tới lập tức sắc mặt tái nhợt, thua mấy vạn cân nguyên rồi. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung cũng có cảm giác muốn hôn mê, không lâu trước đó thì rơi vào một cái hố to, giờ còn phải giao ra 8 vạn cân nguyên hắn thật sự muốn học máu. Diệp Phàm không để ý tới bọn họ, chuyện trọng yếu nhất trước mắt lại thu lại khối thần nguyên to bằng nửa đầu người kia, nó lẳng lặng treo trên không trung, tuy rằng được giấu dưới lớp đá nhưng vẫn có ánh sáng thần thánh bắn ra rực rỡ dị thường thác bạt xương không cam lòng tới cực độ nhưng cũng không có biện pháp gì trơ mắt nhìn diệp phàm thu khối thần nguyên vào trong tay tiểu tử kia ta ở đây có một khối thần nguyên to chưa này có muốn không diệp phàm hấp dẫn sinh linh nhỏ màu vàng ở cách đó không xa vù quả nhiên một luồng kim quang vọt tới nhanh tới tận cùng làm cho mọi người nơi này không kịp phản ứng may mắn là diệp phàm đã có chuẩn bị trước vung tay thu thần nguyên lại, sau đó chụp về phía nó. Vù! Kim quang nhoáng lên sinh linh nhỏ màu vàng lại trở về trên đầu vai tiểu Nico áo trắng, tức giận chừng mắt nhìn Diệp Phàm. Thần tam cửu biến, truyền thuyết lâu đời này chẳng lẽ sắp ứng nghiệm sao? Không biết từ khi nào, xích long đạo nhân đã hiện ra trong thạch viên, đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ màu vàng. Cùng lúc đó Lý Hắc Thủy cũng truyền âm cho Diệp Phàm, hư hư thực thực phát hiện ra có kỷ thạch rời khỏi vị trí dáng người xích long lão đạo khô héo trên người vẫn mặc đạo bào cũ kỳ như trước hắn nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ màu vàng trong mắt lóe lên những tia sáng đỏ con vật nhỏ bé giống chân long có vẻ sợ hãi hơi tránh về phía sau lưng tiểu nico áo trắng ló đầu ra nhìn trộm sợ hãi quan sát tiểu ngoan đừng sợ tiểu nico an ủi đặt nó lên đầu vai xích long lão đạo vừa xuất hiện liền khiến những lão già tuổi thọ không còn nhiều kia vô cùng kiêng kỵ không dám tùy ý mở miệng nói chuyện nữa những người khác cũng không rõ thân phận của hắn vẫn tranh luận như trước thạch viên ồn ào vô cùng thần tàm cử biến xích long lão đạo nói khẽ ngẩng đầu nhìn trời sau đó lại cúi xuống nhìn đất giống như cảm ứng điều gì đó diệp phàm cũng muốn tới chào hắn nhưng ánh đỏ lóe lên bóng dáng lão đạo nhòe đi rồi lập tức biến mất cũng không dừng lại lâu đi nhanh như vậy làm gì hắn còn muốn mượn oai xích long một chút lý hắc thủy tiến tới trợ giúp diệp phàm bắt đầu thu nguyên thu đủ loại bảo thạch đủ màu sắc trên mặt đất xếp thành một đống. Đa tạ hai vị liên tiếp tương trợ, hôm nay tặng rất nhiều nguyên như vậy, đúng là rất trượng nghĩa. Hắn cười ha hả ha nói. Hai mắt ngô tử minh như phun lửa, mũi lý trọng thiên suýt nữa là nổ tung, hai người không nói một lời, nghiến răng nghiến lợi. Còn có vị lão tiên sinh này, ngài đúng là rất nhiệt tình, trước sau nhiều lần trợ giúp chúng ta. Thái thượng trưởng lão lý nhất thủy của huyễn diệt cung tính nóng phát lên, rất muốn tát bay mặt tên tiểu tử mặt đen trước mắt, nhưng cũng chỉ nén nhịn lại. Hắn thật sự cảm thấy rõ chữ thảm là thế nào, chính mình định lừa gạt kẻ này, kiếm một khoản, vậy mà trong nửa canh giờ, trước sau lại mất tới 20 vạn cân nguyên. Mà đại đa số trong đó là do hắn mượn được, nửa đời sau nghĩ cũng biết sẽ thể thảm tới mức nào, hắn suýt nữa là ngất đi, muốn tát cho bản thân một cái tát. Lão già đừng có run rẩy, tức giận quá mà tổn thương thân thể, bằng vào sự tháo vát của ngài, ngay cả châu đoạt kỳ thạch thất đức thế cũng có thể nghĩ ra, còn sợ không mưu đoạt được nguyên sao lý hắc thủy giống như đổ dầu vào lửa bỏ đá xuống giếng ra vẻ vô cùng thoải mái biểu hiện gần bằng thái thượng trưởng lão của huyễn diệt cung cách đó không lâu còn cả những người khác cá với diệp phàm lúc này mặt mày cũng xám xịt sắc mặt rất khó coi hối hận không thôi thác bạt xương cắt ra một khối thần nguyên bọn họ cảm thấy tất thắng kết quả vẫn là đại bại thế còn có thiên lý nữa không ông trời đúng là cố tình gạt người mà trên mặt đất có mấy đống nguyên để một chỗ tổng cộng, cộng chừng 14 vạn 3 ngàn cân. Bảo thạch năm màu bảy sắc nở rộ sáng rực. Tay áo Diệp Phàm vung lên, thu toàn bộ nguyên. Giờ phút này rất nhiều người trái tim như ứa máu, khóc không ra nước mắt. Tháp Bạt huynh, dựa theo ước định trước đó thì tiền đặt cửa của ngươi là 10 vạn cân nguyên, ngươi định giao cho ta thế nào đây? Diệp Phàm hỏi. Tháp Bạt xương dù là người thừa kế của đệ nhất thế, gia nguyên thuật cổ xưa cũng chỉ cầm theo 10 vạn cân nguyên mà thôi. Mua đá đã thiếu nợ cơ gia 30 mấy vạn cân nguyên rồi ta viết thạch văn cho người trước, mấy ngày nữa sẽ trả cho ngươi. Diệp phàm mỉm cười nói. Hay ngươi cứ viết cho cơ gia đi, nợ 10 vạn cân nguyên nữa, sau đó ta lại dùng nguyên này đổ thạch, ngươi xem có được không? Tốt. Thác bạt xương cắn chặt hàm răng. Nhưng lần này cơ gia nói, gì cũng không đồng ý, hận không lập tức đá hai người đi được. Nghiêm khắc mà nói thì cơ gia cũng không thua nhiều. Diệp phàm cắt đá đã tốn mất 45 vạn cân nguyên, thác bạt xương cũng sắp xỉ. Hai người vô cùng điên cuồng, cộng lại đã ném ra hơn 9 vạn cân nguyên. Đương nhiên cắt ra thần nguyên và thần tàm thì cũng coi là buôn bán có lời. Người thắng lớn nhất đương nhiên là Diệp Phàm, hai khối thần nguyên cộng thêm sinh linh nhỏ màu vàng kia đã vượt qua hơn trăm vạn cân nguyên có thể gọi là cá cực kinh thế. Diệp Phàm xong việc liền lại bắt đầu chọn đá, bởi vì lần cuối cùng hắn thanh toán 12 vạn cân nguyên nhưng cũng không mua kỳ thạch giá trên trời mà chỉ chọn một vật liệu đá giá trị 3 vạn cân cắt ra tiểu tinh linh màu vàng. Đúng là quá điên cuồng lại còn muốn chọn đá tiếp sao? Không cắt ra thứ gì quý hiếm tuyệt thế nữa đó chứ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn, liên tiếp cắt được những vật kinh thế, nhất cử nhất động của Diệp Phàm đều được mọi người đặc biệt chú ý. Người của cơ gia thấy kẻ này tiếp tục chọn đá thật sự muốn đá hắn ra ngoài, đối với thạch phường của thánh địa mà nói, loại người như vậy là không được hoan nghênh nhất. Tảng đá dưới cây cổ thụ này, tảng ở trước dây leo kia còn cả tảng đá kia. Lý Hắc Thủy không ngừng chỉ hắn tổng cộng phát hiện ra bảy tám khối kỳ thạch di chuyển vị trí diệp phàm lập tức nhíu mày thạch vương đã thông linh cố ý lộ ra sơ hở này tuyệt đối là khiếu khích hắn ta nếu là nguyên thiên sư thì ngươi còn chạy được sao trong lòng hắn tự nhủ cuối cùng diệp phàm lắc đầu khối thạch vương này đã thành tinh nhất định đang nuôi dưỡng kỳ chân tuyệt thế nhưng trước mắt hắn lại không tìm được hắn cảm thấy ngay cả phí mấy trăm vạn cân nguyên cắt hết chân thạch chữ thiên gia cũng không biết có thể tìm ra không hắn hoài nghi thạch vương chưa chắc đã ở trong thạch viên hiệu chữ thiên có lẽ ở trong hồ nước có lẽ ở trên bờ rất khó xác định được diệp phàm chọn hai khối vật liệu đá nữa đều không có thứ gì vô cùng quý hiếm nhưng cũng không chịu thiệt cắt ra toàn nguyên dị trùng cuối cùng hắn đưa mắt nhìn về phía tiểu đảo trung tâm ở dưới cây cổ thụ màu lam kia có một khối tử thạch bóng loáng người bảo vệ cơ gia hàng năm đều ngồi xếp bằng trên đó hắn nhìn giá cả một chút nếu mở khối đá này ra thì phải tốn hết cả chín vạn cân nguyên tảng đá này không thể cắt là nơi tu luyện của lão tổ có người càn không phải cũng để ra đó sao lý hắc thủy hỏi cho bọn họ cắt đi lão giả tóc bạc khoát tay áo nói thôi bỏ đi đây là nơi tiền bối ngồi chúng ta không nên mạo phạm diệp phàm lắc lắc đầu cuối cùng cũng tiêu hết chín vạn cân nguyên không có kỳ chân xuất thế nhưng hắn cũng không phải chịu thiệt cắt ra một số nguyên dị trùng. cứ bỏ qua như vậy sao không tìm thạch vương kia lý hắc thủy âm thầm truyền âm thật ra ta cũng muốn tìm nhưng không phát hiện ra được dù có cắt ra được thì sợ rằng cũng không giữ nổi tất nhiên nó sẽ là thánh vật kinh thế hơn phân nửa là dẫn tới hỗn chiến đổ máu sau này hãy tới đi nếu xích long lão đạo không đi thì hắn còn muốn thử một chút nhưng giờ phút này hắn đã bỏ qua ý niệm đó rồi một hồi đại chiến đổ thạch đã hạ màn từ đó diệp phàm thu hoạch rất lớn khiến rất nhiều người đỏ mắt tuy nhiên cũng không cách nào dám có chủ ý xấu giờ phút này rất nhiều thế lực lớn bao gồm cả người của thánh địa đồng thời vây quanh hắn vươn cảnh ô lưu thiên tài nguyên thuật tại bắc vực như vậy thì đối với mỗi thế lực lớn đều là khách quý rất nhiều bậc cao niên đều muốn mượn sức hắn đương nhiên trước mắt sinh linh nhỏ màu vàng cũng bắt đầu bị tranh đoạt rồi người bình thường không nuôi nổi nó nhưng các thánh địa tuyệt đối không có vấn đề tiểu hữu lão phu đã bày bàn tiệc rượu chốc nữa chúng ta cùng nâng cốc nói chuyện vui vẻ nhé ta đã sớm đặt một thần viên dành cho khách quý ở túy tiên khuyết của gia tộc hoàng kim rồi, cổ tiểu ca nhất định phải tới đó. ngay cả lý hắc thủy cũng không thể thoát thân, vì một đám lão già nhìn với ánh mắt nóng bỏng khiến hắn cũng hơi sợ sợ. đám người an diệu y kim xích tiêu hạng nhất phi cũng vô cùng nhiệt tình, tất cả đều muốn mua sinh linh nhỏ màu vàng kia. trong đó khương giật phi và hoàng tử đại hạ là kiên quyết nhất, xem ra không tiếc trả bất cứ giá nào. hai vị huynh đệ các người bán cho ai cũng không thích hợp cả rõ ràng nên đưa tới thiên yêu bảo khuyết của chúng ta bán đấu giá là hay nhất yêu nguyệt không tiến lên đề nghị đừng có đi vào đó tiền thuê của bọn họ cao nhất thành cổ tiểu ca không cảm thấy lãng phí sao mấy nhân vật lão làng phản đối bọn họ lo lắng tin tức bị truyền ra sẽ khiến nhiều người tới tranh đoạt hơn khi đó thì giá sẽ tuyệt đối là trên trời thì thể cắt ra từ nguyên đều có thể nói là vật quý hiếm đáng giá nghiên cứu huống chi đây lại là một con thần tam còn sống Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy thương lượng rất lâu, thảo luận xem rốt cục có nên bán sinh linh nhỏ màu vàng đi hay không. Thần tàm cửu biến, trên mặt đất thiên hạ là vô dịch giá trị không thể đo nổi, nhưng nói dễ hơn làm, ngay ở niên đại thái cổ nó còn không dễ thành công, chẳng nói tới thời đại hiện tại. Ta quyết định không bán con thần tàm này. Diệp Phàm mở miệng. Hiện trường hoàn toàn yên lặng, rồi sau đó sát khí lạnh như băng tràn ra, không dưới mấy chục luồng, không biết từ nơi nào truyền tới. Trái tim Diệp Phàm đập thình thịch một cái, mỗi thế lực lớn đều muốn có nó, nếu kiên trì không bán có thể sẽ nguy tới tính mạng. Ta có thể cho thuê nó. Lời này vừa nói ra thì sát khí liền biến mất, khiến mọi người ồ lên kinh ngạc, rất nhiều người đều mở miệng nói. Lại có thể thuê sao? Nó là vật sống mà. Thế cũng quá. Thuê thế nào đây? Rất nhiều người đều bàn luận, các thế lực lớn cũng bình tĩnh lại, mở miệng hỏi. 60 vạn cân nguyên là khởi điểm. Cho tới khi nó phát sinh đệ tam biến thì kết thúc. Diệp Phàm nói: "Thanh niên như ngươi mà miệng rộng nhỉ, ngày xưa Nguyên Thiên sư từng nói, một con thần tam chỉ giá trị 60 vạn cân nguyên ngươi lại đòi giá thuê cao như thế." Diệp Phàm cười cười, không nói gì thêm, bởi vì hắn hiểu bất kể là thuê hay bán kết quả đều giống nhau, sau khi tiến vào trong tay những thế lực lớn này, đều không có khả năng giao ra nữa. Bởi vậy hắn nói ra ngoài là thuê, nhưng lại đồng ý giao dịch với giá bán. Lợi ích trong đó rất nhiều một là sẽ không rắc rối có nguyên mà dùng hai là cách nói thuê này thì tương lai khi hắn cường đại lên rồi có thể tới tận cửa đòi tám mươi vạn cân nguyên hoàng triều đại hạ chúng ta thuê bỗng nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên một đám lão nhân đều quay đầu lại bên trong thạch viên không biết từ lúc nào đã có thêm một người trung niên hắn mặc long y màu vàng đầu đội long quan thân hình cao lớn trông thần võ phi thường mơ hồ có chín con chân long cuốn quanh thân thể mà trên long quan trên đầu lại càng có một cái đầu rồng do long khí hình thành làm cho người ta chấn động tâm thần hoàng thúc huynh muội hoàng tử đại hạ tiến tới chào hỏi hắn gật gật đầu tỏa ra một luồng khí thế cường đại không gì sáng nổi áp bức đám lão nhân khác không thể mở miệng nói chuyện đây tuyệt đối là nhân vật cấp thánh chủ chỉ có lão già tóc bà của cơ gia mới không chịu ảnh hưởng bình tĩnh đứng nhìn cơ huynh đại nhân vật của hoàng triều đại hạ khẽ nhúc nhích môi rõ ràng đang truyền âm tốt ta cũng không muốn tranh với hạ huynh." Lão già tóc bạc gật gật đầu. Về phần những người khác căn bản không thể mở miệng, đối mặt với bậc đại năng như vậy thì những lão nhân kia hoàn toàn bị áp chế. "Tiểu Hữu ngươi thấy thế nào?" Đại nhân vật của thần triều bất diệt hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng chưa bị áp lực, hắn không hề do dự nhiều, gật đầu đồng ý, bất kể là thế nào hắn khẳng định cũng không bảo đảm giữ được sinh linh nhỏ màu vàng này, bởi vì rất nhiều thế lực lớn đang giống như hổ đói rình mồi. "Tốt." trong ba ngày ta sẽ chuẩn bị đủ 80 vạn cân nguyên. Đại năng của bất diệt Hoàng Triều nói xong liền lập tức biến mất. Diệp Phàm cắt ra sinh linh, còn quý giá hơn thần nguyên thực sự làm kinh động thánh thành. Trước có xích long lão đào, sau lại có hoàng thúc đại hạ lần lượt hiện thân. Tiểu ni cô áo trắng hoan hô một phen, có vẻ cao hứng phi thường. Cho tới lúc này thì những người khác mới thở phào một hơi, có được năng lực nói chuyện trở lại. Thế này cũng quá bá đạo đi, lấy thế ép người, căn bản không cho chúng ta nói chuyện nữa chẳng lẽ ngươi còn muốn lý luận với một vị nhân vật cấp thành chủ sao rất nhiều người bất mãn nhất là những nhân vật của các thế lực lớn nhưng cũng không làm sao được đại năng cao cao tại thượng căn bản không thể chống lại diệp phàm cho thuê tiểu tinh linh có thể nói là được ba cái lợi đầu tiên là rời sự chú ý của các thánh địa bằng không tuyệt đối là hắn sẽ bị uy hiếp tính mạng tiếp theo là sinh linh nhỏ màu vàng này đúng với cái tên phá tán tài sản căn bản không thể nuôi nổi như vậy cũng là có người nuôi nó cuối cùng là sau khi hắn tống con vật nhỏ này đi lại có thể có được rất nhiều nguyên sau này, nếu hắn cường đại lên thì cũng có thể đúng tình hợp lý mà đòi lại. Bị người ta dùng nguyên thuê, sinh linh nhỏ màu vàng này rất tức giận, trừng mắt không ngừng dơ nanh múa vuốt với Diệp Phàm. Tiểu ngoan đừng tức nha, người muốn ăn bao nhiêu nguyên cũng có nữa. Tiểu ni cô áo trắng an ủi. May mắn là cho thuê được, bằng không với tốc độ của sinh linh nhỏ màu vàng này thì nói không chừng nó bỏ chạy mất đấy. Lý Hắc Thủy nói. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Mặc dù là đi theo ta thật thì e cũng sẽ chỉ vì thần nguyên thôi, một khi nó có được lập tức sẽ rời đi liền. Đúng vậy, không sợ kẻ trộm tới trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, lúc nào cũng phải đề phòng. Hai người chấn an bản thân, quyết định như vậy chủ yếu là vì không còn cách nào khác, các thánh địa không thể cho bọn họ mang đi. Thần tàm là của tiểu Nico, tiểu Nico phải. Lý Hắc Thủy còn chưa nói xong thì Diệp Phàm đã vội vàng nháy nhó bảo hắn im miệng huynh muội đạo trường chạy tới phía sau hắn hạ nhất minh nghiêm mặt nói huynh đệ ta không hy vọng về sau lại nghe thấy những lời như vậy nữa tuyệt đối là hiểu lầm thôi lý hắc thủy vội vàng giải thích sinh linh nhỏ màu vàng này thật sự hợp duyên với công chúa đại hạ hai mắt to tròn đồng thời chớp chớp vô cùng có thần vận đại chiến đổ thạch đã hoàn toàn hạ màn qua một thời gian rất lâu mọi người mới tan hết diệp phàm và lý hắc thủy bị mọi người vây quanh dù thần tàm đã có chủ nhưng mỗi thế lực lớn đều muốn mượn sức bọn họ. Mấy ngày sau đó hai người bề bộn công việc các loại xã giao, thường lui tới tiệc rượu của các thế lực lớn. Ngày thứ ba, đại nhân vật của thần triều bất diệt tự mình đưa tới 80 vạn cân nguyên, không quá hai ngày sau thác bạt xương cũng đem 10 vạn cân nguyên trả đủ. Vài ngày sau nữa Diệp Phàm lần lượt vào ba thạch phường của tàn dạ, ra tay với bốn phía. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa cắt được nguyên tuyệt thế, chỉ cầm nguyên tinh thuần qua đổ thạch để đổi thành nguyên dị chủng mà thôi cái gọi là kỳ chân kinh thế chỉ có cơ duyên mới gặp không thể cầu được hắn cũng không thể nào cứ cắt chúng mãi được bằng không thì nó cũng không được coi là quý hiếm nữa đến tận lúc này diệp phàm cũng đã có đủ nguyên có thể thăng cấp hắn quyết định tạm thời rời khỏi thánh thành bởi vì gần đây hắn quá nổi bật cần tránh đi một thời gian tìm một địa phương yên lặng đột phá cảnh giới đồng thời hắn còn cần làm một chuyện trợ giúp thần vương khương thái hư thoát khốn khương thái hư truyền cho hắn đấu chiến thánh pháp ân tình đó hắn không thể quên được luôn luôn muốn báo đáp hiện giờ các thánh địa vận dùng thánh binh cực đạo phá vỡ tử sơn thần vương khương thái hư nếu còn sống có lẽ có thể được cứu ra hắn cần truyền tin tới khương gia tiểu đình đình có khỏe không khương lão bá thế nào hắn quả thực vẫn rất nhớ họ đi vào bóc vực thời gian dài như vậy hắn vẫn chưa tới gần địa vực của khương gia thái cổ ở gần thánh thành lý hắc thủy đưa tiễn diệp phàm hỏi huynh đệ ngươi bao giờ thì trở lại rất nhanh thôi ta còn cần nhiều nguyên hơn nữa diệp phàm nói về sớm một chút tám người điên kia và vài người của thế gia nguyên thuật cổ xưa cùng muốn đại quyết đấu nguyên thuật với ngươi lý hắc thủy nói ra tin tức như vậy cổ phong tiểu đệ phải rời khỏi thánh thành sao diệu y cũng đang chuẩn bị đi xa chúng ta cùng đi nhé an diệu y đi ra từ trong thánh thành thần thành nguy nga hùng vĩ giống như phủ đệ của thần linh có truyền thuyết nói rằng nó từ tiên giới rơi xuống diệp phàm sắp rơi đi quay đầu nhìn lại thần thành cảm thấy một loại khí tức to lớn và tang thương nó có phạm vi trăm dặm lớn khôn cùng trải qua niên đại thái cổ tới hiện giờ vẫn bất hủ bảo trọng trở về đi diệp phàm có biệt với lý hắc thủy đi nhanh về phía trước dần dần biến mất tại chân trời ở phía trước an diệu y đang đợi hắn váy dài trắng như ánh trăng thắt lưng ngọc lấp lánh eo thon nhỏ tinh tế dáng người thon thả thướt tha động lòng người nàng giống như một gốc tiên hoa duyên dáng yêu kiều hương thơm tung bay gió nhẹ thổi tới mái tóc đen dài phiêu động giống như muốn thuận gió mà bay đi hai người cùng lên đường rời xa thần thành cổ mộc và tử đằng càng ngày càng ít sắp rời khỏi vùng đất ấm áp này linh tuyển róc rách cũng ít dần cỏ cây ngày càng thưa thớt khí lạnh bay tới thực vật màu xanh biếc cũng biến mất dần đã tới mùa tuyết đổ rồi an diệu y khẽ nói ở phía trước là một vùng tuyết trắng xóa giống như áo trắng phủ khắp cả núi sông thần thành đúng là một địa phương đặc thù địa vực xung quanh nó quanh năm bừng bừng sinh cơ, xuân về hoa nở. Sau khi rời khỏi thần thành, thời tiết thực mới hiện ra vô tình đã tới mùa đông, tuyết như lông ngỗng bay tán loạn, gió bắc gào thét. Bắc vực mờ mịt, cả vùng lạnh khủng khiếp, gió rét thổi tới phát ra tiếng ù, cuốn từng đám tuyết bay cuồn cuộn. Cổ phong tiểu đệ dường như có thành kiến đối với ta, luôn luôn phòng bị ta. An diệu y đẹp tuyệt mỹ, gương mặt tinh xảo không thể tìm ra chút tỉ vết. An tiên tử nghĩ nhiều quá rồi. Làm sao ta lại có thành kiến với ngươi, được ngươi là nữ tử đẹp nhất Đông Hoang, ta nghĩ không có mấy người chống lại được mị lực của ngươi." Diệp Phàm đạp tuyết mà đi. Nói không đúng với lòng rồi, cổ tiểu đệ đúng là không thành thật đâu. Da thịt an diệu y trong suốt, còn trắng hơn cả tuyết, non mịn như ngọc, đi trong trời tuyết giống như tiên tử đạp sóng vậy. Diệp Phàm đích xác có cảnh giác với nàng nữ tử này dung mạo không chút tỉ vết lại cùng rời khỏi thần thành với hắn, không quá trùng hợp đi. An tiên tử muốn đi đâu? còn chưa xác định cổ phong tiểu đệ nếu không chơi phiền thì hay là chúng ta đồng hành một thời gian đi ánh mắt an diệu y lưu truyền có thể đồng hành của an tiên tử tất nhiên là cầu còn không được tuy nhiên lần này ta có việc tư cần xử lý tuy nàng rất xinh đẹp nhưng động cơ lại không trong sáng nếu là ngày thường thì hắn có thể ăn luôn viên đạn bọc đường này nhưng hiện tại lại không phải lúc để phong hoa tuyết nguyệt các thánh địa và bách giáo chư tử trung châu tấn công tử sơn hắn không còn bao nhiêu thời gian để lãng phí nữa an diệu y cười khẽ nụ cười động lòng người nói tốt lắm rời khỏi vùng này chúng ta chia tay trên đường đi thỉnh thoảng nàng lại nhắc tới những đồ đồng khắc mặt quỷ rồi lại nói tới cả thánh binh cực đạo thực sự là vô cùng hấp dẫn khi trời sắp tối thì diệp phàm ngừng lại trong vùng đất bị tuyết phủ xoài phát người nhưng lại không thấy gì vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy có người nhìn trộm trong lòng lập tức căng thẳng chẳng lẽ an diệu y liên hợp cường giả tới ra tay với hắn diệu y cũng cảm thấy phía sau chúng ta có người theo dõi Diệp Phàm không nói gì thêm, tăng tốc độ đi về phía trước, không hề có dấu chân lưu lại trên mặt đất, hắn giống như một đạo hư ảnh bay đi. Ốc đảo chỗ thần thành cực kỳ rộng lớn phạm vi có thể tới mấy vạn dặm, thành trấn rất nhiều, buổi chiều tối bọn họ đã tới một thành nhỏ. Gió tuyết thổi cửa sổ phát ra những tiếng lạch cạch. Bạn đang xem giả Thiên được thuyết minh tại kênh YouTube Di cup Phim, truy cập kênh YouTube Di cup Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com/ecab phim viết liền không dấu nhé không lâu sau khi diệp phàm nằm xuống giường liền cảm thấy có điều dị thường hắn liền kẹp long văn hắc kim thánh linh kiếm vào ngón tay ước chừng qua một canh giờ hắn mới cảm thấy có sinh vật tiến vào trong phòng này nhẹ nhàng phi thường không hề có chút tiếng động trong phút chốc hắn liền tiêu trừ cảnh giác hóa ra là sinh linh nhỏ màu vàng kia nó lấm la lấm lét thành công thu liễm khí tức bản thân ngay cả thần thức cũng rất khó nắm bắt được nếu không phải trong khoảng cách gần như vậy thì diệp phàm còn chưa chắc đã phát hiện ra nó con vật nhỏ này không những tốc độ mau lẹ mà thủ đoạn ẩn nấp cũng cao như vậy trong lòng hắn kinh ngạc đồng thời hắn cũng cảm thấy rất buồn cười tiểu tử này cũng nhẫn nhịn giỏi như vậy trong thời gian dài như thế mới tiến vào nhà hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết vì sao sinh linh nhỏ màu vàng này tới khẳng định là nó nhớ nhung thần nguyên kia mà tới một đường đuổi theo muốn trộm lại đột nhiên thân thể nó dừng lại hai mắt to tròn chớp chớp nghi hoặc nhìn diệt phàm trên giường sau đó xoay người bỏ chạy diệp phàm kinh ngạc sinh linh nhỏ màu vàng này rất cảnh giác hắn ra tay rất nhanh chụp về phía trước vù kim quang lóe lên sinh linh nhỏ màu vàng kia lập tức xuyên qua cửa sổ chạy mất chạy đi đâu an diệu y cười khẽ đang đứng chặn phía trước tay ngọc phất lên một cái một quầng sáng chùm về phía trước sinh linh nhỏ màu vàng này dùng tốc độ khó tin xoay người hóa thành một đạo kim tuyến nhoáng một cái đã xông lên bầu trời đêm tiểu ngoan ngươi ở đâu trong gió lạnh truyền tới tiếng gọi của công chúa đại hạ diệp phàm xông lên bầu trời liền phát hiện ra huynh muội hoàng tử đại hạ hai người bọn họ thật lo lắng mất tám mươi vạn cân nguyên mới có được thần tàm vừa được mấy ngày đã chạy mất rồi cổ huynh nó đuổi theo ngươi tới đây sao hoàng tử đại hạ hỏi hắn đuổi tới đây là vì cảm thấy phân nửa thần tàm vì diệp phàm mà tới đúng là đã thấy nó vừa chạy về hướng kia an diệu y đuổi theo nó rồi diệp phàm chỉ về một hướng không sai đúng là khí tức của nó hai huynh muội này liền vội và đuổi theo Diệp Phàm sờ sờ cầm, nở nụ cười. Con vật nhỏ này đúng là thú vị, có lẽ tương lai có thể trực tiếp hấp dẫn nó trở về. Hắn không dừng lại mà nhân cơ hội này vừa may, có thể thoát khỏi ăn rượu y. Diệp Phàm biến mất trong đêm tuyết. Dựa theo người của thần thành phòng đoán thì các thánh địa, nếu muốn vận dụng vũ khí cực đạo tối, thiểu phải chuẩn bị một tháng trở lên, bởi vì có chuyện gì đó khiến bọn họ không thể lấy ra ngay lập tức. Diệp Phàm biết thời gian hữu hạn, hắn muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới. Cứ như vậy, hắn mai danh ẩn tích 20 ngày, không ai biết hắn ở đâu, ngờ sinh linh nhỏ màu vàng kia. Đây là một vùng không người rộng lớn, tuyết lớn bay tán loạn, núi rừng đất đai đều trắng xóa. Nơi này rời xa ốc đảo, mấy chục năm tới mấy trăm năm cũng không có mấy người đi ngang qua cực kỳ hoang vắng. Nhưng gần 20 ngày này trong vùng, núi bị băng tuyết phong tỏa này lại không ngừng có linh khí tràn ra, nhất là mấy ngày gần đây, ánh sáng thần thánh lúc nào cũng rông lên tận trời. Cả vùng núi tuyết này chính là nơi diệp phàm bế quan. Hắn phong ấn bản thân trong lòng núi, nhưng vẫn thể ngăn cản được rất nhiều nguyên khí tràn ra. Thần nguyên và nguyên dị trùng ở cùng một chỗ, tuy rằng thoạt nhìn không nhiều, nhưng cũng ẩn chứa linh khí rất mênh mông, muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Diệp Phàm cũng không biết là ngay ngoài cấm chế mà hắn bày ra, một sinh linh nhỏ màu vàng mấy ngày nay vẫn dương nanh múa vuốt, tức giận nghiến răng, đáng tiếc là không thể vào trong được. Mấy trăm cây đại kỳ đều là do Hắc Hoàng tự mình chế tạo, bên trên có đạo văn thâm ảo vô cùng, sinh linh nhỏ màu vàng này không thể đột phá được đã nhiều ngày rồi rồi nguyên khí trong núi vẫn cuồn cuộn ra như khói gần như hóa lỏng sinh linh nhỏ màu vàng rốt cục cũng yên tĩnh lại bắt đầu hút như trâu uống nước nguyên khí cuồn cuộn, cuộn mênh mông tỏa ra quá nồng đậm cũng đủ cho nó hưởng thụ rồi diệp phàm trong khi bế quang cũng cảm giác có hơn phần nửa nguyên đã tiêu tan nhưng hắn lại không thể nào ngăn nổi hắn phát hiện ra mình đã hao phí vô số nguyên cũng không phải để hấp thu toàn bộ mà dùng để phá vỡ một xưởng xích nào đó một đống nguyên dị trùng lớn đủ đề so với trăm vạn nguyên tinh thuần đều bị luyện hóa toàn bộ nhưng hắn vẫn không thể thăng cấp tới đạo cung ngũ trọng thiên tất cả mọi chuyện đều giống như hắn dự đoán cần tới cả trăm vạn cân nguyên tinh thuần cuối cùng hắn cắn răng một cái bắt đầu luyện hóa thần nguyên to bằng đầu người kia lập tức thần quang tỏa ra bốn phía ánh sáng bừng lên tận trời cao lực lượng của thần nguyên không thể ngăn cản nổi tấn công thân thể hắn tẩy rửa toàn thân khiến toàn thân hắn trong suốt thoạt nhìn giống như thần linh vậy trong đạo cung ngũ đại thần đều chấn động tiếng của đại đạo vang vọng tung ra đại kinh nghĩa câu động chủ mệnh khiến kiếp này được vĩnh hằng một tiểu đình chìm nổi trong đạo cung ở giữa ngũ đại thần tàng từ sau khi tiến vào đạo cung bí cảnh vạn vật mau khí đỉnh đã từ luân hải bay vào trong đạo cung sinh linh nhỏ màu vàng bên ngoài vô cùng hưởng thụ khí tức của thần nguyên lao ra bao phủ toàn bộ thân thể nó khiến nó ở trong một vùng sáng mờ nguyên khí mênh mông tẩy rửa thân thể diệp phàm căn bản không có khả năng hấp thu toàn bộ tại đa số đều xông ra ngoài đây đúng là một hành vi tiêu xài xa xỉ cực độ tiếng kinh vang vọng trong đạo cung vang vọng cả dãy núi khiến cho thần tàm bên ngoài nghi hoặc không thôi may mắn là không ai đi qua khu vực này bằng không nhất định sẽ rất kinh hãi tiếng kinh kệ vang lên liên tục ba ngày nguyên khí vô tận bao phủ cả ngọn núi này hòa tan tuyết động cỏ cây đâm trồi sinh cơ bừng bừng biến hóa này khiến sinh linh nhỏ màu vàng kia giật mình há hốc miệng càng cố gắng hấp thu khí thần nguyên hơn. Ầm. Đột nhiên một tiếng chấn động kịch liệt vang vọng 24 tầng trời, ánh sáng hùng lên tận trời cao, đẩy bay cả sinh linh nhỏ màu vàng ra ngoài, rơi xuống đất, mặt xám mày cho. Khi tinh khí thần nguyên tan hết thì nơi này lại rơi vào yên lặng, tràn ngập một luồng khí tức tưởng hòa, giống như thần dáng xuống thế gian. Trong lòng núi, Diệp Phàm mở hai người, thân thể trong suốt giống như một tiên vương, hắn chậm dài đứng lên, nắm chặt cánh tay, trong khoảnh khắc có cảm giác có thể nắm toàn bộ thiên địa trong lòng bàn tay. Đây là một loại tự tin cường đại, hắn đột phá tiến vào đạo cung ngũ trọng thiên, không có thánh địa hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào bản thân mà cũng tới được bước này. Thể xác và tinh thần Diệp Phàm thực sự yên lặng, vô cùng tường hòa, hắn không dám xuất thần lực ra bởi vì căn bản không cần như vậy, rốt cục bản thân mạnh tới mức nào hắn đã biết rất rõ ràng. Giờ khắc này hắn có sự tự tin không gì sánh nổi. Thân thể hắn rốt cục đã có một tiêu uy lực nên có của thánh thể thái cổ, cực kỳ mạnh mẽ trong khoảnh khắc diệp phàm xuất quan hắn lập tức nở nụ cười hắn cảm ứng được sinh linh nhỏ màu vàng kia đang bực bội ở bên ngoài thật sự không ngờ nó lại có thể tìm được không thể không nói sinh linh nhỏ màu vàng cảnh giác phi thường trong nháy mắt liền cảm nhận được thứ gì đó hóa thành một đạo kim quang bỏ trốn trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng còn nhanh hơn cả kim sĩ tiểu bằng vương diệp phàm không đuổi theo sờ sờ cầm lộ nụ cười cứ như vậy thì hoàng triều đại hạ bỏ ra 80 vạn cân nguyên chi sợ lại thành công dã tràng thôi. Hắn đứng trên ngọn núi, lấy ra một đài huyền ngọc, chuẩn bị vượt qua hư không. Đây là thứ hắc hoàng tế luyện thành, có thể mang theo bên người, chỉ cần cung cấp nguyên là có thể vượt qua một khoảng cách nhất định. Cứ như vậy, Diệp Phàm tổn rất nhiều nguyên, dùng mười mấy đài huyền ngọc, cuối cùng cũng tới được địa vực của Khương gia. Không biết có cơ hội gặp tiểu đình đình và Khương lão bá hay không? Khương gia cách thần thành tới hai mươi mấy vạn dặm, nếu ở vùng Bắc vực Minh, Mông Vô Ngần mà nói thì cùng chỉ là một khoảng cách rất ngắn. Vùng địa vực này có rất nhiều quốc gia, Diệp Phàm sau khi hỏi mới biết Khương gia sinh hoạt ở trong một vùng tịnh thổ thần thánh. Khương gia ở trong lòng người dân Bắc vực giống như là thần tộc vậy, địa vị lớn lao tới mức không thể dao động được. Vùng đất này cũng có không biết bao nhiêu quốc gia, to có nhỏ có, rất nhiều quốc gia cổ thờ phụng thần linh, không ngờ lại là hàng vũ đại đế. Có thể tưởng tượng nổi Khương gia ở vùng địa vực này có ảnh hưởng lớn tới mức nào. Tuyết trắng bao phủ, gió lạnh gào thét trên mặt đất bông tuyết tung bay vô cùng lạnh lẽo hơi thở thở ra trắng xóa rất nhanh sẽ biến thành băng trong mùa đông giá rét trên vùng đất này mỗi một thành trấn đều có rất ít người ra đường càng không nói là ở vùng dã ngoại hoang vu diệp phàm đeo đà thần tiên trên lưng một mình đi trong vùng băng nguyên tại bắc phong hắn đi qua mấy chục nước chỉ còn cách tịnh thổ của khương gia không tới hai ngàn dặm ở trong vùng băng nguyên này có một ít trại nhỏ trong mùa đông giá lạnh thế này rất ít người ra ngoài chỉ ngẫu nhiên mới thấy có một đám chó kéo xe trượt tuyết. Sau đó không lâu Diệp Phàm tìm được một gã tu sĩ trong một trại nhỏ, cảnh giới tuy mới đến mệnh tuyền, sau khi cho hắn 10 cân nguyên liền đồng ý truyền tin giúp Diệp Phàm. Diệp Phàm không thể tự mình đi tới Khương gia, nếu không sẽ gánh họa sát thân bởi vì đề cập tới cửu bí là động tới khoản thừa kế trọng yếu rồi. Hắn cũng không thể nào giải thích được, không thể nói mình tiến vào Từ Sơn, bằng không dù là có ý tốt đưa tin cũng sẽ bị giam. Làm việc với ý tốt, nhưng lại rơi vào kết cục thê thảm, hắn chẳng mong chuyện ấy phát sinh chút nào. Trong thân thể người của Khương Gia vẫn chảy dòng máu của thần vương. Ở trong nhà một thợ săn rất ấm áp, Diệp Phạm uống rượu lâu năm, ăn thịt hưu, cùng nói chuyện với người thợ săn già, từ miệng của đối phương biết không ít chuyện của Khương Gia. Trong lò lửa củi gỗ cháy lách tách sưởi ấm cả căn phòng, uống mấy chén rượu lâu năm, nhìn gió lạnh gào thét ở bên ngoài, tuyết trắng cuốn tận trời cao, Diệp phàm bỗng nhiên cảm thấy thực thư thái cuối cùng hắn để lại một khối nguyên nhanh chóng rời đi một lần nữa tiến vào trong gió tuyết trong thời gian một ngày diệp phàm tổng cộng tìm được năm tên tu sĩ cảnh giới thấp cũng đưa cho bọn họ một phong thư bởi vì chuyện rất quan trọng nên hắn phải đề phòng chuyện ngoài ý muốn nội dung trong thư rất đơn giản có lực đồ thô sơ một bộ phận của tử sơn chỉ thẳng vào nơi nhốt khương thái hư trên đó cũng viết rõ ràng cái tên này đồng thời hắn còn để lại chút ấn ký của đấu chiến thánh pháp phân biệt chia ra trong năm khối ngọc thạch tin rằng khương gia khi nhìn thấy tất cả sẽ không thể không tin tưởng diệp phàm làm xong tất cả mọi việc liền xoay người bước đi không chỉ hoãn chút nào nữa liên tục sử dụng đài huyền ngọc vượt qua hư không mấy ngày hắn đã đi qua mười mấy quốc gia tuy nhiên hắn cũng không rời khỏi vùng đất này mà ở lại trong một tòa thành trì yên lặng tu luyện đồng thời tìm hiểu nguyên thiên thư trong nhiều ngày này cả vùng đất này trở nên vô cùng khẩn trương cao thủ của khương gia xuất hiện hết dường như đang truy tìm gì đó khiến trong lòng nhiều người cảm thấy rất bất an Diệp Phàm biết thư nhất định đã được đưa tới, người của Khương gia biết tin rồi, tới tận lúc này hắn mới thở phào một cái, chuyện nên làm đã làm được rồi, có thể cứu được Khương Thần Vương gia hay không thì phải trông vào thực lực của Khương gia thôi. Mấy ngày sau, một tin tức kinh người truyền ra từ Bắc vực, Thần Vương Khương Thái Hư có thể còn sống. Tin tức này đưa ra long trời lở đất, chấn động khắp đại địa, giống như chắp cánh truyền ra bên ngoài. Sau đó, khắp Đông Hoang đều chấn động, tất cả đại giáo và thánh địa đều biết tin tức này khiến rất nhiều đại nhân vật đều nghẹn họng nhìn chân chối thần vương khương thái hư là một truyền kỳ được xưng là người có lực công kích mạnh nhất bóc vực 5.000 năm trước không ai có thể so được năm đó khi thanh danh hắn đại chấn thiên hạ tuổi tác cùng chưa lớn thậm chí trong mắt rất nhiều nhân vật lớp cao tuổi thì hắn vẫn là một đứa trẻ con thì đã tu thành thần vương thể tới cảnh giới đại thành rất nhiều người đều phỏng đoán nếu cho hắn thời gian thì tiền đồ không thể đo lường được tuổi không lớn lại như mặt trời ban trưa chỉ cần ra tay sẽ khiến bốn phương chấn động đúng vào thời kỳ toàn thị nhất này thì hắn đột nhiên lại bốc hơi khỏi nhân gian không hề xuất hiện nữa vĩnh viễn biến mất trong mắt người đời năm đó rất nhiều người đoán ra hắn có thể bế tử quan tấn công lên cảnh giới rất cao nhưng theo thời gian trôi qua một ngàn năm hai ngàn năm từ từ mọi người mới tin rằng vị thần vương kinh thế này đã xảy ra chuyện bất ngờ không còn tồn tại trên thế gian nữa mà khương gia là chịu đả kích lớn nhất thần vương thể xuất thế là dấu hiệu báo trước rằng một gia tộc sẽ trở nên cường thịnh không ngờ khương thái hư vừa mới cuột khởi đã liền xảy ra chuyện bất chắc năm đó khương gia vì thế mà gây chiến bọn họ hoài nghi một số thánh địa ra tay có cao thủ tuyệt thế liên hợp lại ám hại thần vương khương thái hư hơn bốn ngàn năm trước gió nổi mây phun suýt nữa phát sinh đại chiến giữa các thánh địa may mắn cuối cùng cũng giải thích rõ ràng được gió bão bình ổn xuống năm tháng từ từ trôi qua chớp mắt đã qua bốn ngàn năm tên tuổi của Khương Thái Hư gần như sắp bị người đời lãng quên, không ngờ giờ lại xuất hiện một lần nữa. Tất cả mọi người đều kinh sợ, thần vương năm đó phong thái kinh thế, tư thế oai hùng vô cùng giờ còn sống, đúng là khiến rất nhiều người gần như không thể tin được. Sống chết đừng như Khương Thái Hư. Đây là lời than thở của một số nhân vật tổ tông trong 4.000 năm qua. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Khương Thái Hư 4.000 năm trong phong thái như ngọc, chiến lược chấn kinh bốn phương, bất kể thế nào cũng đều khiến mọi người chú ý là một thiên tài tạo nên phong vân tuyệt đại. Vì sao yên lặng một thời gian dài như vậy? Đây là nghi vấn của rất nhiều người. Dưới tình huống bình thường, thì thần vương có thể sống trên bốn năm ngàn năm, nhiều năm trôi qua như vậy, thần vương hảo hoa phong nhã ngày xưa giờ đã gần tới 5 ngàn tuổi rồi. Có thể nói, hắn đã tới lúc hết tuổi thọ mà chết già, sinh mạng khô cạn rồi, làm sao lại còn truyền ra tin tức hắn còn sống chứ? Thần vương tư thế oai hùng phấn chấn giờ đã đi vào tuổi già một lão thần vương tuổi thọ không còn nhiều có thể có gì mạnh mẽ nữa chăng tin tức không ngờ để lộ ra tầng cao của khương gia rất tức giận nhưng mãi vẫn không điều tra ra được điều gì sau đó không lâu một tin tức mới lại truyền ra thần vương khương thái hư bị nhốt trong tử sơn tin tức này truyền ra lại càng chấn động thế gian tất cả mọi chuyện đều đã trồi lên mặt nước thần vương mất tích bốn ngàn năm hóa ra lại ở trong tử sơn khiến cả thiên hạ đều kinh ngạc một vấn đề khó hiểu của lịch sử cuối cũng đã được giải nhưng khiến người ta càng liên tưởng nhiều hơn đó là thần vương Khương Thái Hư bị nhốt 4.000 năm không chết. Rốt cuộc tin này làm sao lại truyền ra được? Thừa kế của vô thủy đại đế có phải đã có người nhanh chân lấy được hay không? Thần vương kinh thế gần 5.000 tuổi chưa chết, ở trong tử sơn có chiếm được gì hay không? Hắn còn có thể sống được bao lâu? Kế thừa bí quyết chữ đấu trong cửu bí có phải lại sắp thấy ánh mặt trời hay không? Không chỉ có đông hoang chấn động, mà cả chư tử bách giáo tại Trung Châu cũng giật mình. Bọn họ vây quanh tử sơn, không ngờ trong đó lại có thể có một vị thần vương còn sống diệp phàm sau khi nghe nói tới mấy tin tức này cũng không khỏi nhíu mày tin tức này tuyệt đối không phải do khương gia tiết lộ ra tuyệt đối là có người cố ý mười ngày sau khương gia lấy thánh binh cực đạo ra chạy tới tử sơn thái dương thần lô còn có tên là hàng vũ lô dùng thánh vật hoàng huyết xích kim luyện chế thành dùng tiên hòa vô thượng ở đoạn nhật lĩnh trong thái sơ cấm địa tế luyện có thể đánh nát thiên địa đốt sạch vạn vật uy lực của thánh vật này không thể tưởng tượng được cho dù có là người giống nát núi sông như khổng tước vương, thần uy chấn thể như xích long lão đạo, nếu bị bán chúng thì tuyệt đối cũng sẽ biến thành cho bụi cho một kích. Khương gia lấy ra thánh binh cực đạo hằng vũ lô, đồng thời cũng thúc giục cơ gia lấy ra hư không kính, siêu quang lấy ra long văn đinh. Điều này đã chứng thực tin tức thần vương bị nhốt trong tử sơn. Lúc này lập tức gió nổi mây phun, lời đồn đại bay đầy trời. Lần tấn công thứ ba vào tử sơn được tiến hành nhanh hơn dự định. Trong tay Khương gia có sơ đồ phác thảo một bộ phận bên trong Tử Sơn, dẫn tới những thế lực lớn tới cửa muốn xem tột cùng là cái gì. Đối với việc này tầng cao của Khương gia, chỉ có một đáp án, cùng tiến vào Tử Sơn, cùng sử dụng chung sơ đồ, bọn họ muốn mượn lực lượng của các thánh địa và chư tử Bách giáo của Trung Châu, nghĩ cách cứu viện Khương Thái hư. Không nói tới kế thừa của Vô Thủy Đại đế, chỉ bí quyết chữ đấu trong cửu bí đã đủ để Khương gia phải đem hết khả năng mà ra tay, có thể nói, đây là loại bí thuật độc nhất vô nhị giá trị quan trọng khó có thể đánh giá nổi. Nửa tháng sau thiên hạ phong vân tề tụ ở Tử Sơn, nơi này đã trở thành nơi rồng cuộn hồ trồm, rất nhiều đại nhân vật của Đông Hoang và Trung Châu đều tới đây, chưa có hành động gì đã đủ khiến thiên hạ chấn kinh. Bởi vì cơ hội chỉ có thể có một lần vận dụng thánh binh cực đạo, nếu vẫn không thể công phá thì có nghĩa là sẽ chẳng bao hắn công phá nổi nữa. Vùng đất của Khương Gia cũng bình tĩnh lại, Diệp Phàm đi trong gió tuyết, rốt cục cũng nhìn thấy một hình dáng đại khái ở phía xa hắn dùng nguyên thiên thần giác quan sát ở ngoài mười dặm đó quả là một vùng tịnh thổ thần thành bên ngoài bị đóng băng thành một vùng đất chết tuyết lớn như lông ngỗng bay tán loạn nhưng phía trước trời quang mây tạnh tràn ngập một màu xanh lá mạ mây tía bốc lên sương mù đủ màu lưu truyền vô cùng sáng lạn những ngọn núi lớn lơ lửng trên bầu trời căn bản không rơi xuống mặt đất mỗi một ngọn núi lớn đều có khí tức mênh mông dường như đã tồn tại từ lúc khai thiên lập địa tỏa ra khí tức cổ xưa của chốn u minh có ngọn núi có sương mù đầy màu sắc vườn quanh, cảnh sắc như tranh, thác nước đổ xuống từ mấy ngàn trượng giống như một dải tơ bạc rơi thẳng xuống mặt đất, như ngân hà chín tầng trời đổi chiều vậy. Có ngọn núi là nguy nga nặng nề, tràn ngập mây phủ, chấn nhiếp lòng người. Mà đây chỉ mới vẻn vẹn là một góc của tảng băng, cảnh tượng chỗ sâu nhất căn bản không thể nhìn thấy, nghe nói có rất nhiều thần miếu từ thời hoang cổ. Ngoài ra có thể chắc chắn là Khương Gia có một tòa thần thành vĩnh viễn không rơi xuống, đừng sừng sững trên mây tuy rằng nó không thể so với quỷ mộ của thánh thành bóc vực nhưng cũng thực kinh người trải qua thời đại thái cổ vẫn không hề sụp đổ nghe đồn có mấy thánh địa đều có thần thành lơ lửng trên bầu trời chẳng lẽ có gì liên hệ sao diệp phàm trầm tư hắn không thể không thở dài thế lực lớn như vậy khí thế như vậy quả nhiên là đứng đầu đông hoang sâu không thể lường nổi nghe đồn tứ cực quyền trong hoàng vũ kinh cũng giống như luân hải quyền trong đạo kinh đạo cung quyền trong tây hoàng kinh được xưng là đứng đầu đông hoang Diệp Phàm lắc lắc đầu, tuy rằng hắn rất muốn có được nhưng nhìn khí thế của Khương gia thì hắn biết gần như không có khả năng rồi. Hắn nghĩ tới lời khoác loác trong quá khứ, muốn lấy tâm pháp của giao trì thì lại thấy xấu hổ. Nếu không phải hắn được khắc hoàng đưa tới trốn cũ ở giao trì thì tuyệt đối không thể nào có được. Bắt đệ tử của các thánh địa, tìm tòi thân thức căn bản không có khả năng thành công. Hắn đã thử vô số lần đối với con cháu cơ gia, kết quả là thức hải của bọn họ trực tiếp sụp đổ. Càng hiểu biết nhiều, hắn lại càng tràn ngập với những thế lực bất hủ này chỉ bằng lực lượng một kích mà muốn chống lại bọn họ gần như không có khả năng trừ phi là đi trên con đường của đại đế xem ra gần như không có khả năng gặp tiểu đình đình rồi diệp phàm tự nhủ cuối cùng nhìn thoáng qua một cái diệp phàm xoay người rời đi lúc này không thể ở lại một ngày kia khi tu vi của hắn đại thành có thể trực tiếp tiến vào không phải nhìn từ xa như vậy nữa diệp phàm đi trong băng nguyên rời đi rất nhanh tới một tòa thành trấn ở bên ngoài ngàn dặm nhìn thấy đường phố không rộng rãi, nhưng lại có cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Đó là... Hắn ngẩn ra. Ở phía trước có một tiệm rượu thoạt, nhìn thực giản dị, một ông lão mặt đầy nếp nhăn, trên người mặc áo vá, động tác rất chậm đang lao bàn. Khương lão bá, hắn sao lại ở chỗ này? Diệp phàm giật mình, vì sao lại như vậy? Tiểu đình đình cũng ở đây sao? Gió lạnh gào thét, tuyết bay tán loạn, quán rượu nhỏ ở một góc đường trông thật giản dị, cũng không có mấy khách vài năm không gặp khương lão bá đã giả thêm một chút mái tóc đã bạc trắng nếp nhan trên mặt cũng tăng lên không ít cái bàn này thực sự đã rất sạch rồi nhưng lão vẫn chậm rãi lau đôi mắt đục ngầu hình như đang nhớ lại vẻ mặt cũng phảng phất như nhớ nhung quần áo trên người lão thực đã rất cũ rồi để vết vá trên tay tràn ngập vết chai động tác của hắn rất chậm lưng đã còng mái tóc bạc cũng đã thưa thớt hơn diệp phàm nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cảm thấy chua xót người của khương gia nhận hai ông cháu nhà này tới bắc vực cuộc sống vì sao lại khốn đốn thế này ông lão số khổ này tuổi già còn phải đưa tang con một mình nuôi dưỡng tiểu đình đình vốn tưởng rằng bọn họ đi vào khương gia sẽ thay đổi cuộc sống không ngờ cuối cùng là thành ra thế này hắn đi vào bên trong quán rượu mang theo cơn gió lạnh lẽo thân thể đơn bạc của ông lão này lập tức run lên chậm rãi xoay người diệp phàm vội vàng đóng cửa lại ngăn gió lạnh trên mặt nở nụ cười rồi nói lão bá có gì ăn không Khương lão bá nhìn thấy có khách đến, dường như cảm thấy rất hân hạnh, nếp nhăn trên mặt như cũng mở đi một chút, xoa xoa tay, mang nước trà tới. Tiểu ca muốn ăn gì? Thứ gì cũng được, không cần chú ý đâu ạ. À. Diệp phàm không muốn lão vất vả, tuổi già như vậy còn phải kinh doanh quán rượu, làm hắn cảm thấy không nỡ. Bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di Cắp Phim. Truy cập kênh youtube Di Cắp Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé được người chờ một chút đi khương lão bá xoay người đi xuống diệp phàm lẳng lặng đánh giá quán rượu nhỏ rất nhỏ chỉ đạt được vài cái bàn nhưng lại rất sạch sẽ gần như giống hệt quán rượu trước đây cách bài trí cũng giống hệt vẫn không có tiểu nhị như trước chỉ một mình ông lão kinh doanh ở trong mùa đông giá rét này gần như không có khách tới diệp phàm đảo qua khắp các ngõ ngách phát hiện ra dường như ông lão sống một mình hắn không tìm được chút gì của tiểu đình đình chẳng hạn như y phục áo quần gì đó không lâu sau ông lão bưng lên một ít đồ ăn nóng hầm hập, cũng không phải món gì đặc biệt, nhưng cũng có thể khiến người ta ăn uống ngon lành. Diệp Phạm ăn to uống lớn, chớp mắt đã chén sạch đồ ăn. Tiểu can khỏe thật, lão hán ta hồi trẻ cũng có thể ăn nhiều như vậy. Khương lão bá cười hiền lành, hỏi hắn đã ăn no hay chưa? No rồi, rất hợp khẩu vị của ta. Diệp Phạm cười nói. Khương lão bá thu dọn bát đũa, lại rót trà cho hắn một lần nữa. Cửa hàng có khách, trên mặt hắn tràn ngập nụ cười, trong lòng vô cùng cao hứng lão bá lại ở một mình tại nơi này sao diệp phàm bắt đầu hỏi đúng vậy lão nhân bắt đầu lao bàn cái bàn đã sạch lắm rồi lão bá ơi người nhìn xem nó sáng bóng thế kia lao tiếp có khi soi gương được luôn đó người già rồi không có việc gì làm không tự chủ được lại muốn lao một chút khương lão bá buông khăn lao lắc lắc đầu ngồi xuống người không có thân nhân gì sao diệp phàm cẩn thận hỏi sợ làm cho ông lão bi thương có còn một đứa cháu gái lão nhân dù cười như diệp phàm lại thấy trong mắt hắn có vẻ thầm đau buồn như có chuyện gì ưu sầu vậy thế là sao đình đình xảy ra chuyện gì sao trong lòng diệp phàm nghi hoặc nàng không ở cùng với người sao không nó tu luyện với người ta tuy vậy đứa bé này rất hiếu thuận cứ nửa tháng lại về gặp ta một lần lão nhân nói vẻ rất vui mừng nhưng diệp phàm lại càng hoài nghi hơn bởi vì ông lão này tuyệt đối là đau buồn âm thầm tích tụ không nói diệp phàm nghĩ ngợi đi ra khỏi quán rượu nhỏ dạo một vòng trong trấn nhỏ dùng nguyên thiên thần giác cảm ứng mọi chuyện xung quanh hắn cũng không phát hiện ra tu sĩ nào không có người của khương gia chỉ có một ít người phàm hắn liền quay trở lại quán rượu rất nhanh tới đây tiểu ca tới uống thêm bát trà đi lão bá còn nhớ ta không xương cốt diệp phàm rung động khôi phục nguyên trạng hắn cần hỏi rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì thật sự không yên lòng cho hai ông cháu nhà này là cậu đấy sao Đôi mắt đục ngầu của Khương lão bá mở to, hơi giật mình. Mấy năm trôi qua, dung mạo Diệp Phàm đã biến hóa một chút, dáng vẻ đã 15 16 tuổi, nhưng ông lão vẫn nhận ra rất nhanh. Là tiểu ca. Ông lão vô cùng kích động. Khương lão bá ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Diệp Phàm đỡ lão, ngồi xuống cái ghế trước lò sưởi. Ta nghe Đình Đình nói ngươi tạo thành bão tố rất lớn, rất nhiều người đều truy bắt ngươi. Khương lão bá rất lo lắng cho hắn. Diệp Phàm cười nói: ta sống tốt lắm người không cần lo lắng không ai có thể bắt được ta đình đình mỗi lần trở về đều nói phải tu luyện cho tốt tương lai sẽ đi cứu ngươi ta cũng thực lo lắng cho ngươi diệp phàm vô cùng cảm động khi hắn rời đi tiểu đình đình mới chỉ có bốn năm tuổi vốn tưởng vài năm trôi qua ngày xưa nàng nhỏ tuổi như vậy có thể sẽ không nhớ hắn không ngờ đứa nhỏ hiểu biết này lại vẫn nhớ rõ còn muốn tới cứu hắn thánh thể thái cổ tạo thành sóng gió vô tận tại bắc vực người mang thánh vật tin truyền tới khương gia ngay cả tiểu đình đình cũng nghe được khương lão bá đưa bàn tay tràn ngập vết chai nắm tay diệp phàm để hắn ngồi bên cạnh cẩn thận nhìn hắn rồi nói không việc gì là tốt rồi không việc gì là tốt rồi rốt cục lão bá đã xảy ra chuyện gì tại sao người lại không ở trong khương gia nơi đó đều là tu sĩ chỉ có ta là một người bình thường sống ở địa phương treo trên trời như vậy ta không quen chỉ sợ còn có chuyện khác phải không diệp phàm hỏi ông lão gật gật đầu nói ta cũng không muốn nghe những tin đồn kia ta muốn tự mình nuôi sống bản thân diệp phàm tức giận nói người lớn tuổi như vậy rồi mà bọn họ lại không biết xấu hổ đùi người sao hắn hiểu là khương gia cảm thấy có lỗi với phụ thân của khương lão bá là khương chiết khiến kỳ tài một đời phải tha hương ôm hận mà chết hiện giờ sao bọn họ lại đối xử với khương lão bá như vậy không phải chính bản thân ta muốn đi không muốn ở lại đó những người đó đối với ta đều là tiên nhân ta giống như người phàm sống trên cung điện trên mây thật sự không được tự nhiên, ngay cả người nói chuyện phiếm cũng không có. Đình đình ra sao, có phải cũng gặp chuyện gì hay không? Diệp Phàm vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Cháu gái đáng thương của ta không sống được tới 20 tuổi. Những giọt nước mắt đục ngầu rơi xuống trên gương mặt già nua của Khương Lão Bá. Diệp Phàm cả kinh nói. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đình đình là thân thể thái âm gì đó, bọn họ nói sẽ phải chết non. Khương Lão Bá rơi lệ để mặt nói. Vừa vào lão già, tiến triển tu luyện của đình đình cực nhanh khiến rất nhiều thiên tài phải xấu hổ thiên phú khiến các lão quái vật cũng phải khiếp sợ đáng tiếc là không lâu sau đó một lão quái đã thoái ẩn cuộc hương gia ra tay kiểm tra phát hiện ra nàng có thân thể thái âm hiếm thấy nói về thể chất thì có thể nói là cường đại siêu cấp nhưng người như vậy lại sống không được lâu phần lớn đều chết non từ xưa tới nay không có ngoài hai người đã từng tu luyện thành công những người khác đều không sống quá hai mươi tuổi sau khi kiểm tra ra loại thể chất này khương lão bá nghe được rất nhiều tin đồn hắn là một người phàm trong khương gia đều là tu sĩ phi thiên độn địa hắn ở trong đó rất cô độc sau khi nghe thấy những tin đồn kia liền mạnh mẽ yêu cầu được rời đi thông qua lời kể của khương lão bá diệp phàm cảm nhận sâu sắc rằng khương gia rất phức tạp dường như chia làm hai phe khương lão bá và tiểu đình đình là hậu nhân một mạch của thần vương khương thái hư mạch này không nhiều người nhưng thực lực đều rất cường đại bọn họ cũng rất chiếu cố cho tiểu đình đình một mạch khác biểu hiện rất lạnh nhạt tin đồn phần lớn đều tới tai bọn họ. Thế thì cũng không đến nỗi keo kiệt cho người một quán rượu nhỏ như vậy chứ. Diệp Phàm rất bất mãn nói. Người thân cận với tiểu đình đình xây cho ta một tòa nhà lớn ở trong đại thành trì của Phàm Nhân, nhưng ta ở không quen, vẫn luôn nhớ ngày xưa, thích cái quán rượu nhỏ ở trong trấn nhỏ tại Nam Vực kia, cho nên ta mới đi tới nơi này. Đình đình thì. Đình đình cũng rất thích, lại đối với người. Hai mắt lão nhân lại ngầu đục tiến triển tu vi của tiểu đình đình thần tốc chưa tới 5 năm đã là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn nên biết rằng nào mới chưa tới 9 tuổi rất nhiều nhân vật cao tuổi của khương gia đều kinh sợ thân thể thái âm tu luyện tốc độ quá kinh người đáng tiếc lại phải chết non khiến bọn họ cảm thấy thật đáng tiếc diệp phàm cũng giật mình thế này gần như một năm một cảnh giới rồi khiến hắn lập tức liên tưởng tới hạ cửu u mới 13-14 tuổi đã đạt cảnh giới tứ cực tốc độ tu luyện của tiểu đình đình tuyệt đối có thể so sánh với hắn Nhóm tu sĩ thân cận với Tiểu Đình Đình muốn tìm mọi biện pháp, lục hết sách cổ, dùng đủ loại linh dược đều không có hiệu quả gì, cuối cùng đành phải bó tay không có biện pháp. Thật sự là một chút biện pháp cũng không có sao. Diệp Phàm nghĩ tới Tiểu Đình Đình đáng yêu không còn sống được bao lâu cũng cảm thấy rất lo lắng. Ta nghe bọn họ nói nếu tìm được địa mệnh quả mới có thể tránh cho thân thể thái âm khỏi chết non. Vẻ ưu sầu càng đè nặng trên đôi mi của Khương lão bá. Trái tim Diệp Phàm lập tức nhảy lên, nhân nguyên quả sau khi chín chính là địa mệnh quả có thể so với thần dược thái cổ quý hiếm cực kỳ đáng tiếc dù là thái cổ thần dược lẫn địa mệnh quả đều đã gần như tuyệt tích rất nhiều lão thánh chủ lúc tuổi già gần hết tuổi thọ và các hoàng chủ đi tìm khắp đại hoang cũng không thấy nếu có thể tìm được thì bọn họ còn có cơ hội tái sinh giá trị đúng là không thể đo nổi đáng tiếc là chưa nghe nói có người tìm thấy bao giờ lão bá yên tâm đi ta có thể tìm được địa mệnh quả tiểu đình đình nhất định không sao đâu cháu có thể tìm được thật sao khương lão bá mở to hai mắt sau đó lại lắc lắc đầu nói cháu không cần an ủi ta ta đã tiếp nhận sự thật này rồi ta cắt đá ra được một trái nhân nguyên quả tới khi nó chín chính là địa mệnh quả ta nghĩ sau này có thể sẽ có được loại quả thần này thật sao khương lão bá giật mình nói bọn họ nói trừ phi là nguyên thiên sư sống lại mới có hy vọng tìm được địa mệnh quả diệp phàm lập tức nở nụ cười nói ta sở dĩ nói như vậy vì ta có được thừa kế của nguyên thiên sư chuyện của tiểu đình đình cứ giao cho ta đi dù là không có được địa mệnh quả ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng tìm được một gốc thần dược thái cổ thật thật như vậy sao khương lão bá kích động nghẹn ngào đôi tay thô giáp giả nua nắm chặt lấy tay diệp phàm lặp đi lặp lại thật mà người cứ yên tâm đi diệp phàm nói rất chắc chắn vài ngày nữa đình đình trở lại thăm ta rồi cháu ở đây gặp nó đi diệp phàm cười nói tất nhiên là phải gặp nàng cũng sắp 5 năm rồi, không biết cô nhóc này giờ trông thế nào. Gió bức lạnh thấu xương, tuyết lớn trắng xóa, Diệp Phàm nhiều ngày nay vẫn luôn chú ý các loại tin tức, hắn hy vọng thần vương Khương Thái Hư có thể sống sót ra khỏi tử sơn. Nhưng hắn lại hơi lo lắng, ngay cả Khương thần vương còn sống, thì phân nửa cũng không còn bao nhiêu tuổi thọ, chỉ sợ cũng không đủ để chấn nhiếp các thánh chủ. Nếu có mấy trái địa mệnh quả thì tốt rồi. Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy chuyện này rất khó xảy ra nếu có thể cắt được một gốc thần dược thái cổ ở thần thành thì cũng có thể giải quyết được việc này hắn thật sự hy vọng thần vương khương thái hư không sao có thể sống lâu hơn một chút như vậy thì tiểu đình đình cũng được che chờ không ai dám trêu chọc đáng tiếc thật dù là lão hoàng chủ nắm giang sơn trăm vạn dặm của thần triều bất diệt cũng không thể tìm được thần dược thái cổ bốn ngày sau một cô bé xinh xắn như ngọc tạc mạo hiểm đi trong gió tuyết đáp xuống chấn nhỏ rồi nổi chạy vào trong quán rượu ra ra đình đình khương lão bá rất nhanh chạy tới đón ra ra không cần lo lắng cho cháu mãi đâu cô bé mặc y phục trắng tinh còn trắng hơn cả băng tuyết nàng giống như một con búp bê trông đáng yêu và trong sáng phi thường trên mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ khương lão bá âm yếm vuốt đầu nàng nói nửa tháng nay con sống có tốt không tốt lắm nha đình đình rất vui vẻ lão tổ tông đặc biệt cho pháp cháu xem nửa bộ trước của hàng vũ kinh ngày xưa khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Đình Đình thì nàng chỉ mới 14-15 tuổi, lại vô cùng ngoan ngoãn và nhu thuận, dù trêu chọc chỗ vá trên quần áo, cũng khiến khuôn mặt nhỏ nhán của nàng đỏ bừng lên. Khi Khương Lão bá với mái đầu bạc trắng, bị người ta đánh cho khóe miệng tràn máu tươi, té ngà trên mặt đất, nàng liền thương tâm khóc lớn, hai mắt tràn ngập, nước mắt thành âm non nót cầu xin đừng đánh ra ra mình. Những cái đã qua 4 năm, hiện tại nghĩ tới Diệp Phàm còn có cảm giác mới như hôm qua. Đình đình là tự mình con trở về sao?" Khương lão bá hiền lành hỏi. "Đúng vậy." Tiểu Đình Đình đáp lại. "Mau vào đây, xem là ai tới này." Khương lão bá kéo cánh tay nhỏ nhắn của nàng đi vào phòng. "Phải, đại ca ca." Tiểu Đình Đình cả kinh kêu lên, hai mắt mở lớn tràn ngập thần sắc kinh hỉ. Diệp Phàm cười cười đi tới xoa đầu nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi đỏ lên, qua vài năm không gặp, nàng trung quy cũng lớn hơn một chút. "Đại ca ca, huynh sao lại tới đây?" mau trốn đi không được đi ra ngoài đình đình nghe nói có rất nhiều người muốn bắt huynh đó nàng ngửa đầu lên bờ mi hơi run rẩy có chút lo lắng nhưng càng nhiều là sự vui mừng khi được gặp lại mấy năm không gặp tiểu đình đình cao lên không ít đôi mắt như nước trong veo tinh xảo như một con búp bê mặc một thân tuyết y trắng nõn tóc đen mềm mại ánh mắt mở lớn tràn ngập linh khí vô cùng trong sáng và đáng yêu bên ngoài tuyết rơi rất lớn gió lạnh gào rít nhưng trong phòng lại rất ấm áp khuôn mặt đầy nếp nhãn của khương lão bá cũng giãn ra vẻ tươi cười hiền lành mãi không biến mất tiểu đình đình lại vô cùng hoạt bát đáng yêu giống như một tiểu thiên sứ khiến người ta rất yêu thích diệp phàm hơi yên lòng hắn sợ tiểu đình đình vì nguyên nhân thân thể mà tạo thành ảnh hưởng đối với tính cách hiện tại xem ra là hắn lo thừa rồi đại ca ca huynh thật sự không bị nguy hiểm sao đình đình còn có chút lo lắng giỏi. tiểu đình đình chớp mắt nói yên tâm đi không ai bắt được ta đâu Diệp Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo mũi nàng một cái. Đình Đình cố gắng tu luyện, về sau có thể giúp đỡ đại ca ca. "Tiểu Đình Đình chân thành nói." Diệp Phàm lập tức nở nụ cười nói, "Đình Đình không cần phải thế, ngươi và gia gia chỉ cần vui vẻ mạnh khỏe là tốt rồi, không cần phải lo nghĩ điều này đâu." Hắn không thể không kinh hãi, tiểu Đình Đình hiện đang là cảnh giới bỉ ngạn, cũng chỉ vèn vẹn vẹn mới bốn năm mà thôi, tốc độ như vậy đúng là dọa người. Hắn rất muốn đưa cho tiểu Đình Đình một ít tặng vật nhưng lại phát hiện lấy không ra thứ gì kim cương trác long văn hắc kim thánh linh kiếm là những thứ hắn muốn lấy ra nhưng quá nổi danh một khi rơi vào tay tiểu đình đình sẽ dẫn phát không ít phong ba về phần những thứ khác như vạn vật mẫu khí hay hoàng huyết xích kim thì dù muốn cũng không thể đưa ra loại thánh vật này càng gây rung động trực tiếp bị cao tầng khương gia tịch thu muốn đưa cho đình đình một chút tặng phẩm nhưng lại không thể hắn bất đắc dĩ lắc đầu đình đình không cần gì cả được nhìn thấy đại ca ca là khiến ta rất vui rồi tiểu nha đầu rất hiểu chuyện vui vẻ nói diệp phàm suy nghĩ quyết định chỉ điểm cho tiểu đình đình một chút mấy loại bí thuật vô thượng hắn không dám dạy mấy bản cổ kinh cũng không thể truyền thụ nếu không bị người khương gia nhìn ra thì rất phiền phức tiểu đình đình có tu hằng vũ kinh đã không cần pháp môn khác diệp phàm suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định dạy nàng nhất khi phá vạn pháp trước mắt nàng vừa lúc ở cảnh giới bỉ ngạn còn chưa tiến nhập đạo cung bí cảnh hết thảy vẫn còn kịp nghĩ tới đây hắn lên tiếng đình đình ta dạy cho muội một phương pháp tế khí loại nhất khí phá vạn pháp truyền lưu trong truyền thuyết rất nhiều người nghiên cứu thành quả có lớn có nhỏ tiểu đình đình tuy học phương pháp tế khí này cũng sẽ không để lộ điều gì không thể không nói tiểu đình đình băng tuyết thông minh vừa dậy một lúc chỉ cần luyện tập một thời gian nhất định sẽ nắm được tinh túy tối cao đình đình nhớ kỹ nếu có thể lựa chọn hãy rèn luyện nhất khí đi tương lai ta sẽ đưa cho muội một kiện vũ khí cao cấp nhất Đình Đình hiểu được. Nàng ngoan ngoan gật đầu. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lấy ra một mảnh vụn thần nguyên nhỏ, tuy nhiên đã bị hán phong ấn, sợ thần mang ảnh hưởng tới mắt của Khương lão bá. Đình Đình từng thấy qua thứ này chưa? Ồ, Tiểu Đình Đình lập tức cả kinh kêu lớn, khuôn mặt hơi đỏ lên nói. Đây là thần nguyên sao? Xem ra muội từng thấy rồi. Diệp Phàm nở một nụ cười. Tiểu công chúa Khương gia bằng tuổi ta, rất được sủng ái, cũng dùng rất nhiều thứ quý giá. Ta từng thấy nàng xuất ra một viên thần nguyên thế này. Bọn họ không cho mỗi sao? Cũng từng cho nhưng tốc độ tu luyện của ta rất nhanh, không cần những thứ này." Tiểu Đình Đình tuy nói không để ý nhưng Diệp Phàm biết nàng đang che giấu sự thiệt thòi của mình. Thần nguyên không tính là gì, ta có thể cho Đình Đình. Diệp Phàm muốn mang theo hai ông cháu này bên mình, không muốn nàng chịu đãi ngộ không công bằng. Nhưng cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bị rất nhiều thánh địa truy đuổi, không thể làm như vậy được ta đưa đình đình thần nguyên nhưng muội không thể mang về mà để ở chỗ nơi khương lão bá này mỗi lần muội trở về thì lấy ra dùng diệp phàm không muốn vì hào ý của mình mà khiến tiểu đình đình rước lấy phiền toái đại ca ca lưu lại cho mình dùng đi đình đình không thiếu thứ gì cả nàng ta như một tiểu đại nhân kiên quyết lắc đầu trải qua một phen khuyên nhủ nàng rốt cục mới cầm lấy khối thần nguyên lớn bằng một bàn tay nhìn qua nhìn lại vô cùng vui vẻ khương lão bá rất quan tâm diệp phàm hỏi kỹ những điều diệp phàm trải qua trong vài năm qua tiểu đình đình lại rất kinh ngạc truy hỏi những điều hắn tu luyện diệp phàm chỉ đơn giản nói ra một ít rất nhiều chuyện không thể giải thích và nói cụ thể được nhưng ngay là như vậy cũng khiến hai người rất giật mình tiểu đình đình còn suy nghĩ rất lâu rồi mới nhỏ giọng nói tại ca ca ta cũng muốn tặng huynh một món quà nói xong nàng chạy về phòng mình lửa canh giờ sau mới đi ra trịnh trọng đưa cho diệp phàm mười mấy trang giấy trên đó toàn chữ nhỏ thanh tú tại ca ca huynh xem xong liền đốt hủy vĩnh viễn không được truyền cho người khác tiểu đình đình trịnh trọng nói diệp phàm khi tiếp được những tờ giấy này lập tức ngưng trọng sáu chữ đầu tiên hắn đọc được đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc hằng vũ kinh tứ cực quyển đình đình đại ca ca không cần nhiều lời mau nhớ kỹ rồi lập tức đốt hủy tiểu đình đình như một người lớn hiển nhiên tâm tư rất cẩn thận trịnh trọng vô cùng diệp phàm còn muốn nói điều gì nhưng bị nàng ngăn cản đôi mắt tràn ngập vẻ kinh định Diệp Phàm khẽ gật đầu, không nói gì thêm rồi lập tức tập trung vào hàng vũ kinh này. Tuy chỉ là một quyền của cổ kinh, nhưng quả thực rất bác đại tinh thâm. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người. Già thiên tập 52, Thần uy của Thánh thể Thái Cổ, Vạn Long xảo tuyệt thế thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tứ cực chỉ bốn cây cột trụ trời bốn phương trong truyền thuyết thần thoại. Tứ cực của thân thể chính là bốn chi, hai chữ sinh động này khái quát một bí cảnh. Khi tu thành không chỉ có được chiến lược không gì sánh nổi mà còn có đại đạo, phải tay chân nối liền thiên địa, tứ cực thân thể liên tiếp đại đạo, thông thiên triệt địa. Khúc dạo đầu của cổ kinh đã khiến hắn trầm mê, phía sau lại vô cùng khó tin, không ngờ có thể diễn sinh đại đạo, tiếp cận đại đạo, lực ấn hư không. Diệp phàm như si như ngốc. Hằng vũ kinh tứ cực quyền càng về sau càng khó có thể tưởng tượng khiến hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong đó cũng không biết qua bao lâu hắn mới ngẩng đầu lên sau đó hơi nhíu mắt những trang giấy này lập tức hóa thành cho tàn nhưng nội dung đã hẳn sâu trong thức hải hắn đại ca ca đã nhớ hết rồi chứ tiểu đình đình chân thành hỏi nhớ kỹ rồi đã làm khó xử đình đình diệp phàm xoa xoa đầu nàng nói tương lai ta sẽ đưa người một kiện binh khí do đại đế dùng thánh vật tạo thành ở lại nơi này mấy ngày diệp phàm với một loại kỳ nguyên tẩy rửa thân thể khương lão bá điều trị gân cốt cho lão khiến khí huyết lão cường thịnh hơn rất nhiều hiệu quả rất rõ ràng toàn thân khương lão bá như trẻ lại tinh khí thần sung túc trạng thái thân thể cũng tôn hơn rất nhiều khương gia không phải không có linh dược có thể kéo dài thọ mệnh phàm nhân tiểu đình đình cũng vụng trộm mang ra một ít nhưng khương lão bá vẫn cự tuyệt vì hắn sợ người đầu bạc tiễn người đầu xanh nội tâm hắn luôn sợ hãi tiểu đình đình chết non Diệp Phàm phải cam đoan, mãi sẽ tìm địa mệnh quả lão mới dần cờ đi khúc mắc. Diệp Phàm cảm giác được áp lực, tuy rằng mặt ngoài hắn rất nhẹ nhàng, nhưng hắn viết địa mệnh quả cũng như cổ thần dược, gần như đã tuyệt tích, không phải dễ tìm được như vậy. Thời tiết thật chán, đại tuyết đã diễn ra cả 7 8 ngày rồi mà chưa ngừng, bóc vực chúng ta quả là nơi lạnh tới khủng khiếp, ngoại trừ nguyên gia thì không sánh được bất cứ nơi nào khác. Ô, ta nhớ ra tử quán này, hình như là do lão già kia mở ra, nếu không chúng ta vào trong này kiếm chút đồ ăn thức nhắm, chốc nữa lại đi tiếp. Người nói lão già nào? Tự nhiên là lão già có đứa cháu đoàn mệnh kia chứ còn ai nữa. Diệp Phàm vừa nghe được mấy lời này lập tức khẽ động, các khớp xương toàn thân di chuyển, lập tức biến thành người khác. Ra ra người không cần tức giận. Tiểu đình đình sự khương lão bá giận dữ liền kéo cánh tay lão, cẩn thận khuyên giải. Được, hài tử, ra ra không tức giận, chỉ sợ người ủy khuất mà thôi. Khương lão bá xoa xoa đầu nàng nói đình đình không tức giận đâu chờ ta lớn lên trường sinh bất tử cho bọn họ xem tiểu đình đình đáp lại đúng lúc này đại môn bị đẩy ra mấy nam nhân liền đi tới đây mang theo một trận hàn khí ùa vào trong đó có một người lên tiếng ồ sinh ý không tồi loại thời tiết quỷ quái này mà còn có khách sao tiểu đình đình xoay người lại khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn nói nơi này không chào đón các người. hóa ra tiểu thiên tài đã trở về rất hiển nhiên những người này đều là con cháu khương gia tiểu đình đình thân là thái âm thể không thể sống quá vài năm lại không có thân nhân cho nên những người này căn bản không coi trọng bọn họ kiêng kỵ nhất chính là tốc độ tu luyện của tiểu đình đình càng lúc càng nhanh gần đây lại được một lão tổ tông của mạch thần vương khương thái hư yêu thích chúng ta chỉ là đi ngang qua đây ăn bữa cơm mà thôi không có ác ý gì cả một người cũng không để ý nói các ngươi đi đi hiện tại đã đóng cửa rồi tiểu đình đình nói nàng không muốn ra ra mình phải làm thức ăn đồ nhắm cho những người này mới giữa trưa mà đóng cửa gì được rồi chúng ta đi những người khác liền quay đầu đi ra ngoài một tiểu quỷ không sống thêm được vài năm nữa mà thôi có gì mà phải kiêng kỵ trong gió tuyết truyền ra thanh âm bọn họ nàng nếu nói lại cho lão tổ tông kia thì chúng ta nhất định phải chịu tội đó hãy kiềm chế đi lần này tấn công tử sơn vạn nhất có thể cứu được vị tổ tông kia ra thì tiểu nha đầu này sẽ thật sự biến thành một tiểu công chúa đó bằng vào thủ đoạn nghịch thiên của thần vương đại thành không chừng có thể xoay chuyển càn khôn giúp nàng cải mệnh phá giải ách nan thái âm thể gió tuyết gào thét âm thanh tiêu tán nhưng không qua bao lâu mấy người kia quay lại thần sắc diệp phàm khẽ động ngoài số này ra còn có một người quen chính là khương giật thần mặc dù qua đi mấy năm nhưng hắn chỉ liếc mắt cái đã nhận ra năm đó khi ở nam vực hắn bị kỵ sĩ khương gia đuổi giết ngàn dặm muốn mưu đoạt trọng bào trên người mình hắn biết rõ hết thảy những gì phát sinh trong trấn nhỏ nơi khương lão bá và tiểu đình đình từng cư ngụ khương giật phi và khương thải huyền lưu lại ấn tượng không tệ trong lòng diệp phàm nhưng tên khương giật thần này tâm ngoan thủ lạt lần đó thiếu chút nữa còn lấy mạng hắn qua mấy năm từ một thiếu niên 16-17 tuổi khương giật thần đã biến thành một thanh niên hơn 20, mặc một thân thanh y mơ hồ có chút kiêu căng dưới trướng hắn có một dị thú màu xanh hình dáng giống như hổ báo lông xanh rất dài vô cùng sạch sẽ tinh oánh như ngọc mà trên đầu nó có sinh ra một chiếc sừng nở rộ thần quang ngũ sắc con dị thú này đạp không mà đi chân không chạm tuyết các mặt đất chừng một xích thần tuấn bất phàm diệp phàm không đổi sắc thu thần nguyên của tiểu đình đình lại tiến nhập trong cơ thể bởi vì dị thú trên đường phố kia không tầm thường độc sừng của nó có thể cảm ứng thần vật năm đó cũng vì con dị thú này cảm giác được trí bảo trên người hắn cho nên khương giật thần mới sinh sát tâm và lòng tham khiến hắn suýt nữa mất mạng vào trong này uống chút rượu đi khương giật thần nhảy xuống tọa kỵ dùng sức đẩy cửa khiến gió lạnh cũng ùa vào chúng ta cũng muốn chọn nơi này nhưng bọn họ lại bảo đã đóng cửa rồi một người phía sau lên tiếng nhìn thoáng qua tiểu đình đình đang giữa trưa mà đóng cửa cái gì không muốn bán thì sao lại mở quán thanh âm khương giật thần lạnh lùng qua mấy năm không gặp mà hắn đã có được uy thế bất phàm thật là như thế nhưng bọn hắn lại không nên nói như vậy đây chính là tử quán của gia gia tiểu thiên tài trong gia tộc ta đó. Một người cười nói, nghe qua đã biết có chút muốn đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này, Khương giật thần mói nhìn vào trong phòng, lướt nhìn qua Khương lão bá và Diệp Phàm rồi nhìn về phía tiểu đình đình nói. Thì ra là các ngươi. Xin chào giật thần ca ca. Tiểu đình đình ngước khuôn mặt nho nhã lên nói, âm thanh giòn vang. Ừ. Khương giật thần thản nhiên đáp lại một tiếng, cũng không để ý nhiều mà ngồi xuống bàn, lật xem thực đơn, rồi bắt đầu gọi món. Giật tài ca ca, hôm nay chúng ta đóng cửa, không buôn bán. Ngay cả người của nhất mạch thần vương Khương Thái Hư, Khương giật thần cũng không có chút thân cận nào với tiểu đình đình, rất lãnh đạm, gần như coi là không nhìn thấy. Diệp Phàm nhìn thấy hết thảy, thầm than một tiếng, người này quả thiên tính bạc bẽo. Năm đó, ở chấn nhỏ nơi Nam vực tìm kiếm hai ông cháu Khương Lão Bá thì Khương giật phi và Khương Thải Huyền rất khách khí, cùng chân thành mà biểu hiện của khương giật thần lúc đó lại rất khinh thường nhìn thấy cái gì cũng khinh thị căn bản không để ý tới hai ông cháu này có thể tưởng tượng được sau khi tiến vào khương gia mấy năm qua hắn tuyệt không thân thiết gì với hai ông cháu vẫn luôn là như vậy khương giật thần liên tục gọi mười mấy món ăn buông thực đơn xuống nói được rồi ta gọi xong rồi mau làm đi chúng ta hôm nay không buôn bán tiểu đình đình nhỏ giọng nói không buôn bán thì mở quán làm gì Khương giật thần quét mắt nhìn nào một cái rồi, hướng về phía Khương lão bá nói. Còn không mau làm đi. Diệp Phàm thật muốn vào cho hắn một cái, người này có quan hệ huyết thống với Khương lão bá cũng không xa, nên kêu một tiếng ra ra thế mà hiện tại lại hô quát như quát người hầu. Tiểu Đình Đình biết rõ, không thể chọc vào Khương giật thần vì địa vị của hắn ở Khương gia rất cao, trong thế hệ trẻ, không có mấy người dám tranh phong với hắn. Khương gia chia làm hai đại hệ, một là thánh chủ nhất hệ, như mặt trời giữa trưa, một hệ khác chính là hậu nhân của thần vương khương thái hư mỗi người thực lực rất cường đại khương giật thần là hậu nhân khương thái hư có được một gia gia khó lường đồng thời hắn cũng có quan hệ gần gũi với người của thánh chủ nhất hệ ngoại trừ mấy người khương giật phi thì không ai trấn trụ được hắn giật tài ca ca tiểu đình đình nhỏ giọng nói nghiêm mặt nhìn hắn đừng gọi ta ca ca thần sắc khương giật thần lạnh như băng cắt đứt lời nàng rồi lại nói khương lão bá còn ngây ra đó làm gì chân tình là gì huyết thống là gì hết thảy không được hắn đặt trong mắt cả người hắn toát ra vẻ khinh thường mở quán chính là buôn bán rồi còn không mau đi có người phụ họa mau mau làm đồ ăn đi đây chính là việc kiếm tiền của các ngươi mà có người chêm vào tuy nhiên những người khác lại không dám quá phận thân phận bọn họ không thể bằng khương giật thần vạn nhất có vấn đề gì bị gia tộc trách phạt thì khẳng định sẽ đổ lên đầu bọn hắn được các ngươi chờ ta lập tức đi làm đồ ăn. Khương lão bá cũng kéo tay tiểu đình đình, không cho nàng nói thêm gì nữa, sợ cháu gái của mình bị ủy khuất. Bỗng nhiên, từ ngoài chấn nhỏ vang lên một tiếng thét dài, đám người Khương giật thần lập tức đứng lên, lao nhanh ra ngoài. Đình đình, lão bá, ta dẫn các ngươi đi thôi. Diệp Phàm vừa nhìn rõ hết thầy, trong lòng thật không bình tĩnh. Không được, tự tiện rời khỏi Khương gia là đại tội, sẽ bị đuổi giết khắp thiên hạ. Tiểu đình đình lắc đầu nói. Cũng may, ngoại trừ khương giật thần thì giật phi ca ca và thải huyền tỷ tỷ đối xử với ta tốt lắm tiểu gia hỏa này rất sáng suốt và lạc quan chỉ nhớ ký những người đối xử tốt với mình bỏ qua tất cả những người khác diệp phàm suy nghĩ một lúc khẽ gật đầu cũng không nói gì nữa hắn có rất nhiều biện pháp giải quyết vấn đề hai ông cháu này thật sự không được thì trực tiếp nói cho khương nghĩa đại khấu thứ chín là được đó là thân đệ đệ của khương chiết là thúc thúc của khương lão bá ta cảm thấy khương lão bá không thích hợp ở nơi này người của khương thái hư nhất mày không phải xây dựng cho ngài một tòa phủ đệ ở một đại thành chỉ sao gia gia bảo không quen cảm giác không được tự do tiểu đình đình đáp diệp phàm lập tức mỉm cười nói khương lão bá tuổi đã lớn sợ nỗi cô đơn tốt nhất là mời mấy lão nhân cùng tuổi đi vào nhất định cũng sẽ quen thôi trải qua khuyên bảo của diệp phàm khương lão bá gật đầu quả thật như lời diệp phàm người ta khi về già chắc chắn sẽ cảm giác cô đơn không muốn một mình ở trong nhà cao cửa rộng ngày đó tiểu đình đình mang theo khương lão bá rời đi nhanh chóng đi tới một tòa thành trì cung cấp miễn phí nơi ăn chỗ ở cho một ít lão nhân mẹ quá con côi họ đồng ý tự nguyện đi vào diệp phàm cũng không ra mặt hết thảy đều là tiểu đình đình làm hắn không muốn khiến người khác chú ý tới như vậy sẽ khiến hai ông cháu gặp phải phiền toái đại ca ca ngươi khi nào lại tới thăm đình đình tiểu đình đình mở to mắt lưu luyến không rời thời gian sẽ không quá lâu đâu ta sẽ thường xuyên tới thăm hai người Diệp Phàm xoa sao đầu nàng nói. Hắn ra thần nguyên đã phong ấn cho tiểu đình đình, cũng không ở lại nữa mà xoay người rời đi. Đại ca ca bảo trọng. Đôi mắt tiểu đình đình đỏ lên, đưa tay lên gạt nước mắt. Đình đình tu luyện cho tốt, ta sẽ tìm địa mệnh quả cho muội. Diệp Phàm nháy mắt đã biến mất tâm. Kỳ thật hắn cũng không rời khỏi nơi này mà vẫn hành tàu khu vực quanh đây. Hắn âm thầm cảm thán, tên Khương giật thần này tâm cơ thật rất sâu đậm, bên ngoài phủ đệ Khương lão bá còn bố trí người giám thị. Năm đó, khi phủ đệ này được xây dựng xong, những người này đã xuất hiện ở đây, ôm cây đợi thỏ, chờ hắn xuất hiện. Khương giật thần biết hắn có quan hệ với hai ông cháu, mơ hồ hiểu được hắn là thánh thể thái cổ, không đi ngoại giới tìm kiếm mà âm thầm bày ra một nước cờ. Mặc dù Khương lão bá không ở nơi này, nhưng phủ đệ này rất nổi danh, chỉ cần hỏi con cháu Khương gia là sẽ biết được. Tên Khương giật thần này đúng là nhớ mãi không quên được ta, chắc định chờ ngày ta cắn câu để cất lưới đây, thật là quỷ thần xui khiến khiến ta gặp được bọn người khương lão bá trước diệp phàm cười lạnh lưng đeo đà thần tiên đi vào một mảnh băng nguyên hắn đã biết rõ khương giật thần có một tòa hành cung bên ngoài tuyết lớn như lông ngỗng bay tán loạn thiên địa trắng xóa một mảnh diệp phàm ở phiến băng nguyên này lẳng lặng chờ đợi bảy ngày cũng không tiếp cận hành cung của hắn chỉ canh giữ ở con đường đi vào mà thôi ngày thứ chín từ xa xa xuất hiện mười mấy kỵ sĩ đều cười dị thú đang đạp tuyết lao tới người cầm đầu chính là khương giật thần còn lại đều là cao thủ, yếu nhất cũng đã là đạo cung tứ trọng thiên, có mấy người còn là tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm lộ ra chân thân, cũng không che giấu dung mạo, lưng đeo đà thần tiên, lặng lặng chờ bọn họ. Mặc dù xa cách mấy năm, dung mạo Diệp Phàm có thay đổi nhưng Khương Giật Thần chỉ liếc mắt đã nhận ra. Là ngươi. Thần sắc hắn hơi đổi. Đúng thế, là ta. Diệp Phàm vì tiểu đình đình và Khương Lão Bá quyết định lúc này sẽ ra tay. Ta hiểu được, người mà ta nhìn thấy trong tử quán hôm đó chính là ngươi nếu không phải là lâm thời có biến thì không phải hôm nay mấy mặt đối mặt hắc 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 hắn tâm ngoan thủ lạt tâm tư cũng rất linh hoạt lập tức có liên tưởng các ngươi lên đi giết hắn cho ta cũng đoạt lấy vạn vật mộ khí đỉnh cho ta lập tức bảy tám đạo thân ảnh đồng thời lao lên vây lấy diệp phàm lại một người là đạo cung tứ trọng thiên ba người là đạo cung ngũ trọng thiên ba người còn lại là tứ cực nhất trọng thiên diệp phàm không nói hai lời hôm nay hắn chờ ở đây là để chặn giết hai tay vẫn chắp sau lưng bình tĩnh nhìn thẳng sự chấn định như vậy khác xa với khuôn mặt còn chút non nớt của hắn giết bảy người đồng thời ra tay bảy thứ pháp bảo đồng thời tế ra quang hoa trói mắt uy áp kinh thiên hống diệp phàm đột nhiên hống lớn lai động cả bình nguyên xa xa tuyết sơn lập tức đổ xuống một mảnh như hồng thú gào rít vô cùng rung động mười mấy vạn năm qua thánh thể thái cổ tu tới đạo cung ngũ trọng thiên gần như chưa từng xuất thế hôm nay lại hiện một tiếng giống lớn như tiếng sấm rền rung động thiên địa phốc tên đạo cung tứ trọng thiên lập tức băng toái ba gã ngũ trọng thiên bị âm ba khủng bố này khiến rơi ngay xuống mặt đất toàn thân trắng bệch diệp phàm hóa thành một đạo kim quang sông lên tốc độ nhanh không lường được khiến người ta sợ hãi quyền đầu màu vàng vô kiên bất tồi không thể ngăn cản đánh nát tất cả các loại pháp bảo phốc 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 ba gã đạo cung ngũ trọng thiên bị ba quyền của hắn đánh nát trở thành huyết vụ hình thần câu diệt biến mất khỏi thiên địa diệp phàm bay lên bầu trời nhằm về một người trong ba gã tứ cực nhất trọng thiên hắn không rút ra đạt thần tiên mà chỉ bằng vào lực lương thân thể diệt sát bọn họ ầm 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 âm. âm thanh va chạm liên tiếp vang lên quyền đầu màu vàng của diệp phàm với khí thế nghiền áp không gì có thể chống đỡ xác sắc sắc, những kiện vũ khí của ba gã tứ cực nhất trọng thiên lần lượt hóa thành bột mịn mà ba người này cũng tứ phân ngũ liệt băng toái trên bầu trời ngươi khương giật thần và ba người còn lại vô cùng kinh ngạc gần như không thể tin vào hai mắt mình thánh thể thái cổ đạo cung ngũ trọng thiên chỉ có thánh địa mới bồi dưỡng ra được mười mấy vạn năm qua thánh thể thái cổ gần như không thể đột phá tới cảnh giới này được diệp phàm rất bình tĩnh lưng mang đà thần tiên đi nhanh về phía trước mỗi bước của hắn đều khiến cả băng nguyên dung chuyển uy áp thân thể thái cổ khiến lòng người như nứt ra có một cỗ áp lực mãnh liệt không gì sánh nổi ba tên các ngươi đều là tứ cực nhị trọng thiên tiến lên giết hắn cho ta khương giật thần kêu lớn ba người vừa động khương giật thần lập tức cười đầu dị thú hóa thành một đạo thanh quang lao nhanh về phía chân trời bỏ mặc mấy người mà chạy trốn thiên tính hắn tàn nhẫn cảm giác ba người không phải là đối thủ diệp phàm trực tiếp chạy trốn rất quyết đoán ông hư không dung chuyển thiên địa đều run rẩy trong đạo cung diệp phàm lao ra một đại đỉnh buông xuống huyền hoàng khí vạn trọng phóng đại cao tới tám thước lập tức nó liền lao ra ngoài nháy mắt đuổi theo khương giật thần ầm một tiếng trước đỉnh liền ép hắn xuống băng nguyên ba gã tứ cực nhị trọng thiên lập tức biến sắc không chiến mà chạy phân ba đường lao ra ầm ầm diệp phàm ném ra kim cương trác loại vũ khí này uy lực kinh thiên động địa lập tức khiến băng nguyên phía trước sập xuống băng tuyết tan biết đại địa băng nát tên tu sĩ chạy về phía đó cũng không kịp hừ lạnh một tiếng bị kim cương chắc đánh tan nát ngay cả huyết vụ cũng không kịp lưu lại hoàn toàn dập nát thành cho bụi xích diệp phàm lại tế ra long văn hắc kim thánh linh kiếm một đạo ô quang xé rách thiên địa hóa thành một con chân long ngừng đầu giống lớn nháy mắt vọt về phía một tên khác phốc long văn hắc kim thánh linh kiếm xẹt qua tất cả thủ đoạn phòng hộ của tên kia lập tức tan nát bị xuyên qua hết hắn chết cũng không thể sáng mắt một thanh tiểu kiếm màu đen dài chưa tới một tấc đã xuyên qua mi tâm, lưu lại một lỗ máu, ngay sau đó, từ thân thể hắn xông ra ngàn vạn đạo kiếm quang. Ầm. Trong khoảnh khắc, cả người hắn bị kiếm quang xé tan nát, không lưu lại một chút gì. Cùng lúc đó, Diệp Phàm tự mình đuổi theo tên còn lại, hắn hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, phá nát trường không, nháy mắt đã đuổi kịp. Người này cũng dũng mãnh, xoay người lại, sử xuất toàn bộ thực lực, thông thiên triệt địa, phát ra tám hư thân như thần linh, tế ra mười mấy kiện vũ khí công kích trời cao cũng bị chấn động khắp băng nguyên dung chuyển nhưng hết thảy đều là phí công tốn sức dù thanh thế của hắn rất mạnh chiến lược kinh người nhưng gặp phải thánh thể thái cổ đạo cung ngũ trọng thiên thì nhất định phải nuốt hận diệp phàm cầm đà thần tiên trong tay dùng nhất khí phá vạn pháp đánh xuống phá vỡ hết thảy âm thanh đinh tai nhức óc vang lên không dứt tất cả đều bị phá toái a à, tên này hét lớn tóc tai bù xù như lâm vào điên cuồng phốc diệp phàm đánh tới một tiên tất cả âm thanh câu tịch trong thiên địa chỉ còn lại gió tuyết tất cả địch nhân đều hóa thành cho bụi đây là thánh thể thái cổ đạo cung ngũ trong thiên đã vô cùng khủng bố chiến lược kinh thế trừ khi gặp được một đời đại đế lúc còn trẻ bằng không cùng dai khó gặp được đối thủ kim cương trác long văn hắc kim thánh linh kiếm toàn bộ chìm vào trong cơ thể diệp phàm đồng thời vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động đánh rơi khương giật thần ra ngoài người dám đi vào địa vực khương gia ta giết ta sao hắn sinh ra một tia sợ hãi bạn đang xem giả Thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Diệp Phạm khẽ nở nụ cười, vô cùng sáng lạn nói. Hai đại thánh địa ta đều dám đắc tội, giết người thì tính là cái thá gì? Còn nói chuyện dám hay không làm gì? Băng nguyên rét lạnh, trắng xóa một mảnh, lạnh tới thấu xương, mình mông bắt ngát vẻ tươi cười trên mặt diệp phàm thật sáng lạn như một mặt trời ấm áp trong bầu trời đầy tuyết nhưng ở trong mắt khương giật thần thì khuôn mặt này vô cùng đáng sợ đáy lòng hắn sợ hãi ngay cả là ở trong băng thiên tuyết địa lạnh lẽo mà vẫn toát mồ hôi đối phương muốn tiêu diệt hắn thì ở phiến băng nguyên hoang vắng này căn bản không có ai có thể cứu được hắn dù thân phận bất phàm hơn nữa cũng vô dụng mà thôi ông hư không kịch chấn khương giật thần tế ra một thanh thiên la tán mở ra một vòng trời ép xuống phía diệp phàm diệp phàm ung dung từng bước tiến tới như không thấy ma tán màu đen này bước thẳng về phía khương giạt thần choang khi thiên la tán ép tới người diệp phàm chỉ huy quyền đánh lên thiên la tán lập tức bị đánh tan ma tán biến thành mảnh nhỏ lôi điện thuận biến sắc thánh thể thái cổ không ngờ lại cường đại như vậy chỉ nhấc tay đã có thể phá hủy pháp bảo còn có gì có thể kháng cự được ngày xưa chỉ một mệnh lệnh đơn giản của hắn gần như đủ giết chết diệp phàm nhưng hiện tại đối phương lại tạo cho hắn một áp lực cực lớn khiến hắn hiểu được sự đáng sợ của việc bị dày vò. So với lập tức đánh chết còn khó chịu hơn, giờ khắc này, hắn bị sự sợ hãi cực độ tra tấn. Keng keng keng, vạn kiếm tể minh, ngàn vạn đạo kiếm quang chiếu rọi khắp băng nguyên sáng lạn trói mắt, mỗi đạo dài hơn 10 thước, rất thô to. Thần mang mãnh liệt xuyên qua cả hư không, bao phủ lấy Diệp Phàm. Đáng tiếc, hết thảy vẫn vô dụng như cũ, Diệp Phàm căn bản không cần ngăn cản, chỉ phát ra kim quang của thánh thể thái cổ cũng đủ khiến tất cả tan biến, như một vầng thần dương chói mắt hắn tóc đen khẽ bay múa ánh mắt sáng quắc có một cỗ khí chất xuất trần được hào quang màu vàng bao phủ như một thần linh hành tàu dưới nhân gian ngươi khương giật thần nhìn thấy một màn này lại càng sợ hãi địch nhân đạp tuyết mà tới vô cùng ung dung tự nhiên không thể ngăn cản đối với hắn là một sự tra tấn rất khó tả hắn ném ra một cái từ hồ lô màu tím vàng từ khí trùng tiêu khiến cả phiến băng tuyết đều bị nhuốm thành màu tím nhanh chóng phóng đại như một tòa núi nhỏ áp xuống. Chiếc hồ lô này thật không tầm thường, là ra ra hắn tự tay luyện chế thành, vô cùng cường đại, Diệp Phàm vẫn như cù, ung dung đánh ra một trường. ầm, hồ lô lớn, như ngọn núi này, khiến cả bang nguyên run rẩy, nhưng lại bị một trường của Diệp Phàm bắt được, trên bàn tay của hắn lóe lên một mảnh hào quang tím vàng. Khương giật thần thét lên một tiếng, thần thức của hắn trên hồ lô này lập tức bị xóa bỏ, bảo bối cũng đổi chủ. Chiếc hồ lô này hóa nhỏ lại chỉ cao ba tấc, xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Phàm, tinh oán trong suốt, tử quang lưu động. Ba vấn đề, một là Khương gia có có người nào muốn hại Tiểu Đình Đình không? Thứ hai là gia gia người có có địa vị tương đương với thánh chủ Khương gia không? Thứ ba là thứ mà Khương gia dùng hàng vũ lô trấn áp rốt cuộc là gì? Diệp Phàm nhẩn miệng, đưa ra ba vấn đề. Toàn thân Khương giật thần ướt đẫm mồ hôi, hắn biết Diệp Phàm tuyệt đối là cố ý khiến hắn thể nghiệm loại sợ hãi vì tử vong uy hiếp này. Dù chỉ mấy năm, nhưng đối phương đã hoàn toàn trưởng thành, không còn là một thiếu niên non nớt chỉ tùy tiện phái ra vài tên kỵ sĩ đã có thể giết bỏ hiện tại thánh thể thái cổ đã tu tới đạo cung ngũ trọng thiên dựng thân trong tuyết nhưng kim quang bao phủ như tiên vương lâm trần đủ đứng ở trên cao nhìn xuống hắn khương giật thần biến sắc không nói được lời nào hắn biết đối phương là muốn giết hắn dù trả lời như thế nào cũng đều khó có thể thoát chết được diệp phàm từng bước tới gần như thiên địa hợp nhất có một loại hòa hợp với tự nhiên đáng sợ mỗi bước của hắn đều khiến mặt đất rung chuyển khương giật thần bị áp bách khiến hít thở không thông cuối cùng phun ra một búng máu tươi giờ khắc này toàn thân hắn hư thoát cả người vô lực lập tức ngã xuống mặt đất ha 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 diệp phàm cười lớn thần sắc khương giật thần tái mét cảm giác được một loại sỉ nhục còn khó chịu hơn cả giết hắn thiếu niên mà mấy năm trước hắn còn miệt thị thì lúc này đã nắm sinh tử của hắn trong tay soát hào quang trọt nhoáng lên Diệp Phàm dùng chính chiếc hồ lô màu tím vàng của Khương Giật Thần vừa rồi thu hắn vào, hoàn toàn phong ấn bên trong. Hắn không muốn hoàn toàn trở nên quyết liệt với Khương gia, gia gia người này rất có lai lịch, có thể tranh phong với Thánh chủ, trước mắt không nên quá tuyệt. Hắn sợ những đại nhân vật kia dùng thủ đoạn, đặc biệt phát hiện ra cho nên tạm thời lưu tính mạng hắn lại, hết thảy đều chờ xem tương lai như thế nào mới tính tiếp. Diệp Phàm thu lấy chiếc đỉnh, bên trong còn có một con dị thú, trên đầu sinh ra một chiếc ngọc sừng ngũ sắc có thể cảm ứng sự tồn tại của linh bảo loại dị thú này gần như đã tuyệt diệt vô cùng quý hiếm hắn không đánh chết vì tương lai chắc sẽ có chỗ dùng tới cuối cùng cũng phong ấn trong hồ lô còn mấy tên tùy tùng kia hắn không lưu lại một thứ gì bất kể là pháp bảo hay dị thú đều bị tiêu diệt sạch sẽ diệp phàm xử lý xong tế gia huyền ngọc thai trực tiếp vượt qua hư không mà đi không lưu lại chỗ này lâu bóc vực vô cương mười vạn dặm bị băng phong trăm vạn dặm có tuyết rơi không ngừng vượt qua hư không diệp phàm rốt cục về tới hạo chậu cũng là nơi trương ngũ gia trùng kiến thạch trại trên mặt đất là một mảnh băng tuyết nơi này cũng không có gì khác bị tuyết trắng bao phủ hơi thở vừa phun ra lập tức kết thành băng tiết ha 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 tiêu diệp tử người rốt cục đã trở lại ta đã nghe được hành vi của người ở thần thành thật sự là kinh thế đồ phi xuất hiện đầu tiên lên tiếng hắn ở ngay trong thạch trại nhận được tin tức do lý hắc thủy từ thánh thành truyền tới biết Diệp Phàm đã sớm rời đi từ một tháng trước cho nên vẫn chờ nơi này. Ha ha ha! Diệp Phàm cũng cười lớn, cảm giác vô cùng thân thiết. Đi đi đi, Hoan nói, hôm nay không sai không về. Đồ Phi cười nói. Hắc Hoàng chạy đâu rồi? Diệp Phàm hỏi, hắn có thể ở Thánh Thành yên tâm hào đồ chủ yếu là do Đồ Phi xả mạo hắn và Hắc Hoàng đi cướp bóc xung quanh, khiến thiên hạ để ý. Con chó chết kia mỗi lần chạy đi cũng mất mấy ngày, cướp bóc khắp nơi, không biết cán biết bao người nữ đệ tử các thánh địa còn coi nó là con chó háo sắc nữa cái tên khốn nạn diệp phàm cũng không biết phải nói gì cho phải đi thừa dịp con chó này còn chưa về chúng ta đi ăn thịt chó thôi trời rét thế này thịt chó là ngon nhất uống thêm vài chém rượu lâu năm thì đúng là sướng như tiên trong phòng ấm cúng lò lửa rất lớn không lâu sau đã có mùi thịt chó mê người bay ra diệp phàm đồ phi và trương ngũ ra ngồi quanh bếp lửa không ngừng chạm cốc ăn nhiều tới độ đầu đổ cả mồ hôi sau đó không lâu vương xu nhị lãng tử cũng chạy tới cùng nhau uống rượu ăn thịt chó vô cùng hào hứng bọn họ không ngừng nâng chén kể chuyện cũ diệp phàm cũng không giấu giếm nói hết những gì đã trải qua khiến mấy người không ngừng kinh thán diệp tiểu ca khi nào thì mang chúng ta đi thánh thành kiến thức một chút vương xu và nhi lãng tử rất hâm mộ đồ phi nói thần thần là một nơi quanh năm đều như mùa xuân so với nơi lạnh giá như chúng ta thì thích hơn rất nhiều ta cũng muốn tới đó cho qua mùa đông đột nhiên mọi người cảm giác không ổn một cỗ sát khí thấu xương ngập tới các ngươi đang ăn thịt gì đại hắc cẩu không biết đã trở lại từ lúc nào thịt lừa đồ phi liền nói đúng là thịt lừa còn có một ít thịt dê nữa nhị lãng tử bên cạnh nhỏ giọng thêm vào đại hắc cẩu nghiêm mặt nhe răng nhếch miệng lộ ra ánh mắt sát nhân ta đi lấy thêm ít củi lửa không to lắm nữa. Trương Ngũ Gia là người đầu tiên muốn rời đi. Ta đi lấy thêm ít thịt dê. Vương Xu cũng muốn chạy. Đây là thịt lừa, không tin ngươi nếm cái biết liền. Đồ phi chuột dạ. Gâu. Đại hắc cẩu nhảy tới, cả căn phòng là một mảnh đại loạn, tiếng chó sủa và người kêu thành một mảnh hỗn loạn. Qua chừng nửa canh giờ mọi thứ mới trở lại bình thường, lần này lại được thay bằng thịt lừa thật, đồng thời còn đặc biệt nướng cho đại hắc cẩu bốn con dê vàng dục nó mới chịu yên ổn ngồi ăn bổn hoàng vì yểm trợ cho người mà dãi nắng dầm mưa ngậm đắng nuốt cay hừ hừ đồ phi nghe nó nói vậy lập tức bĩu môi nói con chó ngươi nói vậy mà không biết xấu hổ trên danh nghĩa lại yểm trợ cho diệp phàm thực tế lại cướp bóc cho chính mình quả thực là một tên tội phạm cướp của còn đi xung quanh kêu gào thu nhân sùng mỗi lần không phải đều là ta giúp ngươi giải quyết hậu quả đó sao gâu một người một chó vừa ăn vừa kêu la người rốt cục thu được mấy nhân sùng Diệp Phàm hỏi Đại Hắc Cầu. Từ mấy thánh đại có bắt được bảy tám người nhưng chúng quá yếu ớt, kết quả hỏng hết, thật sự tố chất tâm lý còn quá kém. Đại Hắc Cầu khinh thường lắc đầu. Ta! Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, con chó này thật quá đáng, dù thần kinh có vững tới mấy, nhưng bị một con chó bắt làm nhân sùng thì cuối cùng cũng điên mà thôi. Con chó này đúng là một mầm mống gây chuyện. Đồ Phi ở một bên nói. Gâu! cuối cùng diệp phàm lấy ra một khối thần nguyên lớn bằng nắm tay ném cho nó ánh mắt nó lập tức sáng bừng lên lao ngay tới nước miệng suýt nữa thì trào ra hắn tổng cộng còn lại ba khối thần nguyên như vậy một khối cho tiểu đình đình khối này cho đại hắc cầu sau đó diệp phàm đưa khối cuối cùng cho đồ phi thần nguyên hiếm có lại có các loại tác dụng thần diệu các thánh địa đều rất khao khát gâu đại hắc cầu vô cùng tham lam cất đi khối của mình lại bắt đầu có ý đồ cướp khối của đồ phi con chó người dám cắn ta đại chiến người chó lại bùng nổ thiếu chút nữa khiến cả căn phòng này lần nữa bị lật tung lên diệp phàm vất vả lắm mới khuyên can được nhưng đồ phi cũng bị cắn cho hai phát ta thu được một con linh thú diệp phàm thả con kỳ thú khương giật thần làm tọa kỵ kia ra bổn hoàng muốn đại hắc cầu liền lên tiếng nước miếng cũng trào ra người cưỡi sao diệp phàm là muốn đưa cho đồ phi nhưng nó lại tham lam Chân thú tầm bảo không phải để cưỡi mà dùng nó để tìm bảo bối. Đây là tọa kỵ của đệ tử trọng yếu Khương Gia, không thể để lộ ra được. Diệp Phàm cảnh cáo. Ta trước nuôi nó đã, không có nhân sùng thì trước thu thú sùng. Diệp Phàm rốt cục nhận ra thứ gì tốt cũng không thể đặt trước mặt con chó tham lam này được, nếu không nó sẽ tìm mọi cách cướp đoạt. Sau đó, Đồ Phi nói tới việc gần đây có một cường già trẻ tuổi thần bí quật khởi, đuổi giết môn đồ thánh địa, khiến các thánh tử cũng phải rất chú ý bổn hoàng biết đó là ai hai ngày trước ta đã gặp rồi đại hắc cầu nói người gặp rồi sao là ai diệp phàm kinh ngạc là một tên hỗn đản giống như ngươi không lộ hình dáng sau lưng có một cây côn may mắn cái mũi bổn hoàng thật tốt còn nhớ rõ mùi của hắn con chó mau nói lấy thêm một khối thần nguyên nữa ra đây bổn hoàng sẽ nói cho ngươi con chó chết tham lam diệp phàm ra tay hướng nó chụp tới đạo cung ngũ trọng thiên Đồ Phi dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn thấy vô cùng khiếp sợ. Cảm giác như là một con man long đã thức tỉnh, khí huyết dồi dào khiến lòng người kinh hãi. Được rồi, ta nói cho ngươi, là cái tên, bàng bác. Cái gì, bàng bác, hắn đi ra sao? Diệp Phàm kinh hỉ nói. Đi vào thế giới này, hai người ở chung không đủ một năm đã tách ra. Hắn ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Giờ phút này, đại hắc cầu chỉ nhìn theo bàn tay màu vàng của hắn mà chảy cả nước bọt miệng nói thánh thể một khi tiến vào tứ cực bí cảnh thì máu cũng là linh dược tương lai con chó chết ngay cả ta mà ngươi cũng dám có ý đồ diệp phàm tát cho nó một phát rồi nói nói mau bằng bác ở đâu hôm trước khi cha gặp hắn thì hắn đang đuổi giết tên thánh tử dự khuyết của diêu quang đại hắc cầu nói đồ phi tán thường mãnh nhân như vậy phải kết sao mới được diệp phàm tâm trì thần động bàng bác rốt cuộc tu luyện thành công sau khi đi ra hắn tin rằng sẽ nhanh gặp lại vì hắn biết bảng bác ra tay là vì hắn ngũ gia lần này ta thiếu chút thạch khí diệp phàm nói với trương ngũ gia hắn hy vọng có thể có thu hoạch thử thần tàng do nguyệt tế sư lưu lại hắn vô cùng cung kính lão nhân này có thể đi tới hôm nay hoàn toàn dựa vào nguyên thiên thư của gia tộc lão nhân nếu không tu luyện rất khó có tiến cảnh hắn không cho trương ngũ gia thần nguyên là vì lão không dùng được mà cho rất nhiều dị nguyên khác đủ cho mọi người thạch trại sử dụng phá đi ta cũng muốn nhìn xem rốt cục có thứ gì Trương Ngũ ra gật đầu. Còn mở, đừng cắt ra một độc quả nữa đó. Đại Hắc Cẩu sen mồm vào. Con chó chết ngươi còn không biết xấu hổ sao mà đề cập tới chuyện lần trước ngươi có biết đó là gì không? Ngươi cắn một phát mất mười mấy vạn cân nguyên đó, đó chính là nhân nguyên quả. Gâu! Đại Hắc Cẩu lập tức nhảy dựng lên, thần sắc vô cùng giật mình. Tên bại gia tử ngươi. Đồ Phi sau khi nghe chuyện cũng tức điên người. Đại Hắc Cẩu nghẹn họng nói ngươi là nói độc quả hôm trước hại chết ta chính là nhân nguyên quả có thể gia tăng thọ mệnh mà những nhân vật cấp thánh chủ cũng thèm khát sao chính là loại quả này diệp phàm nói đại hắc cầu nghe được câu trả lời khẳng định lập tức quay đầu chạy như bay ra ngoài lao nhanh về phía thành liêu trong băng tuyết đuổi theo con chó này thật đáng chết lại muốn đoạt bảo diệp phàm giận tím mặt nhanh chóng lao ra đám người đồ phi cũng trực tiếp đuổi theo gâu làm người phải phúc hậu nhiều thần tàng như vậy phải phân cho ta một nửa. Đại Hắc Cẩu nói. Biến, không nói chuyện với ngươi. Làm người phải phúc hậu. Con chó chết ngươi từ trước tới nay có phúc hậu không hả? Diệp Phàm đá cho nó một phát. Một đống thạch khí thoạt như rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt, nhưng rất khó tưởng tượng đây là do một vị nguyên thiên sư lưu lại. Hy vọng có thể cắt ra một số thứ đặc biệt. Diệp Phàm tự nhủ. Hắn cũng không nóng lòng ra tay, không lâu trước hắn tu thành nguyên thiên thần giác, cảm thấy hiện tại chỉ quan sát hẳn cũng nhìn ra thứ gì đó. Đây chính là thần tàng nguyên thiên sư lưu lại, khẳng định còn quý báu hơn nhiều so với kỳ thạch giá trên trời của thánh địa. Trong lòng hắn vô cùng chờ mong. Đây là thần tàng nguyên thiên sư lưu lại sao? Đồ phi vô cùng giật mình, tuyệt đối không ngờ tới một khối đá lớn bình thường trên mặt đất lại có lai lịch lớn như vậy. Đây không chỉ có bảo tàng, mà tuyệt đối có thể dùng hai chữ thần tàng để hình dung. Đại hắc cầu gần như vô lại, nằm sấp nơi đó, đè lên một đống thần khí nói thế nào cũng không chịu đứng lên diệp phàm ý hiếp nói ngươi đừng có ở chỗ này làm vướng chân ta ở thần thành đã gặp quá thạch vương không chừng nơi này cũng có nếu dấu rằng là có thứ gì cổ quái ngươi nằm lên như vậy trước cũng không có gì hay ho cả thạch vương tính là cái gì ngay cả vương của các chủng tộc thái cổ ta cũng từng nhìn thấy rồi đại hắc Cầu chẳng hề để ý nói ngươi sổ cái gì đó đồ phi không tin trong lòng diệp phàm thật ra lại hơi động đại hắc cầu tuyệt đối là từ trong tử sơn đi ra lai lịch của nó cũng bị hắn đoán ra đôi chút hắn nghĩ tới các đại thánh địa và bách giáo trung châu bắt đầu phát động một lần hành động quy mô nhất dùng tới thánh binh cực đạo tấn công tử sơn không khỏi hỏi hắc hoàng người tin tưởng tử sơn không sao chứ yên tâm đi không ai có thể thu được cái gì đâu dù bọn họ có thể đi vào nhưng ta dám nói nhất định sẽ tổn binh hao tướng chật vật chạy ra thôi thần vương khương thái hư đang ở trong tử sơn Ngươi cho rằng có thể cứu ra được không? Hắn tiếp tục hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Ta làm sao biết được? Ta còn chưa tới tử sơn đâu đó, Mau mở thân tàng đi. Đại Hắc Cẩu cố ý nói sang chuyện khác, không chịu nói thêm gì nữa. Cuối cùng, Diệp Phàm lấy mấy chục kiện thạch khí đưa vào trong phòng, ngồi bên lò lửa xem xét. Trương Ngũ Gia cũng không bình tĩnh, ở bên cạnh quan khán, Vương Xu và Nhị Lăng Tử lại rất kích động, liên tiếp chà chà tay, nóng lòng muốn thử diệp phàm vận khởi nguyên thiền thần giác hai mắt bắn ra hai đạo tử mang kiểm tra từng thứ một những thẻ khí này bình đạm vô kỳ nhưng sau khi dùng nguyên thiền thần giác quan sát thì liền phát giác ra đều không bình thường thạch liêu thái sơ cấm khu diệp phàm giật mình ngày thường không nhìn ra những tảng đá này có gì đặc biệt một khi dùng nguyên thiền thần giác kiểm tra thì liền cảm giác được khí tức đặc hữu của thái sơ cấm khu hắn liên tiếp quan sát hai khối đá cảm thấy bên trong đều trống không nhưng khi nhìn sang khối thứ ba hai mắt liền sáng lên nói khối này có thần nguyên đại hắc cẩu không ngồi yên nói để ta xem cho ngươi xem chẳng khác nào mỡ trước miệng mèo có đi không có về tiểu tử ngươi nói chuyện thật khó nghe đại hắc cẩu căm giận vô cùng chẳng lẽ không đúng sao diệp phàm cười cười nói cho ngươi cũng được nhưng không được có ý đồ với những khối thạch khí khác được không thành vấn đề đại hắc cẩu khảng khái đáp ứng lai lai nhị lang tử bên cạnh nói đồ đệ, giúp ta mở ra. Nó từng chỉ điểm nhị lang tử và vương su tu luyện, hiện giờ khoác lác sai khiến người ta. Giác, nhị lang tử trực tiếp vỗ một phát, căn bản không kiên nhẫn bóc từng chút một. Đại hắc cầu nhếch miệng, đau lòng giận dữ nói. Ngươi kiềm chế chút, bên trong có thần nguyên, nếu hồng thì ta ném ngươi vào cổ quáng thái sơ đó. Nó nhanh nhanh phủi đi đá vụn, tìm kiếm thần nguyên. Một chút thần quang mãnh liệt bán ra, sáng loà trói mắt, khí tức thần thánh liền ập tới nhưng đại hắc cầu lại vô cùng khó chịu tiểu tử ngươi đây là lừa gạt ta khối thần nguyên này quá bé còn không bằng hạt đậu nữa đây chính là một hạt thần nguyên rất bé tuy rằng quý báu nhưng những người nơi này đều đã thấy qua những khối lớn bằng nắm tay cho nên không phải giật mình như thường nhân đột nhiên thần sắc đại hắc cầu bị kiềm hãm thu lấy thần nguyên từ trong khối đá vụn còn lấy ra một súng lông ma màu hồng nhìn rất đẹp đẽ như nhiễm máu vậy có chút khí tức bi thảm rất dọa người trương ngũ gia vô cùng kinh hãi trượt ngây người liên tiếp lui ra sau mấy bước suốt nữa té ngã xuống mặt đất sắc mặt trắng bệch vương xu và nhị lăng tử đi tới gần đỡ lấy lão nói ngũ gia ngày sao vậy diệp phàm cũng cả kinh đi tới nâng lão nhân đứng thẳng nói bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sệt phim viết liền không giấu nhé lão nhân gia có chuyện gì sao? Đồng thời, hắn cũng tiếp lấy rúm hồng mau kia, lập tức nhíu mày. Trong khối đá sao lại có thứ này được? Hắn ở thạch phường từng nghe được một ít truyền thuyết rằng trong cổ quáng có nguyên thần, nguyên quỷ, có nguyên ma, ngẫu nhiên sẽ lưu lại giấy vết trong những khối thạch liêu. Không được phá vỡ, mấy thứ này không được đụng vào. Đôi môi trương ngũ ra run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói. Lão gia, rốt cục sao lại vậy? Đồ phi hỏi. Các ngươi chờ đây, ta đi lấy thứ tổ tông lại đối chiếu với hồng mo này xem sao trương ngũ ra được vương du và nhị lăng tử dìu đi vào phòng trong rất lâu sau lão mới đi ra trên tay mang theo một hộp ngọc tuyệt đối là cổ ngọc nhan sắc cũng có chút vàng ố ảm đạm đây là thứ gì đồ phi khó hiểu hỏi thần sắc trương ngũ ra nghiêm trọng bên trong không có gì quý giá mà chỉ có mấy bộ lông rúm gió màu đỏ nhìn rất kinh người mấy rúm lông này giống y như thứ trong đống thạch khí cắt ra chỉ là thời gian quá lâu mà màu sắc đen đi mà thôi. Những thứ này, đồ phi nghi hoặc khó hiểu nhìn trương ngũ ra. Đây là thứ duy nhất lưu lại ở cái đêm nguyên thiên sư biến mất. giọng nói trương ngũ ra run run. diệp phẩm nghe qua một ít chuyện cũ của nguyên thiên sư, lúc tuổi già rất không bình thường, có thể nhìn thấy những thứ rất kỳ diệu mà người khác không thể thấy được. ở cái đêm hắn rời đi, bên ngoài nổi lên một con toàn phong hồng mao, có một sinh vật đáng sợ nào đó kêu gào suốt một đêm. thanh âm đó thê lương mà bi thảm truyền xa hơn 10 dặm khiến người ta phải sờn tóc gái. Trong đêm đó, có một đứa trẻ 4 tuổi ở cạnh Nguyên Thiên Sư lúc đó bị dọa thành si ngốc, phải hơn nửa năm sau mới trị liệu tốt. Theo lời hắn nói, đêm đó hắn thấy một bàn tay tổ ra tràn ngập hồng mau, còn nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ có một sinh vật hình người đi lại. Khi hắn quay đầu lại thì thì sơ tổ đã biến mất vĩnh viễn. Tà quái như vậy sao? Đồ Phi vô cùng kinh ngạc. Hắn biết rõ sự cường đại của Nguyên Thiên Sư, có thể nói là kỳ nhân trên thế gian, nguyên thuật đạt tới đăng phong tạo cực tiếp cận đại đạo có khả năng thông thiên triệt địa ngay cả các đại thánh chủ cũng không làm gì được nhưng mà khi bọn họ về già lại không bình thường không thể tự chủ được rốt cuộc đã xảy ra điều gì ánh mắt đại hắc cẩu cũng lóe lên đang cân nhắc thật cẩn thận mãi sau mới nói nguyên thiên sư lúc về già lại không bình thường như vậy diệp phàm ngồi xổm xuống bắt đầu khôi phục lại thạch khí giật mình phát hiện trong tảng đá này thần nguyên ban đầu phải lớn bằng đầu người mới đúng bị thứ gì ăn mất còn không phá hỏng lớp đá bên ngoài mà làm mất đi thần nguyên bên trong sau khi biết điều này không chỉ có hắn giật mình mà tất cả mọi người đều biến sắc ta đã nói rồi những thứ nguyên thiên sư lưu lại không thể bình thường được nhưng lại bị sinh vật nào đó phá hủy rồi vương xu cam giận nói thần sắc diệp phàm ngưng trọng không nói gì thêm mà phá tiếp hai khối thạch khí được hắn phán đoán bên trong có thứ quý hiếm ra khối đá như cối đá kia không có gì nhưng cái chảy đá lại không tầm thường ở trung tâm có một thạch quả cái này rất hiển nhiên tinh khí của nó đã hết sau đó hoàn toàn hóa đá quy thành phàm vật đây là loại quả gì cũng không phải phàm vật đáng tiếc tinh hoa đã bị hút hết tất cả mọi người cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề các kỳ chân nguyên thiên sư lưu lại đều đã bị thứ gì đó nhanh chân lấy hết mất hai tử không nên cắt thêm nữa nhưng thạch khí này đã lây dính lực lượng ma tính ta sợ ngươi cũng giống như tổ tiên lại phát sinh chuyện không bình thường trương ngũ gia khuyên nhủ sắc mặt rất không tốt không sao hẳn là cái đêm ở vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì đó thời gian qua lâu như vậy thì dù có gì lưu lại cũng đã sớm tan biến rồi diệp phàm lắc đầu người không hiểu được ý tứ của ta ta sợ ngươi lại lây dính loại khí tức đó tương lai sẽ gặp phải điều không may giống như tổ tiên ta trương ngũ gia run giọng nói nhiều khả năng nguyên thiên sư lúc về già đã tự mình xảy ra dị biến hay là rước lấy điều gì cuối cùng là đi tới nơi nào đồ phi tự nhủ rồi nói tiểu diệp tử ngươi thật sự phải cẩn thận một chút nguyên thiên sư đều là kỳ nhân cuối cùng vẫn khó có thể thoát khỏi số mệnh đáng sợ ta không sợ tương lai ta thật muốn xem sẽ có chuyện gì đáng sợ phát sinh trên người mình lời này vừa ra căn phòng đột nhiên xuất hiện một cỗ âm phong những sợi lông màu đỏ kia như bị một cỗ lực lượng đáng sợ thổi lên dính vào người hắn nhìn thấy một màn này dù là đại hắc cầu cũng tròn mắt cảnh giác nhìn bốn phía không thể nào hiện tại lại động đến ngươi đồ phi giật mình đôi môi trường ngũ già run run nói số mệnh tổ tiên loại ách nan này lại xảy ra sao thân thể diệp phàm khẽ chấn động phát ra thần quang rực rỡ hắn như một tiên lô vĩnh hằng nóng cháy vô cùng khí huyết như biển như một con chân long thức tỉnh tất cả số hồng mao đều dập nát hóa thành cho bụi rơi xuống toàn thân diệp phàm không nhiễm chút bụi nhỏ nào ta đúng là không tin tà ma tương lai thật muốn nhìn xem sao hắn vừa rồi cảm giác được một cỗ lực lượng khó hiểu muốn xâm nhập vào trong thân thể hắn nhưng lại bị thánh thể bài xích luyện hóa sạch sẽ các ngươi lui xa một chút những khối đá này hẳn còn sót lại một ít cổ quái tuy nhiên chúng không làm gì được ta đâu diệp phàm nói diệp phàm liên tục mở ra mấy khối thạch ma bên trong đều trống rỗng không có thứ gì cả nguyên thiên sư lưu lại tuyệt đối là thần tàng bên trong những tảng đá này cũng không bị hút đi tinh hoa sao lại trống không đồ phi khó hiểu Trương Ngũ Gia nói. Tất cả thạch khí trong thạch trại đều ở nơi này, cũng không phải tất cả đều ở nhà ta, để ta chọn một chút đi. Trương Ngũ Gia dựa theo trí nhớ, chọn ra mười mấy kiện thạch khí, đều là chảy đá, thớt đá, cối đá, những vật dụng hàng ngày. Diệp Phàm mở ra những khối đá này, quả nhiên đều là trống không, không có thứ gì cả. Đây là thạch khí của cả những nhà khác trong thạch trại. Răng rắc. Hắn liên tiếp phá đi bốn kiện thạch khí, đều là của nhà Trương Ngũ Gia, trong lòng rất rung động nhưng đều nhíu mày bên trong tuyệt đối đều là kỳ chân nhưng tinh hoa đều đã biến mất trong đó trong một khối đá có ánh sáng lóe lên khoảng trống lớn chừng một cái chậu lớn nhưng lại chỉ có mấy màu thần nguyên vụn vặt trời ạ à, một khối thần nguyên lớn bằng cái chậu đây đúng là bảo vật kinh thiên à chiết tiệt bị thứ gì lấy đi rồi đồ phi cả kinh kêu lên đại hắc cầu cũng chừng mắt gào lên một tiếng nói còn có thiên lý không hả trời bổn hoàng muốn cắn người vẫn như cũ những thứ này đều lưu lại hồng mao thần sắc diệp phàm ngưng trọng trong một khối thạch khí tuy không có ánh sáng nhưng lại có một loại dị quả đã bị thạch hóa nhìn thấy một màn này ngay cả diệp phàm cũng không thể bình tĩnh lại đây rất có thể là một gốc cổ thần dược nguyên thiên sư lưu lại thần tàng căn bản không có phàm vật chết tiệt thần dược a à, đây là thần dược thái cổ a à. đại hắc cầu như phát cuồng đôi mắt thiếu chút nữa là trồi ra nói có vị đại đế lấy loại thần dược này luyện ra tiên đan cứu sống một người bạn thân đã chết đại hắc cầu như điên lên nhảy lên nằm xuống không ngừng chạy quanh đám thạch khí này chu lên liên hồi thần dược a à? nó như điên lên mất sau khi thấy rõ tình huống bên trong khối thạch khí thứ ba thì cũng âm thầm mắng chửi cũng cảm giác như điên lên mất đây tuyệt đối là địa mệnh quả đã thạch hóa bên trong khối thạch khí này là một khối thạch châu lớn bằng cái bát có chút giống nhân nguyên quả cũng có chút giống long châu tuyệt đối giống với long châu địa mệnh quả cái gì địa mệnh quả loại quả này tuyệt đối không thua kém gì thần dược thái cổ cả đại hắc cầu nghe nói vậy liền mắng chửi om sòm thần tình đồ phi cũng tràn ngập khiếp sợ và tức nuối lẩm bẩm nói nguyên thiên sư quả thần nghịch thiên tùy tiện để lại vài khối thạch khí đều là có thứ này thứ nọ đúng là thần tàng nhưng con bà nó bị thứ gì nhanh chân cướp mất trương ngũ gia vương xu và nhị lang tử tuy rằng không biết được những loại kỳ chân này nhưng lại có thể cảm giác được tâm tình mấy người Diệp phàm, biết được đây nhất định là thần vật tuyệt thế. Thần dược thái cổ, địa mệnh quả đều là những thứ Diệp phàm vô cùng khao khát, vì có thể cứu tính mạng tiểu đỉnh đỉnh nhưng lại bị hút hết tinh khí, khiến hắn cảm thấy rất mất mát. Nguyên thiên sư lưu lại thần tảng quả nhiên thành công dã tràng, khiến hắn tràn ngập tiếc nuối. Trong khối thạch liêu thứ tư là một gốc cây hóa thạch nho nhỏ, mọi người như chết lặng, không cần nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là thần vật nghịch thiên tim bổn hoàng như đang rỉ máu với một kẻ tham lam như đại hắc cầu mà nói thì đây quả là vẻ mặt chân thật của hắn còn có thiên lý không hả trời thần tàng nguyên thiên sư a à, rốt cục bị thứ gì cướp mất rồi đồ phi cũng tràn ngập tiếc nuối mấy thứ này nếu hiện thế tuyệt đối kinh trấn thiên hạ không chỉ có trừ thánh chủ thánh địa và mấy đại hoàng chủ của trung châu cũng phải khom lưng muốn cầu lịch đại lão thánh chủ và lão hoàng chủ dù đứng trên giang sơn ước vạn dặm nhưng lúc về già chỉ mong có được một gốc cổ thần dược để kéo dài sinh mệnh chỉ có thể tự mình đi tới những nơi hoang vắng mà thôi trên thực tế cũng chưa từng nghe nói có ai thành công tìm được nhưng thần tàng của nguyên thiên sư lưu lại đều là những thần vật nghịch thiên ngẫm lại cũng khiến cho người ta kinh sợ liên tục mở ra mấy khối thạch khí đều là những tuyệt thế kỳ chân bất cứ người nào cũng không thể bình tĩnh mà tràn ngập không cam lòng những thứ này nếu đều hiện thế thì chỉ sợ trời cao cũng không dung được bởi vì mỗi thứ đều có thể nghịch thiên cải mệnh Diệp Phàm dần bình tĩnh lại. Nếu thật khiến hắn được những cổ thần dược này, thì hắn ngược lại cảm giác không thực tế. Bổn hoàng hiện tin rằng có tên vô liêm sỉ vô hình đang chơi ta. A, à, đại hắc cầu án hận không thôi. Kết quả như vậy khiến không ai không thở dài cả. Trương Ngũ ra đột nhiên mở miệng nói: Lần trước không phải cắt ra có nhân nguyên quả sao? Có lẽ còn có thứ nào đó lưu lại, cũng không phải tất cả đều đã bị hủy diệt những thạch khí trong nhà trương ngũ gia đều là do nguyên thiên sư lưu lại chỉ còn lại tám kiện trong mấy tảng đá này thật sự có thể cắt ra kỳ chân tuyệt thế hay sao mọi người lập tức lại tràn ngập hy vọng mở ra mở cả ra bổn hoàng có một loại trực giác rất có thể còn lại một thần vật gì đó vô cùng trọng yếu không chừng là một gốc cổ thần dược đó đại hắc cầu khuyến khích diệp phàm để hắn động thủ hận không thể lập tức lấy ra kỳ chân tuyệt thế xác trời âm u gió tuyết gào thét trong phòng lò lửa bập bùng âm thanh lẹp bẹp của gỗ đốt, rất ấm cúng, mấy người vây quanh tám kiện thạch khí, chuẩn bị mở ra. Các người lui ra sau một chút. Diệp Phàm ý bảo mấy người lùi lại, tuy rằng đã qua hơn vạn năm, nhưng những tảng đá này vẫn lưu lại một ít lực lượng quỷ dị. Rắc. Kiện thạch khí thứ nhất bị mở ra bên trong chảy ra một ít bột phấn màu xám như hạt cát chảy xuống đất. Đây là thứ gì? Mấy người đi tới gần hai mắt nhìn nhau, không nhận ra đây là thứ gì. Đây khẳng định là thứ tốt, nhưng tinh khí lại bị hút đi chỉ còn lại bột phấn mà thôi nói cách khác hơn phân nửa là thần vật có thể khiến người chết sống lại ngay cả diệp phàm cũng không thể phán đoán ra được đây rốt cục là thứ gì tuy nhiên hắn cũng không theo đuổi tìm kiếm vì nó đã không còn giá trị nữa liên tiếp cắt ra bốn kiện thạch khí bên trong là ánh sáng hoặc là thạch hóa tất cả tinh hoa kỳ chân đã biến mất kiện thạch khí thứ năm vừa bị mở lập tức một cỗ khí tức âm lãnh lao ra còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết ngoài trời lạnh thấu xương khiến người ta cũng phải tim đập nhanh hơn cắt ra thứ tốt rồi rốt cục không hề chống trơn nữa đồ phi cả kinh nói quang hoa lóe lên trong mắt đại hắc cầu thân thể trùn xuống vừa nhìn đã biệt chuẩn bị lao lên cướp đoạt diệp phàm chừng mắt nhìn nó một cái nói người ngoan ngoãn xuống đi đừng tưởng cái gì cũng cướp đoạt được yên tâm đi bổn hoàng chưa bao giờ làm loại chuyện không phúc hậu như vậy răng rắc khi đao thứ hai hạ xuống khe hở lại gia tăng khí tức băng hàn càng lạnh lẽo hơn đồng thời có rất nhiều hào quang thần thánh bắn ra. Thật sự là thứ tốt. Đồ phi cả kinh kêu lên. Trương ngũ ra, vương su, nhị lang tử cũng rất giật mình, tất cả đều trố mắt ra nhìn chằm chằm kiện thạch khí trong tay Diệp phàm Nước miếng đại hắc cầu chỉ muốn trào ra lại phục thân, tiến lên trước vài bước, một đôi chân trước móng vuốt cũng dài ra. Đồ phi giận dữ nói. Người vừa nhìn đã biết không có hảo ý rồi, có phải thật sự định cướp đoạt không? đại hắc cẩu lộ ra bộ dáng khinh thường nói bổn hoàng là loại người như vậy sao chưa bao giờ làm loại việc đó cả ta từ trước tới nay đều dùng đức hạnh phục nhân người a à, còn lấy đức phục nhân à diệp phàm cười khẩy nói yên tâm đi bổn hoàng không phải loại người như vậy bổn hoàng không thèm làm cái việc như vậy vẻ mặt đại hắc cẩu ra vẻ rất trung thực diệp phàm không nói gì thêm hạ đao thứ ba xuống quang hoa thần thánh lưu truyền tràn ra thạch khí khiến nó biến thành mộ mảnh màu vàng sáng rọi căn phòng lập tức lạnh tới thấu xương như rơi vào hầm băng không thích hợp có cổ quái đừng nhúc nhích đại hắc cầu đột nhiên nói mọi người trong phòng đều bị nó làm cho kinh hãi đám người đồ phi cũng lập tức lui ra sau người phát hiện ra điều gì trương ngũ ra hỏi đại hắc cầu không đáp vẻ mặt rất ngưng trọng hai mắt mở to chừng lớn đi về phía trước thăm dò con chó chết vô đạo đức lại muốn cướp đoạt bảo bối rồi đồ phi ở một bên kêu to đại hắc cẩu vô cũng không phúc hậu cố ý nói chuyện giật gân để mọi người bất ngờ rồi dùng động tác cực nhanh lao tới đồ phi giận dữ trương ngũ gia và vương xu nhị lăng tử cũng há hốc mồm miệng cũng muốn chắn nó lại nhưng đại hắc cẩu vô cùng nhanh loé cái đã lao tới mấy người không kịp ngăn cản đuổi theo con chó này thật vô đạo đức ngay cả người một nhà mà còn cướp đoạt đồ phi kêu lên đừng đuổi theo bên trong không phải là thứ gì tốt cả diệp phàm mỉm cười ngao gần như đồng thời hắc hoàng kêu lên thảm thiết giống như bị người ta chặt mất cái đuôi chọc vô cùng thê lương khiến chó hoang trong phạm vi mười dặm cũng bị dọa cho phải bỏ chạy mấy người đi tới ngoài phòng nhìn đại hắc cẩu đang sủi bọt mép cả người sợ hãi tới thất kinh tiểu tử ngươi có phải đã sớm nhìn ra thứ gì đại hắc cẩu thất thố kêu lên ta thấy cái gì diệp phàm cười nói ngươi lừa gạt ta đại hắc cẩu tái mặt như điên chạy ra mấy người đều tới gần nhị lang tử phá đi lớp đã vụn lập tức một viên đầu lập tức lan ra tất cả mọi người lui lại chỉ có hắc hoàng là nằm sát mặt đất nôn khan mật đắng mật vàng ra hết vừa rồi hắn cắn thạch khí thiếu chút nữa nuốt mất viên này trời ạ à, trong thạch khí sao lại có thứ này vương su sợ hãi kêu lên trương ngũ ra và nhị lang tử rút lui thiếu chút nữa ngồi xổm xuống đây là sinh vật thái cổ sao đồ phi vô cùng kinh ngạc đây là một cái đầu khô quát chỉ có một tầng da già cỗi ngoài xương trên đầu có một ít tóc khô vàng như cỏ dại rối mù rất thưa thớt hẳn ý âm lãnh đúng là do nó phát ra trong tảng đá vỡ vụn còn có một vài mảnh thần nguyên rơi xuống mặt đất phát sáng lập lòe khiến nó càng thêm dữ tợn tiểu tử ngươi không phải cố ý sao đại hắc cầu hung hăng nhìn diệp phàm lộ ra ánh mắt chán ghét ta còn chưa mở ra mà là chính ngươi cướp đoạt đó đáng kiếp ai gọi người tham lam như vậy thấy bảo bối gì cũng đòi cướp hoàn toàn là tự tìm khổ đồ phi đà kích gâu 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 hắc cẩu thất thế sủa ra một tràng khiến cả chó trong thạch trại cũng loạn cả lên được rồi đừng sủa nữa coi chừng gọi cả chó mẹ tới bây giờ đáng kiếp ai bảo người tham lam không ai thông cảm cho nó đều nhoẻn miệng cười ngay cả Trương ngũ gia cũng lắc đầu đại hắc cẩu buồn bực vô cùng tự biết đối lý không biết phải làm sao, lầm bầm. Bổn Hoàng Anh Minh thần võ thế này, sao lại không hay ho chứ? Đúng là một con chó giả xảo quyệt, nhân phẩm cực tệ, khiến người ta không có lời nào để nói. Mấy người lắc đầu, cô nén cười. Qua kiểm tra cẩn thận có thể phát hiện nó hẳn bị phong trong một khối thần nguyên đáng tiếc bị tồn tại đáng sợ ăn mất, chỉ còn lại cái đầu khô quát, cũng không có giá trị gì. Cuối cùng, nó bị nhị lăng tử tìm một chỗ chôn đi. Bọn người Diệp Phàm liền trở lại phòng. Về mặt đại hắc cầu buồn vực vừa đi vào vừa cọ cọ chân cúi đầu nhìn thấy bộ dạng này của nó mấy người không kìm được đều phá lên cười cười gì hả đại hắc cầu hung hăng trợn mắt cái đuôi cũng dựng đứng lên sau đó ngồi chồm hổm xuống Trừng mắt nhìn chằm chằm vào kiện thạch khí thứ sáu Giác! diệp phà mở kiện thạch khí thứ sáu ra một mùi hương nhàn nhạt lập tức tràn ra cũng có chút chất lòng chảy xuống lần này là hẳn là thứ tốt ánh mắt đại hắc cầu lại sáng lên tuy nhiên không dám cấp loạn. Lấy ngọc khí đi. Diệp Phàm nói. Đồ Phi lập tức đưa cho hắn một bình ngọc, tinh oánh trong suốt, sau khi trải qua tế luyện là ngọc khí tuyệt hảo để bảo tồn những kỳ chân. Diệp Phàm cẩn thận mở ra thạch khí, trung tâm chỉ có một đoàn chất lỏng, tản ra thanh hương nhàn nhạt, nhạt, không biết là thứ gì. Đây không phải là loại thần quà nào tan chảy ra chứ. Đồ Phi đoán. Diệp Phàm thu lấy chất lỏng này vào trong ngọc khí, cẩn thận quan sát cũng không nhìn ra đây là thứ gì, nói xem hình dạng trong thạch khí này thì đích xác rất giống một loại trái quả hiện tại biến thành chất lỏng không biết còn sót lại mấy phần dược tính nữa nói không chừng là thần dịch gì đó ánh mắt đại hắc cầu lóe sáng hào quang vừa nhìn đã biết không có hỏi ý gì ngươi đừng có định làm loạn hay ta cho ngươi nếm thử một chút thế nào diệp phàm cười nói đại hắc cầu rất động tâm nhưng nghĩ tới lần trước cướp đoạt nhân nguyên quả bị độc cho chết đi sống lại cho nên không chịu ăn thứ này kiên quyết lắc đầu nói miễn đi, vẫn là để ta giúp ngươi cất nó đi vậy. Ngươi đừng hòng. Bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di Cắp Phim. Truy cập kênh youtube Di Cắp Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Diệp Phàm không cho nó cơ hội cướp đoạt, hào quang trượt nhoáng lên, trực tiếp thu vào trong cơ thể. Loại chất lỏng này hiện tuy không biết là thứ gì, nhưng có thể đến thần thành hỏi, những lão già bảo thủ kia khẳng định có người biết được, không chừng còn là kỳ chân kinh thế nữa còn lại hai kiện thạch khí cuối cùng rửa phàm nhẹ nhàng gõ ra một tảng đá có gì không đây là cái gì sao lại giống như một cái mật đắng không phải là khí quan trên người cổ sinh vật chứ mấy người trong phòng tất cả đều rất kinh ngạc trong thạch tâm là một cái mật lớn cũng không bị phong trong thần nguyên nhưng tràn ngập lực lượng sinh mệnh khí quan cổ sinh vật không bị phong trong nguyên thì hẳn phải hư thối chứ đồ phi khó hiểu nói đây là thạch đảm là mọc ra từ trong tảng đá. Diệp Phàm rất kích động. Có tác dụng gì? Thử cho con chó tham lam này thử cái, dù sao nó rất khó bị độc chết. Đồ Phi nói. Người sao không đi mà nếm? Đại Hắc Cầu nhe răng nói, nhớ tới những gì trải qua lần trước, khoái miệng cũng phải co giật. Loại thạch đàm này đối với ta có trọng dụng, có thể trợ giúp ta tu thành nguyên thiên thần giác, đạt tới cảnh giới viên mãn. Diệp Phàm cẩn thận thu thạch đàm màu tím này vào tay, vô cùng kích động trong nguyên thiên thư có ghi lại rất rõ ràng thần thạch kết đàm có thể làm sáng hai mắt thần giác đại thành thiên nhãn tự sinh tiên linh nhãn âm minh nhãn đều là các loại thiên nhãn chính là bẩm sinh mà có sau này ngoại trừ cơ duyên đặc biệt bằng không không thể sinh ra thiên nhãn được nguyên thiền thần giác nếu đạt tới viên mãn có thể biến thành thiên nhãn các đời nguyên thiên sư đều sinh ra thiên nhãn mạnh nhất có thể khám phá những thứ mắt thường không nhìn thấy được phát hiện căn nguyên đáng tiếc nó là màu tím chứ không phải là màu vàng còn chưa trưởng thành nó cũng chỉ bằng nhân nguyên quả mà chưa thể sánh được cổ thần dược diệp phàm có chút tiếc nuối hắn suy nghĩ chút rồi nói may mắn là nó chưa bị thương tổn trước có thể phong ấn sau đó dùng thần nguyên cung cấp tinh khí để nó thành thục thạch đàm đối với nguyên thiên sự là kho báu vô giá thứ gì cũng không thể đổi được có thể giúp nguyên thiền thần giác đạt tới viên mãn chân chính nguyên thiên sư dù không cần dùng nguyên thuật chỉ liếc mắt cũng nhận ra cổ quáng tung hoành thiên hạ những thứ bí ẩn trong nguyên cũng có thể nhìn ra được còn lại một thạch khí cuối cùng diệt phẩm huy đao nhưng không có thứ gì bên trong dù có ánh sáng nhưng kỳ chân đã sớm biến mất tuy rằng sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng mấy người vẫn có chút mất mát nguyên thiên sư lưu lại thần tàng có thể nói là kinh thế đều là thần vật nghịch thiên đáng tiếc lại bị tồn tại khủng bố trước cướp mất không lưu lại gì nhiều nếu nghi kỹ thì bất kể là nhân nguyên quả lần trước cắt ra hay là thạch đàm màu tím này cũng chưa trưởng thành chắc vạn năm trước còn chưa hình thành cho nên mới bảo tồn tới nay đáng tiếc a à, một đống thần tàng như vậy lại bị hủy rồi đồ phi tràn ngập tiếc nuối lần này đoạt được ngoại trừ thạch đàm ra thì chỉ còn chất lòng không biết hiện tại không thể đánh giá giá trị được tuy nhiên trong lòng diệp phàm cũng rất chờ mong biết đâu là kỳ chân kinh thế cũng không chừng chẳng vạng khi tuyết ngừng rơi một thân ảnh khôi vĩ xuất hiện ở thạch trại bàng bác đi tới nơi này người hắn như tên có khí thế bằng bạc mày rậm mắt to khung xương thô to vô cùng hùng tráng cánh tay còn to như chân người khác hiện giờ hắn tu luyện cổ kinh yêu đế cả người có thêm một cỗ khí chất đặc biệt cường đại mà phong duệ hai mắt sáng người hữu thần như là một thần chi trong yêu tộc hắn tóc đen tung bay vai hùng đình bạt ánh mắt sắc bén rất thần võ khí thế cực kỳ cường đại thần thức diệp phàm vô cùng mẫn duệ lập tức cảm giác được khí tức hắn bước ra một bước đã xuất hiện ngoài mấy trăm trượng ở trước thạch trại nghênh đón hắn bàng bác diệp tử hai người lại gặp nhau đều cất tiếng cười lớn ở thế giới này có thể có được bạn thân ở cố hương làm bạn có lẽ là ân huệ lớn nhất trời cao ban cho hai người bọn họ không có gì phải khách khí gặp nhau liền đối nhau mấy trường diệp phàm hỏi người sao lại tìm được nơi này hai ngày trước khi ta đuổi giết tên thánh tử dự khuyết của diêu quang thì gặp được con chó người nuôi kia nó nói cho ta biết chỗ này bàng bác cười nói mặc dù có khí chết như yêu thần nhưng hắn vẫn là bàng bác như trước tâm tính không có gì thay đổi chỉ là trở nên cực kỳ thần võ mà thôi thân thể cổ đồng phát ra bảo huy áp nhân gâu ai là hắn nuôi đại hắc cẩu vô cùng tức giận dựng thẳng cái đuôi chọc lên từ trong phòng chạy ra diệp phàm nói con chó chết này chỉ nói với ta là thấy ngươi mà không nói là ngươi muốn tới khẳng định nó đang có âm mưu với cổ kinh yêu đế của ngươi đó vị huynh đệ này người rất dũng mãnh, đơn độc đuổi giết thánh tử các thánh địa, thật sự khiến ta khâm phục. Đồ Phi cười lớn, từ trong phòng đi ra nói. Khó được nhìn thấy một nhân vật như người hôm nay chúng ta phải uống thật thống khoái đi. Diệp Phàm và Bàng Bắc tuy rằng rất lâu không gặp nhau, nhưng căn bản không có cảm giác xa xa lạ nào. Ở thế giới này, hai người tuyệt đối là thân cận nhau nhất. Ha ha ha! Bàng bác cũng cười lớn, nhìn ra quan hệ giữa Đồ Phi và Diệp Phàm không tầm thường, tất nhiên vô cùng nề mặt nói được, đêm nay không sai không dừng. thống khoái, ta tìm người chuẩn bị ít thịt chó. đồ phi cười lớn, cảm giác bằng bác rất hợp tính hắn. gâu, con chó chết đừng cắn ta, ta sẽ chuẩn bị thịt lừa thịt dê cho ngươi không được sao? mấy người lập tức cười vang lên. không lâu sau rượu và thức ăn nóng đã được bưng lên, còn có một chiếc chân dê nướng vàng ươm. mấy người uống rượu bằng bát ăn những miếng thịt lớn, không khí rất vui vẻ. bằng huynh. Ngươi đuổi theo tên thánh tử dự khuyết của Diêu Quang rốt cục có giết được hắn không? Đồ Phi hỏi. Hắn bị ta đánh trọng thương, không chết cũng phải lột xa, tuy nhiên, bản lĩnh chạy trốn của hắn cũng quá mạnh. Bàng bác có chút tiếc nuối. Đồ Phi lưu lưỡi người này thật đúng là kinh khủng, đuổi giết thánh tử mà như chuyện bình thường người khác tuyệt đối không dám xuất thủ như vậy. Hắn trốn vào băng tuyết cung, không chịu đi ra, được đại giáo đó che chở, bằng không đã phải chết không thể nghi ngờ rồi. Bàng bác giải thích bàng huynh ngay cả thánh tử mà ngươi cũng dám đuổi giết mấy người chúng ta liên thủ lại giết vài tên thánh tử bắt vài thánh nữ chơi đồ phi đề nghị được chúng ta để diệp tử xả giận một chút bàng bác buông bát rượu lớn nói ta vừa bắt được hành tung của một thánh tử và hai thánh nữ vừa lúc có thể săn giết bọn họ ha 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 thống khoái đồ phi sợ thiên hạ không loạn nói giết thánh tử săn thánh nữ đại hắc Cẩu cũng uống say tới mắt lờ đờ lập tức gào theo. Thu nhân sùng Băng tuyết cung là đại giáo bóc vực, truyền thừa xa xưa hơn vạn năm, thực lực chỉ nằm dưới thánh địa. Truyền thuyết tổ sư khai phái của bọn họ không phải là loài người, mà là một con vượn tuyết, đánh cắp tạo hóa, từ vạn năm trước đã có thể chống lại được các thánh địa. Bất luận truyền thừa vĩ đại cỡ nào đều sẽ đến lúc suy tàn, bất cứ ai hùng mạnh cỡ nào thì cũng đến lúc tọa hóa, không có thứ gì là vĩnh hằng. Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi cộng thêm một con đại hắc cầu đi trên mảnh băng nguyên, bắt đầu kế hoạch diệt thánh tử săn thánh nữ. Siêu quang thánh tử dự khuyết tiến vào băng tuyết cung đến này còn chưa thấy ra, mấy người này tới đây tự nhiên là nhắm vào hắn. Khu vực này cách mặt biển rất cao, đã hơn 8.000 thước, ngay cả mùa hè cũng là trời băng đất tuyết, gió lạnh rít gào, sơn hay vẫn là thế này. Năm đó, niên đại tam tối loạn lạc, nơi này từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, vốn là một vùng thánh địa thiên đường, kết quả bị hủy hoại hoàn toàn. Cường giả tuyệt thế đánh xuyên thủng bầu trời, săn bằng núi tuyết vô tận, biến nơi này thành băng nguyên mênh mông bát ngát. Băng tuyết cung chỉ là thế lực lớn đi tới đây sau này, những năm tháng xa xưa hơn, trên băng nguyên đã có truyền thừa huy hoàng cùng xa xưa. Là ai đã hủy diệt thánh địa? Diệp Phàm nghe đồ phi giải thích, cảm thấy thật hết hồn. Không rõ lắm, đó là chuyện của bảy tám vạn năm trước, đó là thời đại đen tối nhất sau hoang cổ, đã xảy ra loạn lạc đáng sợ nhất, rất nhiều thánh địa đều tham chiến đồ phi lắc đầu hủy diệt một cái thánh địa vậy thì phải cần có lực lượng mạnh đến cỡ nào Bàng bác cũng cũng hoảng sợ sao mà ta cảm thấy như là cấm địa rối loạn đại hắc cầu ngập ngừng không chắc chắn nói có phải người biết gì hay không trong lòng diệp phàm vừa động đại hắc cầu có lai lịch kinh người nhất định biết rõ những chuyện xa xưa này đông hoàng có bảy đại cấm địa sinh mệnh mỗi nơi đều cực kỳ khủng bố hùng mạnh như đại đế cũng không thể san bằng chúng 19 vạn năm trước từng xảy ra một lần loạn lạc đen tối, máu chảy thành sông tràn mặt đất. 15 vạn năm trước, từng xảy ra một lần biến động đen tối bất tử sơn, sinh linh đổ thán. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía đại hắc cầu, cổ quáng thái sơ, bất tử sơn đều là vùng cấm khủng bố ở trung bộ cùng bắc vực đông hoang. Mấy người đều không nghe nói tới cấm địa sinh mệnh dẫn tới rối loạn hắc ám, hình như cực kỳ đáng sợ, quét qua thế giới, máu tẩy đất bằng. 78 vạn năm trước, được gọi là niên đại đen tối nhất sau hoang cổ trong trận loạn lạc đó đã chết vô số dường như là nhân họa đồ phi lên tiếng nhìn băng nguyên mênh mông bát ngát nói ta loáng thoáng nghe nói một vị thần vương vô địch khương gia vận dụng vũ khí cực đạo san bằng nơi này t mọi người đều hít một hơi lạnh uy lực thánh binh cực đạo lớn đến mức nào thì khó mà nói rõ được thế gian đồn rằng nếu có đủ đạo lực duy trì sẽ tương đương với một vị đại đế sống lại quả nhiên thánh địa cũng chia thành mạnh yếu Diệp Phàm cảm thán. Hắc Hoàng thâm trầm nói: "Đương nhiên thôi, thánh địa xuất hiện đại đế, có binh khí cực đạo, đầy đủ sức mạnh, không phải sợ các thế lực lớn trong thiên hạ." Nó nói là sự thật, trà xét ngược lại 10 vạn năm trước, số lượng thánh địa nhiều hơn bây giờ, đã có một nửa tan biến trong lịch sử. Nghĩ kỹ lại, truyền thừa bị hủy, đều là các thế lực lớn không xuất hiện đại đế, không có vũ khí cực đạo, nói tóm lại là không đủ nội tình." Bàng Bác nói: "Bây giờ xem ra trong những thánh địa còn sót lại, chỉ cần lấy ra một bộ cổ kinh bình thường trong nhà thì cũng mạnh hơn xa những gì người đời tưởng tượng. Mấy người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, càng hiểu biết sâu hơn, càng cảm thấy các thánh địa sâu không lường được, cực kỳ đáng sợ. Nửa canh giờ sau, bọn họ đi vào chỗ sâu nhất trong băng nguyên, nhìn tuyết sơn cao ngất chọc vào đám mây, một mảnh trắng xóa nối liền với vòng trời. Đồ Phi giải thích Tương truyền bảy tám vạn năm trước vốn không có băng nguyên, mà là tuyết sơn liên miên vô tận nghe đâu có lời đồn là bị thần vương khương gia dùng vũ khí cực tạo mạnh mẽ quét bằng cuối cùng mới hình thành như thế này chỉ còn lưu lại một mảnh tuyết sơn phạm vi chỉ mới trăm dặm ở chỗ này trở thành một khu di tích núi cao khó nhìn tới đỉnh chọc xuyên tầng mây bên trên là vị trí băng tuyết cung mỗi một ngọn tuyết sơn đều có băng cung vĩ đại diệp phàm nói lão vượn quả nhiên tinh mắt lựa chọn nơi này sáng lập đại giáo mảnh núi non to lớn này vừa nhìn là đã biết không đơn giản đồ phi gật đầu nói tự nhiên thôi lão vượn kia đoạt thiên địa tạo hóa có thể chống lại thánh địa để lại truyền thuyết vô tận có người nói nó sinh ra ở trong mảnh tuyết sơn này thậm chí còn có người nói công pháp của nó chính là đạo thống thánh địa bị diệt bảy tám vạn năm trước nó sáng lập băng tuyết cung cũng tương đương phục hồi lại thánh địa kia ta cảm ứng được siêu quang thánh tử dự khuyết ở ngay trên đại tuyết sơn phía trước bàng bác lên tiếng hắn tu yêu đế cổ kinh thủ đoạn hơn người trong khi đuổi giết siêu quang thánh tử Dự khuyết đã đánh lên người hắn một đạo yêu đế thần thuật, có thể cảm ứng sự tồn tại ở trong phạm vi nhất định. Nếu không phải đối phương chạy trốn tới băng tuyết cung, tuyệt đối sẽ bị hắn chém rát không thể bỏ trốn được. Diệp Phàm nói, chúng ta cố ôm cây đợi thỏ, đại giáo như băng tuyết cung thật quá hùng mạnh, chúng ta nhất định không chọc nổi, chỉ có thể chờ ở ngoài thôi. Trăm dặm xung quanh là núi cao xuyên thủng tầng mây, đều là địa bàn của băng tuyết cung. Xuyên thấu qua gió tuyết có thể mơ hồ thấy được rất nhiều thứ trong suốt lấp lánh trên núi cao đó là những tòa băng cung to lớn. Ta tính nếu hắn dưỡng thương, tối thiểu phải cần 7 ngày trở lên. Bị yêu đế cửu trảm diệt hình đánh chúng, không chết đã coi như hắn lớn mạng. Bàng bác nói, Diệp Phạm hiểu rất rõ yêu đế cửu trảm đáng sợ cỡ nào. Ngày đó hắn đại chiến thanh liên lão yêu ở bất lão điện, hắn cùng với Hắc Hoàng liên thủ cũng thiếu chút nuốt hận. Lúc này Hắc Hoàng nghe mấy chữ yêu đế cửu trảm, trong mắt tràn ngập lửa nóng, rất muốn đè Bàng bác xuống ép hỏi cho được cổ kinh chúng ta không cần chờ không công ta có mật báo thanh nữ tử phủ sắp đến tham băng tuyết cung tiếp đó sẽ đi thần thành có lẽ bắt lấy nàng ta trước hiện giờ bàng bác có thân phận đặc thù địa vị ở yêu tộc không nhỏ tuy rằng không thể điều động các bộ yêu tộc nhưng thông qua quan hệ lấy được một ít mật báo thì cũng rất dễ dàng đúng là tin tốt đồ phi lập tức có tinh thần hắc hoàng cũng lên tiếng nói thì ra là a à đàn bà kia lần trước đuổi giết bổn hoàng nếu không phải vượt qua hư không khẩn cấp, không chừng đã nguy hiểm rồi. Ha ha, ta đang mong săn bắt thánh nữ, hy vọng có thể thành công. Đồ Phi cười to. Diệp Phàm đi một vòng quanh mảnh đại tuyết sơn này, hắn vuốt cằm, cân nhắc thật kỹ, nói. Nơi này càng nhìn càng khác thường, sợ là cất giấu một cái long mạch, có thần nguyên tuyệt thế thật lớn. Hắn đang rất cần ngàn vạn cân nguyên tinh khiết mới, có thể đánh vỡ trói buộc đạo cung bí cảnh, phá tan giam cầm tiến vào tứ cực bí cảnh, đó là một con số trên trời. Tuyệt thế thần nguyên cỡ lớn, có thể đào ra được không? Bàng bác cùng đồ phi đều biết hắn tu nguyên thiên thư, rất tin vào nguyên thuật của hắn. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói. Xem chừng rất khó, dù là có thể cố định long mạch, cũng sẽ làm ra động tĩnh rất lớn. Đây là địa bàn băng tuyết cung, sẽ chỉ tặng đồ cho bọn họ. Đồ phi nói. Đi, trước tiên xem kỹ, rồi nói, nơi này từ bảy tám vạn năm trước có một chỗ thánh địa, nói không chừng không chỉ có thần nguyên cỡ lớn sẽ còn có bảo vật khác trong phạm vi trăm dặm núi cao chọc xuyên tầng mây băng tuyết nhìn vô tận diệp phàm dùng thuật xem xét cẩn thận càng lúc càng thấy được nơi này cực kỳ bất phàm có thể là thần long mạch rất lớn ẩn chứa thần nguyên khủng bố hình như là ở sau núi chúng ta lất qua đó tuyết rơi liên miên không dứt gần như che mất tầm mắt trong tuyết sơn rét lạnh đến tận xương bàng bác dùng yêu đế thần thuật thăm dò nói ở sau núi dường như không có người băng tuyết cung. Ta biết rồi, lời đồn là thật. Đồ Phi cười nói. Tổ sư khai phái là một con lão vượn, cho nên giáo này đặc biệt quan tâm đến sinh vật vượn tuyết. Đại tuyết sơn chăm dặm cũng đủ cho băng tuyết cung xây đàn trang, nghe nói ở sau núi, để lại cho một đám vượn tuyết, không có đệ tử môn đồ tu hành ở đây. Biết được kết quả này, mấy người đều mừng rỡ, quyết định xâm nhập vào sau núi dò xét cẩn thận. Nếu thật sự đào ra một khối tuyệt thế thần nguyên thật to, đó là tạo hóa rất lớn nơi này tuyệt đối có một con rồng lớn diệp phàm bị chấn động sâu sắc bọn họ xâm nhập vào sau núi tiến vào núi tuyết đi qua trời băng đất tuyết diệp phàm vận dụng nguyên thuật nhìn thấy hư không bắt được long khí dưới lòng đất có một cỗ long khí cực kỳ mạnh mẽ nhất định là long mạch vô thượng diệp phàm nhìn chăm chú từng ngọn núi tuyết nối liền một chỗ tựa như một bộ xương rồng khổng lồ khí thế hùng hồn vậy còn chờ cái gì chúng ta ra tay đào nó lên đại hắc cẩu kích động hai mắt tóe sao ta lo rằng loại long mạch này có cổ quái nói không chừng chôn vương tộc thái cổ nhưng bảy tám vạn năm trước nơi này là đàn tràng thánh địa quá nửa là có sâu xa hơn diệp phàm trầm tư xem thật kỹ xem thấu rõ rồi hãy quyết định đồ phi nói đoàn người diệp phàm tiếp tục đi sâu vào không ngừng quan sát mảnh tuyết sơn này diệp phàm gần như xác định chắc chắn có thần vật phi phàm dưới lòng đất địa thế này là trần long niết bàn diệp phàm kinh hãi Nguyên Thiên Thư có miêu tả loại địa thế này, đề cập âm dương cùng sinh tử, hết sức huyền bí. Có gì phải chú ý? Bàng Bắc hỏi. Sâu xa khó nói, nếu bên trong không có sinh vật nào thì có lẽ chúng ta sẽ lấy được thần tàng khổng lồ. Nếu có sinh vật thái cổ thì sao? Đồ Phi hỏi. Vậy thì là hung địa tuyệt thế, là vương xào của chủng tộc thái cổ, dựa vào chúng ta thì tuyệt đối không đụng tới được. Thần sắc diệp phàm ngưng trọng. Là mùi gì, thơm quá. Đại Hắc Cẩu đột nhiên nhấc đầu, lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Có hả? Sao ta không ngửi được?" Bàng Bác thắc mắc. "Ngươi đừng có so với nó, mũi chó là thính nhất, huống chi là con chó chết này." Gâu. Đại Hắc Cẩu nhe răng, nhưng mà không cắn người, khịt khịt mũi nói. "Chắc là có thiên tài địa bảo gì đó sắp chín rồi." Dứt lời, nó chạy như điên trong tuyết sơn, lao tới trước. Diệp Phàm cùng Bàng Bác với đồ phi thế thế, cũng theo sát ở sau, ước chừng đi hơn mười dặm bọn họ cũng bắt đầu ngửi được mùi hương. Mỗi con chó chết này cũng thính quá đi chứ, đứng đầu ngọn gió cũng ngửi được mùi hương ở xa mười mấy dặm. Ba người không thể không ngạc nhiên than thở. Mùi hương dụ người đến từ một chỗ tuyết cốc, khi bọn hắn chạy tới đây liền hoảng sợ, ở trong sơn cốc có rất nhiều sinh vật hình người, toàn thân đầy lông trắng tuyết. Đó là vượn tuyết, trời sinh rất mạnh mẽ, mới sinh không bao lâu đã có thể xé xác sư tử hổ báo, tuyệt đối đều là yêu thú sợ là có lão vượn tu luyện đến cảnh giới cực cao, đồ phi giật mình, làm cho bọn họ giật mình hơn là trong tuất cốc có long khí xoay quanh, ở giữa cốc có mấy gốc linh thảo, phun ra mây lành trong băng tuyết, màu xanh mơn mờn, mỗi cây đều kết một trái màu vàng, trái cây hình rồng, đó là trái cây kỳ lạ gì thế? Đại hắc cầu cũng không nhận ra được. Tổng cộng sáu gốc linh thảo, màu xanh mướt, nhưng chỉ cao hơn một thước, mỗi gốc đều kết một trái, toàn thể dài nửa thước, toàn thể màu vàng sáng bóng hình dạng như chân long hết sức khác thường đó là nguyên long quả Diệp phàm kinh ngạc càng xác định bên dưới lòng đất có đại long nguyên long quả là cái gì đó là một loại kỳ thảo được long khí tới tám mà sinh trưởng thành kết thành quả dù là không thể so sánh với thần dược thái cổ nhưng tuyệt đối là linh dược đỉnh cấp mấy người âm thầm suy tính cảm thấy khó mà lấy được linh quả này vào tay vượn tuyết quá đông lỡ như chọc chúng nó nổi giận the rằng sẽ kinh động tới băng tuyết cung phía trước có một cái hang tuyết cũng có long khí tuôn ra ánh mắt bảng bác rất sắc bén bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé ở giữa sườn núi tuyết cách đó không xa lắm có một hang động rất lớn tối om long khí đang tràn ra ngoài đi chúng ta tới xem thử diệp phàm bay tới trước Bảng bác cùng đồ phi theo sau đại hắc cầu còn lưu luyến nhìn lại nguyên long quả cuối cùng mới bước đi bọn họ nhanh chóng đến trước núi tuyết kia đáp xuống đi vào trong sơn động trong sơn động rất trống trải và khô ráo, có một vài bồn đá chén đá ngoài ra còn có cả giường đá diện tích động phủ rộng lớn nối thẳng vào sâu trong bụng núi rất sạch sẽ không có mùi gì lạ nơi này hình như là chỗ ở của vượn tuyết chúng ta xem xong phải nhanh chóng đi ngay bọn họ ý thức được có thể nơi này là sào huyệt của vượn tuyết không thể ở đây lâu được Đồ Phi nói. Mau mau tìm xem, vượn tuyết ở chỗ này có thể là con cháu của lão vượn sáng lập băng tuyết cùng vạn năm trước, nói không chừng lão vượn kia còn để lại thứ gì đó. Bàng bác lắc đầu nói. Đàn vượn tuyết này rõ ràng không có tồn tại cấp khủng bố, xem chừng không giấu bảo bối gì khác. Nơi này tràn ra long khí, có lẽ liên quan tới long mạch vô thượng dưới lòng đất. Diệp Phàm trầm giọng nói, đồng thời hắn cảm thấy hôm nay có thể là ngày đặc biệt gì đó, thường ngày hẳn là không có long khí tràn ra đại hắc cầu lại tái phát bệnh tham lam nói có lẽ từ chỗ này có thể tiến vào lòng đất nói không chừng có thể đào ra thần nguyên tuyệt thế mấy người đều có chút động lòng dọc theo hướng long khí tràn ra đi xuống tiến sâu vào trong lòng núi đó là cái gì ở sâu trong bụng núi có một cái giếng sâu rộng nối thẳng sâu vào lòng đất nhưng miệng giếng lại bị một khối huyền băng trong suốt đóng kín long khí tràn ra từ cái giếng này nhìn kia trong huyền băng có gì đó Mấy người giật mình phát hiện bên trong khối huyền băng trong suốt đóng kín miệng giếng có một con vượn già nhắm mắt ngồi đó, trông rất sống động. Thân hình nó thật cao lớn, cả người phủ lông thú trắng tuyết, thần sắc an bình tựa như còn sống. Mấy người càng quan sát càng giật mình, con vượn già này lại có một khí tức đại đạo, tựa như hợp nhất với thiên địa, vì vậy lúc đầu bọn họ không cảm thấy được. Không lẽ đó là lão vượn sáng lập băng tuyết cung vạn năm trước? Chẳng lẽ nó tọa hóa ở chỗ này? Mấy người đều hoảng hồn lão vượn này dùng bản thân đóng miệng giếng nhất định là bên dưới có gì đó không bình thường lão vượn oai hùng cao to lông thú trắng tuyết sáng bóng nhắm mắt ngồi đó bị giam kín trong huyền băng rất sống động phảng phất như dung hợp cùng đại đạo tựa như còn có sinh mệnh năm xưa con cổ vượn kiêng ngạo thị thế gian bệ nghĩa thiên hạ có thể chống lại thánh địa đến cuối cùng khô cạn trong huyền băng vẫn không thoát khỏi cái chết đột ngột qua đời huyền băng đóng kín giếng sâu không đáy từng đợt long khí không ngừng tràn ra mấy người đánh giá một hồi do dự có nên rời huyền băng ra hay không diệp phàm nói không thể đi vào từ chỗ này lão vượn phong ấn nơi này bằng năng lực siêu phàm của hắn năm xưa thì quá nửa là sẽ còn chuẩn bị mặt sao đại hắc cầu có quyền nói chuyện nhất nó có trình độ đạo văn cực sâu quan sát cẩn thận liền nhíu mày nói quá nhiều cấm chế muốn phá giải thì sẽ hết sức phiền phức mấy người quyết đoán rút lui bọn họ không có thời gian phá giải vượn tuyết sắp quay trở lại lỡ như bị chặn ở trong này thì nhất định sẽ kinh động tới băng tuyết cung quả nhiên bọn họ rút đi không bao lâu thì mấy trăm con vượn tuyết xít gào quay về từ đỉnh núi này nhảy sang đỉnh núi khác thân thể cường tráng sức mạnh vô cùng là yêu thú trời sinh sáu cái nguyên long quả đều bị hái mất thật là đáng tiếc đại hắc cầu vẫn còn tước núi trong tuyết cốc sáu gốc cây xanh biếc đều đã héo rũ linh khí chảy khô bị gió lạnh quét qua liền tan thành mảnh nhỏ long khí tràn ra từ dưới đất mới bồi dưỡng ra loại nguyên long thảo này chúng ta đi sâu xuống từ nơi này là nhất định có thể tiến vào trong long mạch diệp phàm nói mấy người lập tức ra tay đào ra một con đường hầm đi sâu xuống dưới nhưng chỉ đi ra mấy chục thước liền hết hồn dưới lòng đất có trận văn toàn bộ tầng sâu bên dưới bị đóng kín hoàn toàn căn bản không đánh ra được vô cùng vững chắc diệp phàm kinh ngạc nói đã có người sớm phát hiện ra long mạch chấn áp nó bên dưới xem ra nhất định là có gì khó nói. Trận văn nơi này đã tồn tại nhiều vạn năm, cực kỳ huyền ảo, muốn phá giải thì ngay cả bổn hoàng cũng cảm thấy quá sức. Đại Hắc Cầu là người trong nghề, cũng đưa ra phán đoán này. Ta biết rồi, nhất định là di tích thánh địa cổ xưa kia lưu lại. Đồ Phi vừa mừng vừa sợ nói. Nói vậy, có thể là một lần đại cơ duyên đang chờ đợi chúng ta. Bàng bác cười to. Quả thật là một cơ hội thoáng lướt qua người. Diệp Phàm dùng nguyên thuật phỏng đoán dưới lòng đất có gì đó biến đổi mới khiến long khí tràn ra địa thế như vậy có tên chân long niết bàn liên quan tới âm dương cùng sinh tử một khi long khí nội liễm thì sẽ hết sức khó mà bắt được nó diệp phàm nghiêm túc suy nghĩ nói long mạch ta niết bàn mấy vạn năm cũng chưa chắc có một lần hẳn là hoàn thành trong mấy ngày gần đây đại hắc cầu nghe lời này liền như gà cắt tiết tinh thần tỉnh táo nói để cho bổn hoàng xem có thể phá giải được không một ngày một đêm sau nó mệt như chó chết nằm ươn dưới đất thẻ lưỡi thở hồn hền, ném vào miệng một hạt đậu thần nguyên mới phục hồi sức khỏe được. Cái này tuyệt đối là trận văn thánh địa, dưới tình huống bình thường thì khó có thể phá vỡ được, nhưng mà năm tuổi quá xa xưa, cuối cùng cũng xuất hiện chỗ hở, hẳn là có thể đi vào được. Mấy người nghe kết luận này liền sốc lại tinh thần, rất có thể đây là địa cung do thánh địa 78 vạn năm trước để lại. Cái gọi là chỗ hở chính là nơi long khí tràn ra, trận văn đã hư hại, đại hắc cẩu vẻ mặt chăm chú đi tuốt đàng trước, không ngừng khắc vẽ sửa chữa đạo văn. Ước chừng tốn hết một ngày, bọn họ mới đi sâu vào tầng trong, rơi vào trong địa cung lòng đất to lớn. Long mạch bị người ta giam cầm bên dưới, xem ra đã có người sớm nhìn ra được. Đây là một công trình to lớn, vận dụng sức người vô tận, cực kỳ rộng lớn liếc mắt nhìn không đến cuối. Địa cung to lớn tỏa ra cổ xưa, tựa như khoác lên một tầng bụi bặm, phòng đá, đại điện bằng đá đều tràn ngập dấu vết năm tháng. Nhưng lòng đất cũng không tối lắm có những tảng đá kỳ dị lóe ra ánh sáng, có thể nhìn rõ được mọi vật. Ngoài ra, long khí mãnh liệt như cơn sóng đánh sâu vào, chìm đắm trong đó làm cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Khí tức thần nguyên Thần sắc diệp phàm vừa động, long khí tuôn trào, tinh khí thần nguyên lan tràn, rất rõ ràng là có thần nguyên tuyệt thế ẩn giấu ở sâu trong địa cung. Không phải là chúng ta tiến vào thần tàng thánh địa cổ đó chứ. Bàng bác cũng rất bất ngờ. Con bà nó, con chó chết kia lại muốn độc chiếm không được chạy. Đồ phi gào lên. Đại hắc cầu không rên một tiếng đã sớm chạy như điên ra ngoài nhanh như tia chớp đen, nháy mắt không thấy bóng. Con chó chết này cái gì cũng được, nhưng mà quá tham lam, thấy bảo bối liền cướp lấy như chó thấy xương. Ba người đuổi sát theo sau. Địa cung to lớn như không có tận cùng, im lặng như cõi chết, không có một chút âm thanh. Mấy người không ngừng lại, lập tức đuổi theo hướng ngọn nguồn long khí. Khí tức thần nguyên cũng ở hướng đó, càng đi tới trước, càng cảm giác rõ ràng tinh khí căn nguyên cái địa cung này cũng lớn quá đi chứ bọn họ lao tới mấy chục dặm vẫn không thấy tận cùng địa cung cổ xưa tựa như không có kết thúc tại sao ta cảm thấy có chút không đúng thật là do thánh địa kia xây dựng lên bàng bắc hoài nghi đi qua từng mảnh từng mảnh cung điện đá rốt cổ bọn họ tới gần ngọn nguồn long khí đại hắc cầu đứng lại trước tiên phía trước lại không còn đường một cái vực sâu thật lớn cắt ngang phía trước địa cung ở sau như đứng vững trên vách núi đen vực sâu lớn như thế làm người ta nghẹn họng chân chối phía dưới tối đen như mực căn bản không nhìn ra được cái gì làm cho người ta có cảm giác sợ hãi long khí vô tận cùng khí tức thần nguyên chính là mãnh liệt lao lên từ vực sâu rộng lớn này tràn ngập huyền bí cùng quỳ dị đại hắc cầu gặp nhiều thấy nhiều nhưng cũng bị chấn trụ há to miệng ngây ngốc sững sờ vực sâu lớn như thế tựa như sâu không đáy dường như có thể cắn nuốt tâm thần làm người ta chìm đắm trong đó tại sao ta cảm thấy sau lưng phát lạnh nơi này tràn ngập lực lượng yêu tà. Đồ Phi dùng mình một cái. Vực sâu cực kỳ trống trải yên tĩnh, tựa như nối liền với U Minh, làm trong lòng bọn họ rung động. Xem ra ta nhìn nhầm, nơi này khủng bố hơn cả chân Long Niết Bàn, đây là địa thế hùng mạnh nhất thiên hạ. Diệp Phàm kinh hãi. Bàng Bác cùng Đồ Phi nghe hắn nói vậy đều kinh hồn bạt vía, thần kinh thô thiền, như đại hắc cầu cũng có chút sợ, lẩm bẩm nói: Rốt cuộc đây là chỗ quỷ quái gì? Chân Long nết bản chẳng qua là biểu tượng mà thôi, chỉ là địa thế núi non ở trên bề mặt. Phía bên dưới còn có ẩn tình khác, không chỉ là một con rồng. Diệp Phàm cũng cảm thấy phát lạnh, tuyệt đối không ngờ địa thế này quỷ dị đáng sợ như thế, hắn phải đánh giá nghiêm túc lại. Dưới vực sâu tối đen vô tận, Long khí như thủy triều không ngừng sôi trào, ngẫu nhiên có bông hoa lấp lánh lao ra mấy hạt thần nguyên trong suốt sáng bóng nhấp nháy lấp lánh. đồ Phi nói: cái này cũng quá đáng đi chứ thần nguyên tung lên từng hạt từng hạt nhất định không phải chỉ có một khối thần nguyên tuyệt thế tiểu tử rốt cuộc ngươi có nhìn thấu chưa có thể đi vào được không nhất định có thần tàng tuyệt thế ở bên dưới đại hắc cẩu đứng ngồi không yên đây là vạn long xào trong truyền thuyết thật khó tin làm sao thật sự có địa thế như vậy diệp phàm thì thào nói biểu tình cứng ngắc tràn ngập rung động sau khi phủ định chân long niết bàn hắn đã rất chấn động nghĩ tới nhìn lầm một loại long mạch khác nhưng quan sát cẩn thận chân chính hiểu rõ ràng thì hắn mới hoàn toàn ngớ ngẩn đây là vạn long xào trong truyền thuyết ở trong nguyên thiên thư cũng chỉ có ghi lại mà không có phương pháp phá giải có thể nói là một trong mấy tuyệt địa khủng bố nhất cái gọi là vạn long xào có thể thai nghén sinh ra long mạch còn không phải chỉ một hai cái dựa theo nguyên thiên sư phỏng đoán trong năm tháng vô tận trước kia rất có thể là xào huyệt của chân long thiên địa giao hòa hết thảy không bàn mà hợp với thiên cơ thậm chí vạn long xào còn có thể thai nghén ra chân long Đồ Phi cùng Bàng Bác còn có Đại Hắc Cầu cũng ngây ngần, ngay cả Nguyên Thiên Sư cũng bó tay không có biện pháp gì với loại địa thế này, tự nhiên là bọn họ cũng không thể thu hoạch được. Không đúng, các người nhìn mảnh địa cung kia lớn như thế, xây dựng ở Vạn Long xào lại bình an vô sự mà không bị hủy diệt, không đúng với tuyệt địa." Bàng Bác nói. "Chẳng lẽ truyền thuyết là thật ư?" Đồ Phi dường như nhớ đến gì đó, lộ ra thần sắc không thể tin được. "Là truyền thuyết gì?" Diệp Phàm hỏi. Thánh địa cổ ngày xưa có tên Minh Thần Cung, tương truyền nơi phát ra truyền thừa của bọn họ không phải đến từ loài người. Người không phải muốn nói là đến từ vạn long xào chứ? Bàng bác giật mình. Đô Phi nói, cái này không phải không thể. Có những lời đồn rằng bọn họ chiếm được truyền thừa xa xưa thần bí nào đó từ lòng đất. Đó là cái gì? Ánh mắt Đại Hắc Cẩu hết sức sắc bén, không kiềm được lui ra mấy bước. Ở dưới vực sâu vô tận, nơi sâu nhất tối đen như mực lại có những thứ sáng lấp lánh, mơ hồ trồi lên. Không lẽ là có sinh vật khủng bố gì đó sắp xuất hiện? Sắc mặt mấy người đều cứng lại, không thể bình tĩnh được. Long khí mãnh liệt, khí tức thần nguyên đập vào mặt, những đốm sáng trong vực sâu tối đen rõ ràng không ít đang dần dần bay lên. Là bị long khí đẩy lên. Là một tòa băng cung. Long khí tuôn trào như thủy triều lao lên từ dưới vực sâu, một tòa băng cung nặng nề lơ lửng, trong suốt lấp lánh. Nó không lớn lắm, cỡ khoảng một gian phòng, gọi là cung thì rất miễn cưỡng nhưng mà hình dạng của nó vẫn là một tòa cung điện toàn thể trong suốt hoàn toàn trong suốt nằm ở thế giới lòng đất này thật kỳ dị tràn ra từng trận linh khí minh thần cung mấy người đều khiếp sợ bọn họ nhìn thấy ba cổ tự trên băng cung này giống y như tên thánh địa cổ ngày xưa chẳng lẽ truyền thừa của bọn họ thật sự đến từ vạn long xào này mấy người không thể bình tĩnh được bên trong có người bàng bác cả kinh kéo diệp phàm lui ra mấy bước trong mắt co rụt tiếp đó đồ phi cùng đại hắc cầu cũng thấy được ở ngay trong băng cung đang nằm một người tựa như băng tinh kết thành toàn thể trắng tuyết gần như trong suốt cùng một màu sắc với băng cung nàng lẳng lặng nằm ở bên trong lụa trắng che phủ thân thể thân thể xinh đẹp đúng với băng cơ ngọc cốt mái tóc đen sáng bóng che lấp hơn một nửa dung nhan không thể nhìn rõ dung mạo thật nhưng mà không cần nghi ngờ đó chắn chắn là một vị giai nhân tuyệt đại nàng như đang ngủ say hoặc là một khối thi thể lạnh băng không phải là nàng ta còn sống chứ ánh mắt đại hắc cẩu lóe ra ánh sáng diệp phàm cùng bàng bác cũng giật mình không thôi mỹ nhân tuyệt đại này trông thật sống động thật giống như đang ngủ say an bình có một cỗ khí tức bình lặng hẳn là đã chết rồi dù sao cũng đã bảy tám vạn năm đồ phi suy nghĩ xuất thần người có biết nàng ta là ai không bàng bác hỏi có lời đồn rằng thần vương vô địch khương gia dùng vũ khí cực đạo san bằng đại tuyết sơn vô tận cao vút trong mây làm cho núi non hùng vĩ hóa thành bình nguyên vô tận cổ thánh địa minh thần cung chỉ có nữ thánh chủ của bọn họ trốn thoát đây là nữ thánh chủ cổ thánh địa diệp phàm cùng bàng bác đều giật mình hẳn là nàng ta đồ phi gật đầu đúng lúc này long khí sôi trào minh thần cung bắt đầu chậm rãi chìm xuống ẩn vào vạn long xào tối đen theo long khí mênh mông tiếp tục lơ lửng diệp phàm thấy cảnh này trong lòng vừa động nói có lẽ chúng ta có thể tiến vào vạn long xào diệp phàm đi vòng quanh vực sâu bắt đầu khắc vẽ ở mặt trên ngừng kết nguyên thiên văn lạc kết hợp thuật xem địa thế cùng vọng khí thuật suy diễn mọi thứ của vạn long xào nữ thánh chủ đang ở trong băng cung không bị hủy hoại làm cho hắn thấy được một tia hy vọng vì vậy muốn suy diễn xem bên dưới cuối cùng là gì không biết đã qua bao lâu hắn mới tinh thần mỏi mệt đứng dậy mơ hồ đã đi quanh vực sâu một vòng sao rồi đại hát cẩu nóng vội nhất vạn long xào là tuyệt thế hung địa nhưng cũng ẩn chứa thần tàng vô tận nếu có thể đi vào thì sẽ có đại tạo hóa ở trên vực sâu chỉ có thể suy diễn khái quát, khó mà nhìn thấu được gì. Vậy thì làm sao đây? Thế thì bỏ đi hay là tiếp tục mạo hiểm? Bàng bác hỏi. Diệp Phàm nói. Có thể đi xuống dưới một đoạn xem thử, ta suy diễn vực sâu mênh mông không có gì, nguy hiểm chân chính là ở trong long xào. Tiểu tử ngươi phải nắm thật chắc, nếu không thì chúng ta tương đương nhảy vào hố lửa đấy. Đại hắc cầu nhe răng nhếch miệng. Đồ phi ủng hộ tiếp tục đi xuống dò xét, nói tuyệt đối đáng giá thử một lần, cổ thánh địa Minh, thần cung nhất định chiếm được truyền thừa thần bí từ bên dưới, nói không chừng chúng ta cũng sẽ có thu hoạch. Cuối cùng, mấy người đạt được nhất trí, chuẩn bị dò xét một chuyến. Từ trận đại chiến ở Bất lão điện, cái chuông vàng của đại hắc cầu xuất hiện, thì không lâu, sau nó có thể bay được, trước mắt không cần người khác hỗ trợ. Nhằm dự kiến ổn thỏa, bọn họ chuẩn bị sẵn huyền ngọc thai, khi cần thiết sẽ xuyên qua hư không chạy lên trên. Long khí sôi trào mãnh liệt như thủy triều, đi xuống dưới bị lực cản rất lớn bọn họ không dám lập tức đi sâu xuống tốc độ rất chậm đi xuống dưới từng chút một càng đi xuống dưới càng tối đến sau cùng thì vươn tay không thấy ngón may là thần thức của bọn họ đều rất mạnh có thể cảm giác được cảnh vật xung quanh vực sâu này do người ta mở ra trên vách vực sâu có dấu đào búa rõ ràng thấy kết quả này làm mấy người chấn động là ai dám đào bới vạn long xào rất rõ ràng vạn long xào che giấu dưới lòng đất đã bị khai quật lên sau đó mới xuất thế nửa đường bọn họ lại gặp băng cung trong suốt lấp lánh. Cứ cách một thời gian, băng cung sẽ bị long khí trào ra đưa lên, lơ lơ lửng lửng. Cô gái trong băng cung cả người sáng bóng, mái tóc đen nhánh rất an bình, đúng là nghiêng thành vô song, thật khó tưởng tượng được nàng là một vị nữ thánh chủ. Hình như bổn hoàng thấy mi mắt của nàng ta hơi giật một cái. Đại hắc cầu phát lệnh dùng mình một cái, lui ra sau. Con chó chết này, đừng có dọa người bậy bạ nữa. Đồ phi quát to đã trôi qua bảy tám vạn năm mấy người không tin nàng ta còn sống ngay cả đại đế cổ cũng không thể sống lâu như vậy bằng cung bay lên cao mấy người thì đi xuống dưới xuất phát vào vạn long xào kỳ ngộ đi đôi với nguy hiểm bọn họ muốn đánh cực một lần một ngàn thước hai ngàn thước ba ngàn thước bọn họ cũng phải kinh hãi đi tới chừng bốn ngàn thước còn chưa thấy đáy tựa như vĩnh viễn không tới tận cùng thẳng hướng đến u minh diệp phàm không thể không dừng lại tiếp tục dùng nguyên thiên văn lạc suy diễn bằng không sai một bước sẽ là đại kiếp nạn sống chết. Thật lâu sau, hắn thở ra một hơi, kết quả cho thấy không có nguy hiểm, vẫn cứ tiếp tục đi xuống. Năm ngàn thước, sáu ngàn thước, đi xuống hơn chín ngàn thước, rốt cuộc bọn họ cảm ứng được đáy vực sâu, cách đáy đất còn vài trăm thước. Má nó, cái này không chừng là hố tự nhiên, sâu tới vạn thước rồi. Đại hắc cầu lầm bầm lầm bầm. Cẩn thận một chút. Diệp Phàm nhắc nhở, sắp tới đáy vực sâu, cũng không xa long xào nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.